Chương 1561, Thần điện điện chủ thất thố. Ngươi, để cho ta kinh diễm. Thần điện điện chủ mâu quang lóe lên, ánh mắt lộ ra một cái thán phục. Thần văn, chỉ có thiếu cân nhắc niệm giả có thể nắm giữ một loại năng lực. Mà cái âm dương lưỡng cực thần văn, càng thị phi kinh tài tuyệt diễm người không pháp tu luyện. Mà Tần Nhai có thể lấy đạo vương cảnh, nắm giữ chiêu này. Dương thần văn tần nhai gầm nhẹ một tiếng đạo nguyên thần niệm thôi động đến mức tận cùng dương thần văn kim mang lưu chuyển hình thành một vệt sáng bắn nhanh mà ra thần văn oai trùng trùng điệp điệp trí dương tới cương giống như thái dương hàng lâm vậy ở nơi này lực lượng trước mặt thần điện điện chủ lại có vẻ hơi nhỏ bé chỉ bất quá hắn lại không lùi không tránh nhất lăn tăn rung động tại hắn quanh thân điên cuồng khuếch tán ra tầng tầng lớp lớp giống như vô số đạo không gian bình chướng. Dương thần văn lực lượng ở nơi này không gian chi lực trước mặt. Đúng là không ngừng bị suy yếu, suy yếu, lại suy yếu, thẳng đến nhất về sau. Lại tán loạn với không? Cái gì? Tần nhai đồng tử co rụt lại, không gì sánh được chấn động lay động. Chính mình thái dương thần vân, lại sẽ bị dễ dàng như vậy ngăn cản xuống. Chân thần chi cảnh, cường hãn tới nay. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, thu liễm trong lòng chấn động lay động. Ngay sau đó, hắn tay trái tay phải đều xuất hiện. Mỗi bên tự vẽ ra một loại huyền diệu thần văn, đúng là Thái Dương. Thái âm lưỡng chủng thần văn lực, đồng thời thi triển. Chính là âm dương lưỡng cực thần văn tối cao vận dụng, âm dương cùng dòng. Chỉ thấy thần văn vận chuyển, mênh mông tinh hải trong Thái Dương chi ngôi sao. Thái âm chi ngôi sao lưỡng chủng tinh thần lực lượng đồng thời bị dẫn đi tới này phương thế giới. Ở tần nhai bên trái, âm khí tràn ngập đông lại thiên địa. Ở tần nhai bên phải, dương khí khuếch tán, chiếu khắp đại thiên. Chí dương tới cương, chí âm chí hàn, hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng đồng thời thi triển. Cho tần nhai thần niệm, nhục thân đạo nguyên chờ mang đến cực đại gánh vác. Có thể làm tới mức này sao? Thần điện điện chủ không khỏi tán thán, trong mắt kinh dị càng đậm cái này âm dương lưỡng cực thần văn ở thần đình thần văn giới bên trong. Cũng coi như phải là nhất lưu tiêu chuẩn, có thể trong lòng bàn tay. Đều là thần văn giới trong thiên tài hạng người. Mà tần nhai, lại cũng có thể thi triển, lại chỉ là đạo vương. Vũ đạo, niệm đạo, đều là cường hãn như vậy à. Thì thào nói nhỏ một câu, thần điện điện chủ đối với tần nhai càng tò mò hơn. Chỉ thấy hắn không gian chi lực lưu chuyển, chuẩn bị ngăn cản chiêu. Ông, hư không chấn động chỉ thấy thái dương thái âm lưỡng đạo thần văn triệt để thành hình hai chùm sáng bắn nhanh ở trong hư không đổ vào lại giống như hai cái sông hội tụ vào một chỗ vậy hình thành một không gì sánh được cường đại khủng bố lực lượng âm dương cùng dòng chi chiêu chấn động lay động thiên địa ở chiêu này xuống dù cho vô lượng cường giả sợ cũng phải đương trường vẫn lạc nhập hư thần điện điện chủ đạm mạc mở miệng, trong hư không lại hình thành một cái to lớn lỗ thủng. Trong lỗ thủng, lộ ra từng đạo cực kỳ cường hãn, không gian chi lực. Chùm tia sáng bị hút vào trong hư không, tan biến tại vô hình. Lập tức, hư không chấn động lay động. Từng đạo kinh khủng lực lượng ở trong hư không không ngừng nổ lên. Từng đạo vết nứt không gian như mạng nhện điên cuồng lan ra kéo dài. Thần điện điện chủ kiến hình, phất tay tán đi những thứ kia dư âm năng lượng nhất tay nhảy vào đủ lại đem tần nhai tối cường công kích ngăn cản xuống quả nhiên là không cách nào so sánh nga tần nhai ám tự lắc đầu đối với thần điện điện chủ thực lực càng thêm tinh tường mà thần điện điện chủ thân ảnh khẽ động đi tới trước mặt hắn cười nhạt một cái nói ha ha không nghĩ tới tiểu tử ngươi linh hồn thiên phú lại cường đại tới mức này liền âm dương lưỡng cực thần văn đẳng cấp này niệm thuật cũng có thể nắm giữ làm cho điện chủ chê cười người nếu không trên đường vẫn lạc. Tương lai chư thiên vạn giới trong đỉnh phong cường già tất nhiên có ngươi nhất tịch vị. Thần điện điện chủ nhìn tần nhai cười nói. Lập tức hắn đạo thức bắt đầu khởi động hướng tần nhai linh hồn bao trùm đi tới. Hắn làm như thế chỉ là muốn thuần túy nhìn tần nhai linh hồn thiên phú đạt được mức nào. Tương lai có thể hay không cùng thần đình trong những tên kia so sánh với. Mà khi hắn đạo thức đi tới tần nhai linh hồn sâu chỗ lúc lại bị một không rõ lực lượng cho bắn bay đi ra ngoài dĩ nhiên là không pháp cảm giác được mảy may điều này không khỏi làm hắn kinh hãi mất xác phải biết hắn là chân thần là trưởng đạo cảnh thần niệm sớm đã lột xác thành đạo thức có thể hắn như vậy nhưng lại không có pháp tra xét một cái đạo vương linh hồn không chỉ có như đây cái này lực lượng lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc loại cảm giác này chẳng lẽ là lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, thần điện điện chủ đồng tử chợt co rụt lại. Đạo thức lực bắt đầu khởi động, thận trọng hướng tần nhai linh hồn điều tra qua đi. Có thể cái kia lực lượng lần nữa xuất hiện, lần nữa đưa hắn đạo thức bắn ra. Mà thần điện chi chủ cũng rốt cục xác nhận cảm giác của mình. Ha ha ha, quả thật là ngươi. Thần điện điện chủ cười ha ha, có thể cười to quá về sau. Khuôn mặt trên, lên, lại lóe ra phức tạp thần sắc lại tựa như đau thương lại tựa như kích thích vừa tựa như nhớ lại mà tần nhai thấy thế chán cau lại trong lòng mơ hồ rung động hắn biết thần điện điện chủ vừa rồi dò xét linh hồn của chính mình mà đối phương lúc này lại lộ ra cái này chờ thần thái chẳng lẽ tần nhai chợt ngẩng đầu lên điện chủ người biết hắn lời còn chưa thốt ra miệng thần điện điện chủ liền ngăn lại hắn nói ra tần nhai vật kia dĩ nhiên tại ngươi thân lên đó chính là ngươi cơ duyên chỗ còn đây là vật gì tương lai ta sẽ cùng với ngươi từng cái nói tỉ mỉ nói xong hắn lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy lại nói ngươi bây giờ không cần suy nghĩ nhiều thứ này liên quan đến tầng thứ rất cao ngươi còn không cách nào biết được như vậy đi ngươi nếu có thể trở thành trí cường bảng số một ta liền lộ ra một chút tin tức cho ngươi thậm chí còn có một phần không gì sánh được to lớn tạo hóa phải ban cho dư ngươi thần điện điện chủ nói như vậy làm cho tần nhai càng thêm nghi ngờ linh hồn hắn bên trong khải linh vật đến tột cùng là vật gì nó lại làm cho thần điện điện chủ đều như vậy mất sắc xem ra cái này chí cường đạo vương bảng tranh đoạt đúng là ta biết được bí mật trong đó nhất đại quan kiện cái này trăm năm thời gian ta muốn cố gắng thật nhiều tần nhai âm thầm nghĩ tới khoảng cách trí cường đạo vương bằng đổi mới một trận chiến còn có trăm năm thời gian mà trăm năm chính là hắn toàn lực đề thăng chính mình thời điểm đi thôi rất nhanh tần nhai cùng thần điện điện chủ ra cái này phương thế giới trở lại cung điện chi lên mà long giật thanh tiết đám người ở đây cũng đã chờ nhiều lúc đối đãi tần nhai hai người xuất hiện về sau ánh mắt mọi người soát soát nhìn lại ở nơi này mười cái đạo vương bên trong là thuộc tần nhai đi vào thời gian nếu so với bọn họ lâu nhiều lắm. Điều này không khỏi làm những thứ này yêu nghiệt nhóm có chút miên man bất định. Thanh tuyết đi lên trước, hướng tần nhai nửa đùa nửa thật mà nói, tần huynh. Ngươi sao đi vào lâu như vậy rồi, chẳng lẽ điện chủ truyền thụ ngươi cái gì tuyệt chiêu? Tần nhai cười cười, nói, có thể là ta tương đối đần đi. Tần huynh nói đùa, mấy người một hồi hàn huyên về sau, liền cùng thần điện điện chủ đi tới nhất phương kỳ lạ chỗ mà nơi này đạo vận đúng là ngoại giới gấp mấy chục lần. Thời gian kế tiếp các ngươi liền ở này cùng ta tu luyện đi. Thần điện điện chủ tư tốn nói. Mọi người nghe vậy, nhãn chung không khỏi lộ ra chờ mong thần sắc. Tuế nguyệt như thoi đưa, trăm năm thời gian chuyển lập tức trôi. Đối với vũ giả mà nói, trăm năm thời gian bất quá là một cái búng tay chuyện tình. Nhưng đối với tần nhai, lòng giật đám người lại giống như quá cái nguyên niên vậy. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, bọn họ lấy được không cạn. Ở thần điện điện chủ chỉ đạo xuống, các phương diện năng lực đều có tăng trưởng nhanh như gió. Không nói khác, chỉ cần không gian chi đạo liền mạnh một mảng lớn. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Nhai tu vi cũng có đột phá. Lúc đầu, hắn chỉ có không gian chi đạo đạt được cấp 2 đạo vương tầng thứ, nhưng bây giờ. Hủy diệt chi đạo cũng theo đó đột phá, lôi đình chi đạo cũng có không nhỏ tăng cường bước vào đạo vương cảnh, thiên kỹ năng hắc lôi diệt thế chiến pháp uy lực cũng mạnh một màng. Lớn, còn lại các mặt cũng có tiến bộ không ít. Trường 1562, trí cường chiến bắt đầu. Trăm năm chi về sau, tần nhai, lòng giật đám người trở về. Rất nhiều thần điện vũ giả không khỏi hiếu kỳ, theo thần điện điện chủ trăm năm tu luyện. Những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt nhóm chiến lực đến tột cùng hội cường đại đến mức nào? nhất niệm tới đây có chút đạo vương liền xuẩn xuẩn dục động lòng giật hà phi hiên đám người ở trở lại mỗi bên tự tiểu viện sau liền bị khiêu chiến chỉ bất quá những thứ này khiêu chiến đối với hắn nhóm mà nói cũng không coi vào đâu đơn giản liền giải quyết mà ở trong bị khiêu chiến số lần nhiều nhất tương đương tần nhai dù sao năm đó hắn được tuyển chọn thời điểm nhưng có rất nhiều người không phục làm tần nhai trở lại tiểu viện về sau có mấy cái vũ giả liền tới đến mấy người này khí thế hung hung khí thế như hồng một người cầm đầu thân cao chín thước mặt đỏ báo nhãn trong tay dẫn theo một khẩu đại đao ở ánh mặt trời chiếu sáng xuống thân đao trên lên lóe ra trận trận hàn quang tần nhai thấy thế chán cau lại các ngươi tìm ta có chuyện gì ha nghe nói ngươi vừa mới cùng điện chủ tu luyện trở về chắc là tiến bộ không thiếu cho nên chúng ta vài cái muốn tìm ngươi tới luận bàn một chút đại hán kia cười lạnh một tiếng nhãn trung lóe ra hung quang lập tức không nói hai lời thân ảnh khẽ động như một đầu mãnh hổ vồ mồi vậy nhằm phía tần nhai đạo nguyên thôi động trong tay đại đao ầm ầm chém ra tần nhai thấy thế không trốn không né chỉ thấy hắn đạo nguyên ngưng ở chỉ nhọn hướng đao phong nhẹ nhàng điểm một cái một không gì sánh được cường hãn không gian chi lực khuếch tán đem đao phong uy lực tầng tầng cắt giảm đối đãi đao phong đụng tới tần nhai chỉ nhọn lên, lực lượng đã hoàn toàn tán loạn. Trăm năm trước ta nói rồi, khiêu khích ta, hậu quả tự phụ. Lập tức tần nhai liền không để ý tới đại hán ánh mắt kinh hãi, cong ngón búng ra. Một tràn trề cự lực tịch quyển mà ra, như muốn đem đại hán như tê liệt. Oanh một tiếng, đại hán bay ngược mà ra. Mà hắn nhục thân càng là trong nháy mắt tầng tầng văng tung tóe tán loạn. Chỉ còn hạ một viên đạo tâm trôi nổi tại khoảng không. Hoa thật là lớn một phen khí lực mới lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Nhãn trung tràn đầy một kinh sợ màu sắc, quá quá mạnh mẽ, chính mình ở trước mặt hắn căn bản không hề sức chống cự. Nhất chiêu liền đem chính mình trọng thương, nhục thân bị hủy, đạo tâm bị hao tổn. Loại thương thế này nếu không có đẳng cấp cực cao đan dược phụ trợ, chỉ dựa vào chính mình điều dưỡng cũng phải mấy trăm ngàn năm. Còn cần ta mời các ngươi đi à? tần nhai đạm mạc mở miệng mọi người khuôn mặt sắc hơi đổi lập tức liền cuống quýt ly khai có thể kế bọn họ chi về sau lại có mấy người tới chỗ này khiêu chiến người vẫn là nối liền không rớt tần nhai đem các loại người hết thảy trọng thương kinh sợ rất nhiều vũ giả rất nhanh liền không người còn dám đi khiêu chiến giải quyết xong những thứ này phiên toái nhỏ về sau tần nhai liền rõ ràng rảnh rỗi mấy ngày về sau thần điện rung động mà nguyên nhân, chính là trí Chí cường đạo vương bảng đổi mới một trận chiến, bắt đầu rồi. Tần nhai nhanh chóng đi trước, khi hắn đi tới một tòa thao trường trên, lên, về sau. Nơi đây đã đứng đầy đại lượng đạo vương, lòng giật thanh tuyết mấy người cũng ở chỗ này. Khi hắn đi tới về sau, vô số ánh mắt tập trung tại hắn thân lên. Có kính nể, có không cam, cũng có đố kỵ. Các loại tâm tình, không đồng nhất mà đủ. Ông! hư không chấn động, thần điện điện chủ chợt đi tới. Nhìn lướt qua trong giáo trường rất nhiều đạo vương, đạm mạc mở miệng nói. Chí cường bảng một trận chiến bắt đầu, ở chỗ này ta muốn nói rõ một cái. Trận chiến này bắt đầu về sau, sở có thần điện vũ giả cấm tự giết lẫn nhau. Dốc hết sức đối ngoại, nếu có trái với người. Chết, chữ chết vừa ra, mọi người không khỏi thân thể run nhẹ nhẹ thấy lạnh cả người tự bàn chân trên lên thẳng vào thiên linh cái, băng lãnh đến xương. Được rồi, đi thôi. Thần điện điện chủ phất tay, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Rất nhiều đạo vương thân ảnh khẽ động, nhảy vào bên trong vòng xoáy. Ngay sau đó, trước mắt mọi người sáng lên, đi tới nhất chỗ không gì sánh được to lớn thao trường lên, mà ngoại trừ bọn họ bên ngoài. Ở đây còn có còn lại thế lực đạo vương cộng lại, thiếu nói cũng có trên, lên, hơn triệu. Mọi người bốn chỗ tra xét, muốn nhìn một chút có cái gì cường giả ở đây. Rất nhanh, tần nhai liền phát hiện rất nhiều cỗ cường hãn khí tức. Trong đó có hơn mấy chục cỗ thậm chí không thua hà phi hiên. Thanh tiết như vậy tuyệt thế đạo vương. Nghĩ đến cũng đúng còn lại thế lực bồi dưỡng yêu nghiệt đạo vương. Siêu, siêu, siêu. Mọi người ở đây lẫn nhau quan sát thời điểm, hơn 10 người phi lướt mà tới. Những thứ này thân người lấy trường bào màu bạc nhạt, khí thế rộng rãi. Mỗi một người lại đều là vô lượng kỳ cường giả. Nhìn đến đây, Tần Nhai Tâm thần hơi chấn động một chút, có chút kinh hãi. Cái này sắp hàng trí cường bảng thế lực đến tột cùng là thần thánh phương nào? Xuất thủ chính là mấy chục vô lượng kỳ cường giả. Dù cho so với thần điện cũng không chút nào khiêm tốn sắc. Cái này hơn 10 người mỗi bên tự rước ra một cái vòng tròn vòng tròn chuyển hiện xanh nhạt sắc phía trên có khắc huyền diệu văn lộ tầm thường vũ giả vừa nhìn đi tới gần giống như hội hãm sâu trong đó không pháp tự kềm chế vậy ngay sau đó những thứ này ngân bào vũ giả đem vòng tròn hướng trên lên khoảng không ném đi chỉ thấy những thứ này vòng tròn tán phát ra trận trận quang mang ở trong hư không hình thành từng cái lồng ánh sáng màu xanh quang cháo chung càng lộ ra từng đợt đặc biệt khí tức chí cường đạo vương bảng chỉ lấy dung ba nghìn đạo vương những thứ này giới tọa mỗi bên tự đại biểu cho một cái đấu trường các ngươi có thể tùy ý tiến nhập nhưng từng cái đấu trường chỉ có thể có một nghìn cái đạo vương lưu lại trong lúc ở chỗ này các ngươi có thể tùy ý sát lục thẳng đến lưu hạ nhất sau một 000 người mới thôi nhưng yên tâm đấu trường bên trong không có chân chính tử vong một ngày các ngươi bị đánh bại trước khi chết, sẽ gặp đem bọn ngươi truyền tống xuất hiện. Hiện tại, trí cường chiến, bắt đầu. Một người cầm đầu ngân bào vũ giả lên tiếng nói. Lập tức từng cái vũ giả dường như như lưu quang vọt vào cái kia quang cháo chung. Tần nhai, lòng giật mấy người cũng mỗi bên tự do lấy một cái đấu trường tiến nhập. Mắt tối sầm lại, nhưng quen thuộc gian liền chiếu vào một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Cao núi đồi lưu, vạn thú bôn đằng, tần nhai lại đi tới một mảnh to lớn dãy núi dãy núi chi lớn liếc mắt lại trông không đến đằng trước nhỏ nhỏ vòng tròn lại có như này không gian huyền diệu a tần nhai tán thán một tiếng lập tức ngắm nhìn bốn phía tại hắn chu vi còn có mấy mười cái vũ giả những người này ở đây ngắn ngủi tán thán sau liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại ngắm nhìn bốn phía tràn đầy đề phòng phải biết hiện tại mọi người có thể đều là địch nhân xem ra đây là lập tức truyền tống còn lại vũ giả được đưa đến cái này đấu trường còn lại địa phương phòng ngừa tụ tập cùng một chỗ quá nhanh kết thúc tần nhai âm thầm nghĩ tới lập tức nhảy tới trước một bước ông bước ra một bước một không gì sánh được mãnh liệt không gian chi lực khoách tán tầng tầng lớp lớp như thao thao sóng to vậy khoảng cách gần hắn nhất một ít vũ giả khuôn mặt sắc tức thì nhất biến nhanh chóng lui lại né qua không gian lực lượng trong thời gian ngắn mọi người xuất ra binh khí nhắm ngay tần nhai hừ một cái cấp hai đạo vương lại cũng dám dẫn đầu xuất thủ vậy trước tiên giải quyết ngươi sẽ giải quyết kẻ khác đi dẫn đầu xuất thủ gây nên mọi người đối địch không biết sống chết mọi người cười nhạo lập tức hướng tần nhai công kích đi các loại năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát kiếm khí ánh đao điên cuồng lóe lên mà tần nhai không thèm để ý chút nào không gian chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, bốn phía hư không tựa như muốn vặn vẹo vậy. Từng cái mini vòng xoáy hình thành, lôi xé bốn phía tất cả. Vô số năng lượng ở nơi này vòng xoáy trước mặt đúng là không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn trong thời gian ngắn, vô số năng lượng liền tán loạn. Tần nhai đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc đạm mạc đứng chắp tay. Mọi người đồng tử co rụt lại, có chút kinh hãi thảo nào dám dẫn đầu xuất thủ, hắn lại có này đẳng cấp thực lực. Mọi người kinh hãi lúc tần nhai tản mát ra không gian chi lực phảng phất hóa thành tất cả mãnh. Thú vậy, hướng hắn nhóm đánh tới, lôi xé bọn họ thân hình. Từng đoàn huyết vụ chợt nổ lên, thê đẹp tuyệt diễm. Tần nhai có thể cảm nhận được đang ở hắn muốn đem kỳ đạo tâm phá hủy thời điểm. Một huyền diệu vô cùng lực lượng xuất hiện đem các loại người cho rời đi a trí cường chiến có ý tứ tần nhai cười cười lập tức nhìn phía xa chỗ chương 1563, nghìn đao thiên xích đấu trường bên trong dãy núi liên miên không thể nhìn thấy phần cuối không có gì ngoài truyền tống vào tới vũ giả bên ngoài còn có đại lượng dị thú ở này ngủ đông trong đó thậm chí đủ thực lực đạt được yêu cảnh giới tồn tại một đường nguy cơ nhiều không kể xiết tần nhai hành tẩu ở trong dãy núi một đường đã không biết chém giết nhiều thiếu dị thú ngẫu nhiên đụng trên lên một ít cường hãn nửa yêu hoặc yêu tắc thì là sử dụng thú hòa tam biến đem bên ngoài hàng phục thu nhập vạn thú đồ bên trong tăng cường thú đồ nội tình bỗng nhiên một cái rực rỡ kiếm quang chợt đi tới kiếm quang như cầu vồng phi lướt nhìn dặm thẳng hướng tần nhai đâm tới Dọc theo đường cây cối, núi đá đều bị đơn giản phá hủy, hóa thành toái bọt. Trong thời gian ngắn, cái này lao kiếm quang liền tới đến tần nhai trước mặt. Thẳng đến kỳ đạo tâm, lạnh thấu xương kiếm ý càng đưa hắn hoàn toàn tập trung. Muốn đem hắn như tê liệt. Này lúc tần nhai động, ngũ chỉ mở ra, khí huyết kèm theo bằng bạc đạo nguyên chợt đánh ra. Đem cái này một kiếm quang ngăn cản xuống, lập tức nâng lên hai tròng mắt nhìn phía xa chỗ. Xuyên thấu qua tầng tầng đám mây, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không. Đều là tay cầm trường kiếm, mỗi người thân trên đều tản ra lạnh thấu xương kiếm ý. Một người cầm đầu chính là cả người áo dài trắng thanh niên, thanh niên mày kiếm mắt sáng. Miệng hơi cười, mà khi hắn chứng kiến tần nhai dễ dàng như vậy ngăn cản hạ một đạo kiếm quang. Lúc không khỏi lộ ra kinh ngạc ừm, bị đỡ được phải biết vừa rồi đạo kiếm quang kia mặc dù không phải hắn toàn lực thi triển có thể uy lực cũng không thể khinh thường cho dù là tam giai thiên tôn cũng chỉ có thể phục thủ hắn xem tần nhai chẳng qua cấp hai đạo vương cần phải ngăn cản không xuống có thể kết quả cũng là ngoài hắn dự liệu bên ngoài tình cờ gặp người có ý tứ áo bào trắng thanh niên thân ảnh khẽ động mang theo mọi người đi tới tần nhai trước mặt khi này những người này đi tới thời điểm Nghiêm nghị kiếm ý tức thì tràn đầy hư không bên trong, gần giống như tần nhai trước mặt. Lờ lững mấy thanh thần kiếm vậy. Các ngươi là người phương nào? Kim Phong kiếm cung đệ tử, Lâm Đào. Cầm đầu áo bào trắng thanh niên cũng chính là Lâm Đào cười nhạt một cái nói. Kim Phong kiếm cung, Thanh Vân Đạo vực bên trong nhất đại thế lực. Chính là gần với Tử Tiêu Đạo cung vài cái đỉnh nhọn thế lực. Bồi dưỡng được đạo vương rất nhiều cũng có không ít người danh liệt tại trí cường đạo vương trên bảng nhìn thấy những thứ này người tần nhai cũng nghiêm túc đạo nguyên thôi động tần nhai xin chỉ giáo ông hư không chấn động một cây đen nhánh hắc thần thương đã ở tần nhai trong tay nắm chặt chính là tạo hóa chân bảo hắc vũ thần thương thần thương ở tay tần nhai khi thế đại biến nghiêm nghị chiến ý tràn ngập hắn rất tinh tường nơi đây chính là đấu trường gặp nhau thấy vũ giả chỉ có hai loại khả năng nếu không phải là kết minh nếu không phải là đem đối phương đánh bại mà tần nhai không có kết minh dự định vì thế chỉ có loại thứ hai các ngươi đừng động thủ để cho ta tới là thử xem sâu cạn của hắn lâm đào cười cười trường kiếm đã nắm chắc kiếm ra kiếm ý bạo nổ phát hư không trở nên chấn động bằng bạc đạo nguyên nhập vào cơ thể mà ra ở trong hư không đan vào hội tụ giống như hình thành nhất khẩu khẩu trường kiếm vậy hướng tần nhai lao đi kiếm ảnh dồn dập lại tựa như một cái kiếm hà vậy, liên miên bất tuyệt. Không sai, tần nhai cười nhạt, trường thương xoay mình động, múa ra vô số thương hoa. Xinh đẹp tuyệt luân lại dày không ra phong. Đem hết thảy cướp được kiếm ảnh từng cái ngăn cản xuống. Thiên kỹ năng, kim sắc bén kiếm. Cao tiếng quát lên, một cái ánh kiếm màu vàng óng lóe lên. Lập tức liền ngưng tụ trở thành một khẩu dài chừng mười trượng lạnh thấu xương không gì sánh được tản ra kim quang kiếm ảnh. Kiếm ảnh hoành khoảng không, chợt phách xuống. Kiếm ảnh chưa đến, cái kia cỗ to lớn uy áp liền đã kinh sợ lòng người, như Thái Sơn vậy. Tần nhai mặt đất dưới chân ong ong rung động, không ngừng giãn. Đất đá tung bay, khói bụi cuồn cuộn. Trong hư không vài cái vũ giả thấy thế, đều là lộ ra dị sắc. Kim sắc bén kiếm, kiếm cung bên trong một trong những tuyệt học. Không nghĩ tới Lâm sư huynh không ngờ tu luyện tới mức này. Xem ra thắng phụ đã thành định cục, đích xác tiểu tử này tuyệt đối ngăn cản không xuống. Liền tại đây hơn người cho rằng Tần Nhai gần thất bại thời điểm, một cái hắc sắc điện quang đột nhiên lóe lên, ngay sau đó. Như cự mãng vậy hoành khoảng không mà ra, rực rỡ kiếm quang ở nơi này lôi đình cự mãng trước mặt lại bị đơn giản đánh tan. Làm sao có thể lâm đào thần sắc hoảng sợ thân ảnh điên cuồng chợt lui nhưng này lôi đình cự mãng giống như có linh tính lại đuổi chặt không tha trương khai cự đại chỗ rách tràn đầy khủng bố lôi quang trong chớp mắt liền đem hắn nuốt xuống oanh một cái lâm đào tức thì bị đánh bại người ảnh cũng bị rời khỏi đấu trường kiếm cung những đệ tử còn lại thấy thế nuốt nước miếng một cái có chút hoảng sợ phải biết lâm đào là kiếm cung xuất sắc nhất đạo vương một trong chiến lực mạnh ở trí cường đạo vương bảng lên, cũng là cầm cờ đi trước tồn tại. Có thể mạnh như vậy người, ở tần nhai trong tay lại đi chẳng qua nhất chiêu. Cường hãn như vậy tuyệt luân lực lượng, thật là đáng sợ. Người này, đến tột cùng là người nào? Vì sao ở trí cường đạo vương bảng lên, đều không xem qua hắn? Chẳng lẽ là lánh đời tu hành đạo vương hay sao? Mọi người suy đoán phiên phiên, trường kiếm ở tay. Lập tức từng đạo kiếm quang hướng tần nhai bao trùm quá khứ chỉ thấy tần nhai thôi động hắc lôi chiến pháp vô tận lôi đình cuồng bạo được giống như dã thú hung mãnh vậy ở hư không tàn sát bừa bãi đem hết thảy kiếm quang từng cái tê liệt ngay sau đó lôi đình bay lượn đem hết thảy kiếm cung đệ tử đánh bại rất nhanh hiện trường cũng chỉ thừa lại hạ tần nhai một người làm xong đây hết thảy về sau hắn tiếp tục hướng xa chỗ đi tới một đường lên, hắn gặp phải không thiếu vũ giả, đều là bại ở trong tay hắn hắc lôi phía dưới. Dần dần, đấu trường bên trong đã qua hơn 10 ngày thời gian. Cái này hơn 10 ngày thời gian, thua ở tần nhai trong tay vũ giả không thua một nghìn. Ở trong tay hắn chạy trốn vũ giả cũng có không thiếu, một phen sát lục xuống. Danh tiếng của hắn dần dần vang lên, rung động cái này hơn nửa đấu trường mà trừ hắn ra bên ngoài, còn có rất nhiều vũ giả cũng thanh danh vang dội. Những thứ này vũ giả, từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Kỳ danh khí cũng đều dựa vào từng cuộc một chiến tích mệt mỏi tích xuống đến. Thực lực cường hãn, một ngày này, tần nhai vừa mới đem vài cái đạo vương đánh bại. Xa chỗ đột nhiên liền truyền đến một hồi trốn chết âm thanh. Chỉ thấy cả người hắc sắc tinh thần giả trang cầm trong tay một khẩu trường đao thanh niên vũ giả, đúng là ở đuổi theo một đám vũ giả đánh. Mà những thứ kia vũ giả lại không hề chiến ý, quân lính tan rã. Mỗi bị đao mang quét liền hóa thành bọt máu nổ lên, rời khỏi đấu trường. Người quần áo đen này là... Tần nhai chán cau lại, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hai mắt tả sáng. Hắn ở đấu trường hành tẩu hơn 10 ngày, nghe được tin tức cũng không thiếu biết đấu trường bên trong có vài cái danh khí so với lớn, chiến lực cực mạnh đạo vương vũ giả. Một người trong đó, tên gọi Đao Thiên Sích. Trong tin đồn, người này hứng thú với chiến đấu. Là một cái không hơn không kém chiến đấu cuồng, bốn chỗ tìm người tỷ đấu. Cái này đấu trường bên trong thiếu nói cũng có ba thành nhân số là bị hắn cho đào thải ra khỏi. Đi, danh khí so với tần nhai còn muốn lớn một chút. Ngoại trừ ngoài ra, người này cũng là trên, lên, đảm nhiệm đạo vương bảng trên, lên, bài danh. Hàng đầu vũ giả, xếp hạng thứ 37 vị. Chính là linh hải đạo vực chiến thần cung bên trong một cái thiên kiêu đệ tử. Là lần này đạo vương bảng tiến lên mười mạnh mẽ cạnh tranh người. Ha ha, các ngươi không khỏi quá yếu đi. Đào thiên xích cười ha ha một tiếng, hắc đao nhất chảm sấp xỉ trăm trượng dài hắc sắc đao mang hoành khoảng không mà ra tiếp xúc cùng vũ giả. Đều là bị đánh tan. Đao mang chung ẩn chứa đạo vận càng làm cho tần nhai có chút quen thuộc. Người này lại cũng là tu luyện hủy diệt chi đạo vũ giả. Hơn nữa bên ngoài tìm hiểu ra tới tầng thứ cực cao. Rất có thể cũng là hoàn mỹ cấp bậc yêu nghiệt. mươi 1564, đệ một luân kết thúc đao thiên xích một đao ở tay đánh rất nhiều vũ giả chật vật chạy trốn đao khí tung hoành tàn sát bừa bãi thiên địa vô số đao khí đan vào thành long tiếng gầm gừ chấn động lay động trước mắt nhiều vũ giả một ít vũ giả trốn chết trên đường trong lúc lơ đảng đi tới tần nhai trước mặt cái kia bằng bạc đao long cũng chợt đi tới đối mặt đao long tần nhai đúng là không lùi không tránh trường thương ở tay không gian chi lực ở thương nhọn trên, lên, xoay quanh lưu chuyển, chợt kích ra. Phá toái hư không? Vạn vẹo không gian chi lực, sát na đem đao long hoàn toàn phá hủy. Một màn này, thấy rất nhiều vũ giả trở nên tâm kinh sợ. Mà đao thiên xích càng là hai mắt tỏa sáng, phảng phất nhìn thấy gì hợp ý con mồi vậy. Liếm môi một cái, cuối cùng cũng có cái tốt. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động như là cỗ sao trồi rớt xuống oanh một cái, đập ở tần nhai cách đó không xa mặt đất lên. Đại địa phảng phất không thể chịu đựng vậy, chợt rung động. Từng đạo vết rách nhanh chóng lan ra kéo dài. Đất đá tung bay, khói bụi cuồn cuộn, cuốn về phía tần nhai. Có thể tần nhai thân ảnh như thái sơn vậy lù lù bất động. Quanh thân tràn ra tầng tầng không gian chi lực. Đem đao thiên xích rơi xuống đất tạo thành trùng kích đơn giản ngăn cản xuống. Người tên là gì? Tần nhai người đáng giá một trận chiến. Đào thiên sích vừa nói xong, thân ảnh tức thì bạo nổ đi ra ngoài. Trong tay hắc sắc trường đao xẹt qua hư không, hướng tần nhai cổ chém tới. Sắc bén đao phong, lóe ra hàn quang. Tràn ra hàn ý làm cho tần nhai ra thịt đều có chút đau đớn. Nhưng lập tức trường thương nhất chuyển, nghênh đón. Đào thương giao kích len keng một tiếng, kinh khí điên cuồng phun ra ngoài kinh khí giống như thủy triều khuếch tán, chỉ chốc lát, bốn phía mặt đất liền đã gồ ghề. Khắp nơi vết thương, mà tần nhai cùng đao thiên xích hai người bởi vì cường hãn này trùng kích. Lực mỗi bên tự đẩy lui mấy bước, nhãn trung xẹt qua tán thán. Cái này đao thiên xích thật không hổ là tiền nhiệm đạo vương bảng trên, lên, phách danh thứ ba. 17 cường giả, chỉ là này cổ lực lượng liền đủ để nghiền ép tam giai thiên tôn. Nhất niệm tới đây, tần nhai thân trên, lên, mơ hồ có chiến ý lưu lộ. Mà đao thiên xích đồng dạng là kích thích không gì sánh được, trường đao ở tay. Lần nữa hướng tần nhai phóng đi, trường đao không ngừng huy vũ. Vô số đao khí phô thiên cái đĩa. Nhưng tần nhai cũng không yếu thế chút nào, trường thương run run, dày không ra phong. Đao thương không ngừng giao kích, rung động bát phương. Chu vi xem vũ giả càng ngày càng nhiều, kinh thán không thôi đào thiên xích tần nhai cái này phương đấu trường bên trong hai đại cường giả giao chiến thật không biết cái này thắng lợi cuối cùng người đến tột cùng sẽ là ai chứ hai người này đều không là hạng dễ nhằn không sai nếu như bọn họ không đánh nhau cái này phương đấu trường bên trong có thể lưu lại trong ngàn người chắc chắn tên của bọn hắn ngạch chỉ bất quá bây giờ lại là không thể nào đáng tiếc trước phải bị loại bỏ rơi một cái yêu nghiệt người bị đào thải, chỉ có thể chờ hậu kỳ lại tiến hành phục so tài. Mọi người mắt không chớp nhìn chiến đấu này, không gì sánh được chờ đợi. Một cái đạo vương trung nổi tiếng lâu đời cường giả, một cái gần nhất quật khởi về sau tân tú. Hai người này một trận chiến, đến tột cùng hội là kết quả gì? Song phương binh khí giao kích len keng không ngừng. Cận chiến chém giết kỹ xảo, bị bọn họ vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn một phen giao chiến xuống song phương đúng là bất phân cao thấp ha ha tần nhai ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng đào thiên xích cười ha ha thân trên lên lộ ra chiến ý càng thêm mãnh liệt mà tần nhai dẫn theo trường thương chỉ xéo lấy hắn cũng không yếu thế chút nào hai đại yêu nghiệt giữa chiến đấu sắp sửa chính thức triển khai oanh hư không chấn động đào thiên xích trong tay hắc đao đột nhiên rung động một không gì sánh được cường hãn hủy diệt đao ý sông lên thiên không? Như muốn phá hủy thế gian tất cả. Tần nhai thấy thế, thân trên, lên, hắc lôi nhảy động, bùm bùm rung động. Một không gì sánh được cường hãn uy thế đồng dạng bạo nổ phát. Diệt thế hắc lôi chiến pháp, chợt khởi động. Được, khẽ quát một tiếng, đao thiên xích chợt đập ra, thân như lưu quang. Trong tay trường đao mang theo vạn quân chi trọng, cùng với tràn trề đao ý, ầm ầm bạo nổ phát. Trường đao vẽ ra, giống như bôi đen quang vậy chém về phía Tần Nhai cổ. Tần Nhai thấy thế, hắc lôi ngưng ở trường thương, rào rào kích ra. Hơn một tầng giao phong, ở trong hư không bạo nổ phát, một cái tiếp lấy một cái. Vô số lần giao kích, bọc to lớn kình khí, cuốn lên bát phương. Tại loại này khủng bố lực lượng xuống, bốn phía dãy núi không ngừng phá toái. Thấy ở đây vũ giả, tâm kinh sợ không ngớt mà một ít dựa khá gần tới không kịp trốn tránh vũ giả càng là không gì sánh được không may chỉ là dư kình liền đem bọn họ nhục thân tê liệt phá hủy ở nơi này cường hãn lực lượng xuống có đại lượng vũ giả bị lan đến đấu loại hai người này chiến đấu không có thực lực đều không xem được tấm tắc thực sự là biến thái a mọi người thân ảnh lui lại sợ bị bên ngoài lan đến theo thời gian đưa đẩy, hai người chiến đấu cũng dần dần đạt được giai đoạn ác liệt. Tinh diệu thương pháp, đao chiêu phối hợp dâng trào đạo nguyên không ngừng bạo nổ phát. Nhưng nói tóm lại, tần nhai cũng không có bị tổn thương gì. Dù sao, hắn nhục thân đặt nơi ấy, cực kỳ cường hãn. Mà đao thiên xích tắc thì lại bất đồng, nhục thân bị tần nhai kích hủy không ít lần. Lại không ngừng khôi phục lại, tuần hoàn xuống, tiêu hao đại lượng đạo nguyên như ở tiếp tục như thế chắc chắn thất bại đao thiên xích tựa hồ cũng minh bạch cười ha ha một tiếng cả người đao ý thu liễm đến rồi cực hạn lại tựa như biến thành một cái người bình thường vậy không có một chút khí thế có thể hắn như vậy lại mang cho mọi người một mạnh hơn áp bách liền giống như cái kia tầm thường trong thân thể đang nổi lên lấy kinh khủng nhất kinh người lực lượng hình như có một khẩu tiệt thế thần đao sẽ phải hoành khoảng không mà ra Tần nhai, ta một đau cuối cùng, ngươi xem được rồi. Tại hạ mỏi mắt mong chờ. Tần nhai khóe miệng vi kiều, nhãn trung xẹt qua một cái chờ mong. Đồng thời, hắn cái chán gian lại có một cái huyết tuyến mơ hồ nổi lên. Tơ máu này, chính là cái kia tà vương huyết đồng. Huyết đồng sắp xuất hiện, trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng cũng xúc thế đãi phát. Chỉ thấy đau thiên xích cầm trong tay đau chậm rãi dơ lên một tràn trề đao ý chút xuống mà ra, hư không chấn động. Một cái chói mắt ánh đao không ngừng lóe lên. Đao đem rơi, huyết đồng sắp mở thời gian, đột nhiên xảy ra dị biến. Từng đạo quang hoa chợt lóe lên, tần nhai. Đao thiên xích đám người lại bị một không hiểu lực lượng cho truyền tống ra đấu trường. Trở lại cự đại thao trường bên trong. Đột nhiên biến hóa, đem hai người chiến ý bỏ đi. Chuyện gì xảy ra? Xem ra cái này vòng thứ nhất đấu trường kết thúc. Từng cái đấu trường đã quyết ra ngàn người danh ngạch. Không biết vòng kế tiếp tỷ đấu lại muốn bực nào thì bắt đầu. Các võ giả quan sát bốn phía một chút. Phát hiện nơi này vũ giả so trước đó thiếu hơn phân nửa. Nghĩ đến những thứ kia bị loại bỏ vũ giả hẳn là bị tập trung lại, an trí ở mặt khác địa phương. Thực sự là mất hứng. Đào thiên xích chán cau lại. Bất mãn hừ nhẹ một tiếng lập tức nhìn phía tần nhai, cười hắc hắc nói, người ta giữa chiến đấu còn chưa kết thúc. Đợi khi tìm được cơ hội, ta sẽ tìm ngươi quyết ra cao thấp. Ta phụng bồi tới cùng. Sảng khoái. Đào thiên xích cười ha ha một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Thanh tuyết, lòng giật mấy cái vạn giới thần điện đạo vương đi tới. Ngắm rời đi đào thiên xích liếc mắt, thanh tuyết hỏi, người đã với hắn giao thủ. Tần nhai gật đầu cái này người có thể khó đối phó, nhưng là cái thập phần thuần túy phần tử hiếu chiến. Chiến lực mạnh, liền trí cường bảng top 10 đều đạo vương đều ở trong tay hắn bị thua thiệt. Đã nhiều năm như vậy, chiến lực cần phải càng đáng sợ hơn. Đích xác là có chút phiền phức. Hồi tưởng mình một chút cùng đao thiên xích chiến đấu, không khỏi tràn đầy đồng cảm. Nhưng đối với loại này người điên vì võ, cũng chỉ có thể dùng lực lượng đem bên ngoài áp đảo chương 1565, Thông Thiên Tháp. Vòng thứ nhất trí cường chiến kết thúc, bị loại bỏ hơn phân nửa vũ giả. Còn thừa lại đạo vương tắc thì là bị trước kia những thứ kia mặc trường bào màu bạc vô lượng kỳ. Cường giả an bài vào nhất chỗ tiểu bên trong thế giới, quá mấy ngày. Một ngày này, ngân bào cường giả mang theo mọi người đi tới một tòa tháp cao. Tháp cao này cao kinh sợ như mây, không thấy được đỉnh phong mà ở tháp xuống tần nhai đám người cũng là cảm nhận được một rộng rãi khí tức bàng bạc tràn ngập cả người trên lên hạ gần giống như bị đè nặng một tòa đại sơn vậy một tòa tháp lại mang cho mọi người một tương đương chân thần áp lực phía trước đấu trường chẳng qua là muốn đào thải hết một ít tạp ngư mà thôi hiện tại bắt đầu mới thật sự là trí cường chiến ngân bào cường giả đạo lập tức hắn chỉ vào tháp cao kia nhàn nhạt nói ra tháp này tên là thông thiên tháp cao 99 tầng, bên trong có vô số hung hiểm, mà các ngươi đi vào về sau. Đến nơi trước tiên thông thiên tháp tầng 30, trước 3.000 danh vũ giả. Chính là mới 3.000 trí cường, mà tầng 30 chi về sau. Các ngươi có thể xông qua được tầng số càng nhiều, bài danh liền càng đến gần trước, hiện tại. Trí cường chiến, bắt đầu. Đang ở ngân bảo cường giả nói xong về sau, cái kia thông thiên tháp đại môn chậm rãi khai mở. Một như man hoang một dạng khí tức tiêu tán xuất hiện, Tần Nhai. Thanh Tuyết đám người liếc nhau, lập tức thân ảnh khẽ động, dẫn đầu vọt vào bên trong tháp cao. Mà còn lại vũ giả cũng theo sát bên ngoài sau. Ở vào tháp sát na, một huyền diệu lực lượng tán phát. Trong nháy mắt đem Tần Nhai truyền tống đến nào đó chỗ bên trong sơn cốc. Mà sơn cốc bốn phía càng là có đại lượng tiếng thú gào vang vọng, hắn hiện tại gần giống như thân hãm ở bầy thú bên trong. Hắc vũ trường thương ở tay, tần nhai đề phòng bốn phía. Siêu, siêu, siêu. Chỉ thấy vô số chỉ bụi bạch sắc cái bóng phi lướt mà đến, xuất hiện ở vách núi cây cối. Khe rãnh gò đất trong thời gian ngắn, liền đem tần nhai trọng trọng vây quanh. Mà tần nhai, cũng xem rõ ràng những thứ này bóng người màu xám cho dáng dấp. Đúng là từng cái cao hơn một trượng bụi sắc hầu tử những thứ này hầu từ khuôn mặt sắc dữ tợn, hay mắt đỏ đậm, hung ác độc địa không gì sánh được. Đối đãi đem tần nhai vây quanh về sau, liền khởi sướng mãnh liệt thế tiến công. Một con tiếp lấy một con, liên miên bất tuyệt như muốn đem tần nhai xé nát mới sẽ bỏ qua vậy. Thật là dữ dị thú. Tần nhai nói nhỏ một tiếng, lập tức trường thương run run. Thương hoa nổi lên, giày không ra phong một ngày tiến nhập tần nhai trường thương trong phạm vi hầu tử không có ngoại lệ đều bị lạnh thấu xương thương phong cho xé thành hai nửa trong sát na trong không khí liền đầy vô số huyết tinh không gian vặn vẹo thương chiêu mặc dù hay tuy mạnh nhưng dùng để đối phó trước mắt cái này lại tựa như vô cùng vô tận hầu tử hiệu suất quá chậm vì vậy tần nhai đem trường thương nơi dừng chân không gian chi đạo toàn lực thi triển từng vòng như sóng lớn rung động điên cuồng khuếch tán. Không gian chi lực qua chi chỗ, hư không giống bị vặn vẹo vậy, từng cái nhàn nhạt. Thậm chí mắt thường khó có thể nhìn thấy tiểu hình vòng xoáy ở trong hư không không ngừng lan. Da kéo dài đi ra ngoài, bị liên lụy hầu tử, tất cả đều bị đơn giản xé thành nát bấy. Phanh, phanh, phanh. Từng đoàn huyết vụ nổ lên, thê đẹp tuyệt diễm, cực kỳ kinh người. Nhưng những thứ này hầu tử hung lệ không gì sánh được cái này khắp nơi huyết tinh chẳng những không có làm cho bọn họ có chút lui bước ngược lại thì kích khởi bên ngoài càng sâu tầng thứ hung tính vô số hầu tử không sợ chết đánh về phía tần nhai ừm tần nhai chán cau lại lập tức vận chuyển không gian chi lực ngưng tụ ở trường thương chi lên một chút hàn mang thời gian lập lòe tràn trề thương mang ẩn chứa bằng bạc không gian chi lực chợt đánh ra như một đạo ngân bạch như sao rơi xẹt qua đại địa qua chỗ bề mặt trái đất nổ tung hàng vạn hàng nghìn hung hầu hóa thành cho tàn. Bằng vào một thương này, tần nhai ngạnh sinh sinh ở bầy vượn chung mở ra một con đường máu. lập tức thân ảnh khẽ động không muốn vướng víu hướng đường máu phần cuối lao ra. đồng thời thần niệm vận chuyển khoách tán ra tìm kiếm thông đạo rời đi. rất nhanh hắn ở bên ngoài mấy vạn dặm chứng kiến một cái cửa đồng xanh. trong cửa lớn chính là một cái không gian vòng xoáy hiển nhiên đây chính là thông thiên tháp hơn một tầng cửa vào chỗ hắn không nói hai lời liền hướng lấy cái kia phóng đi tốc độ của hắn cực nhanh giống như lưu tinh đem những thứ kia hung hầu cho xa xa để qua thân về sau một đầu đâm vào trong vòng xoáy tiến nhập thông thiên tháp tầng thứ hai mà những con khỉ kia đi tới này chỗ lại tựa như chịu đến nào đó hạn chế không pháp tiến nhập một phen rít gào, ở nào đó lực lượng chấn áp xuống, trở lại sơn cốc. Ông, hư không chấn động, tần nhai trước mắt đột nhiên sáng lên. Hắn đi tới một mảnh cự đại thao trường lên, thao trường tả hữu Mỗi bên tự sắp hàng hai ba mươi cái cao lớn thanh đồng chiến khôi. Thân trên có khắc từng đạo huyền diệu văn lộ, có cầm trong tay cự đại cổ kiếm. Có tác thì dẫn theo trọng trùy cự phủ. Những thứ này chiến khôi không ngừng di động, binh khí cũng không ngừng huy vũ mỗi một lần huy vũ, đều sẽ nhắc lên một kinh người bão táp. Một ít đang ở sông cửa vũ giả bị gió lốc gợi lên, thân hình đều mơ hồ có chút bất ổn. Có thể tưởng tượng được cái này quơ múa lực lượng có bao nhiêu cường đại. Nếu như chính diện kề bên trên, lên, một cái, thiên tôn sợ cũng chịu không nổi. Vẻn vẹn tầng thứ hai, cái này thông thiên tháp liền có như này độ khó. Nếu muốn đột phá toàn bộ 99 tầng chỉ sợ là vô lượng cảnh giới cường giả sợ cũng không pháp làm được đi được rồi làm hết sức là được tần nhai lẩm bẩm nói lập tức hắn thân trên lên hắc lôi bắt đầu khởi động chạy vội mà ra như một cái rất mạnh lôi quang vậy trong nháy mắt liền xông qua mấy chục vị chiến khôi công kích tiến nhập không gian vòng xoáy thấy rất nhiều vũ giả tâm kinh sợ không ngớt chúng ta gian nan như vậy hắn lại dễ dàng như vậy người này đến tột cùng là người nào ta biết hắn hắn gọi tần nhai chính là mới ra nhập vạn giới thần điện thiên kiêu chiến lực mạnh đủ để xếp vào đạo vương trăm người đứng đầu tầng thứ ba tầng thứ tư tầng thứ mười tầng thứ mười hai chỉ là ba ngày tần nhai liền xông qua thông thiên tháp phía trước tầng hai mươi mà tốc độ như thế cũng đưa tới một ít hữu tâm nhân chú ý vân hải chi thượng một tòa cung điện bên trong mấy chục ngân bào vũ giả hội tụ vào một chỗ. Mà ở trước mặt của bọn họ tắc thì là từng đạo màn sáng, màn sáng lên. Chính là thông thiên tháp bên trong cảnh tượng. Vô số võ giả bề ngoài hiện đều ở bọn họ trong lòng bàn tay. Bọn họ thần niệm bắt đầu khởi động. Đem các loại võ giả tin tức từng cái ghi vào ngọc giản bên trong. Lại do một ít chuyên môn vũ giả đối với chiến lực tiến hành sắp hàng. Ngay ngắn có thứ tự, đâu vào đây? mà một ít bề ngoài hiện thập phần xuất sắc tắc thì là đưa vào một gian bên trong mật thất từ vài cái không người biết cao tầng tự thân phê duyệt phán đoán chi mật thất môn mở một cái ngân bào vũ giả dựa theo thường ngày đem mấy viên ngọc giản đưa vào đi về sau liền trực tiếp ly khai liền mảy may đều ngừng lưu cũng không có mà trong mật thất một mảnh sáng sủa vài cái kim bào lão giả ngồi chung một chỗ nhìn ngọc giản này lúc một cái lão giả chán cau lại, nói, cái này long giật chiến lực lại mạnh nhiều như vậy. Nhanh như vậy liền xông qua tầng 30 thông thiên tháp. Còn lại lão giả nghe vậy, cũng đều lộ ra kinh ngạc. Long giật lần trước trí cường trung đứng hàng thứ thứ bảy yêu nghiệt sao. Đích thật là tiến bộ rất nhiều, tương lai trùng kích trí cường thiên tôn. Cơ bản đã xem như là chuyện ván đã đóng thuyền tình, hắn tựa như là vạn giới thần điện nhân đi nhắc tới vạn giới thần điện, vài cái mặt của lão giả sắc có chút khó coi. Thần vương đại nhân cố ý đã phân phó, một lần này trí cường đạo vương bảng sắp hàng. Đệ nhất ai cũng có thể cầm, liền vạn giới thần điện nhân không thể cầm. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng thần vương phân phó, chúng ta chỉ cần vâng theo cũng được. Chỉ bất quá cái này long giật tiến bộ làm sao nhanh, hơn nữa trừ hắn ra bên ngoài. Bên trong thần điện còn có rất nhiều thiên kiêu, ta sợ đến lúc một cái lão già có chút sầu lo. Mà này lúc một tiếng cười khẽ vang lên, một cái giữ lại bạch sắc dâu dài lão già cười nói. Chư vị cứ yên tâm đi, thần vương đại nhân sớm đã có sở an bài, lúc này đây. Vạn giới thần điện đạo vương cũng đừng nghĩ lấy đệ nhất. Bởi vì, tam thiếu chủ tự thân xuất mã. mươi 1566, thần bí thiếu chủ. Bởi vì tam thiếu chủ tự thân xuất mã. Nghe được tam thiếu chủ ba chữ này, vài cái lão giả khuôn mặt sắc hơi đổi. Không nghĩ tới thần vương nhìn như vậy trọng lần này trí cường chiến. Liền tam thiếu đều tự thân ra ngựa, xem ra, vạn giới thần điện vũ giả không có cơ hội. Mấy người lại tựa như đối với cái này tam thiếu chủ thập phần tự tin vậy, cũng không lo lắng. Lập tức, liền tiếp tục bình định những thứ này võ giả chiến lược. Mà ở thông thiên tháp bên trong, tần nhai đã thông qua 30 vị trí đầu tầng hắn không biết mình là đệ mấy cái đến cái này đệ tầng 30. Nhưng hẳn là ở 3.000 người bên trong, cũng không nghĩ nhiều, hướng càng cao tầng thứ bắn vọt. Quá tầng 30 về sau, cái này thông thiên tháp độ khó càng ngày càng lớn. Khi đạt tới 60 tầng về sau, mỗi một lần đột phá, đều phải tốn phí tần nhai thời gian dài. Có ở áp lực này xuống, hắn chiến lực cũng có đột phá. Oanh, tràn trề thương mang hòa lẫn hắc lôi lực kích ra. Đem trước mắt một đầu to lớn bạch hổ dị thú cho oanh sát. Tần Nhai thân ảnh chậm rãi theo trong huyết vụ đi ra, cái này thứ 73 tầng. Cuối cùng là để cho ta cho đột phá. Nhìn một cái trên đất huyết vụ, Tần Nhai hít một hơi thật sâu. Khoảng cách 99 tầng còn có hơn 20 tầng, mà căn cứ hắn thôi toán. Chính mình nếu không thi triển âm dương lưỡng cực thần văn, sợ là liền thứ 90 tầng đều không vượt qua nổi, cái này thông thiên tháp độ khó so với hắn tưởng tượng mạnh hơn may mắn luân phiên chiến đấu xuống ta cảm giác mình hủy diệt chi đạo đã mơ hồ có chút dấu hiệu muốn đột phá tần nhai thì thào nói nhỏ hủy diệt chi đạo vốn là thuần túy nhất phá hư đang xông quan trên đường tần nhai trải qua sát lục vô số kể thêm trên lên hắn tự thân không gì sánh được kinh người ngộ tính lại sờ tìm đến đột phá bình cảnh đang tiếp tục đột phá mấy tầng về sau, Tần Nhai rốt cục đột phá. Hủy diệt chi đạo, rốt cục một lần hành động đạt được Tam giai đạo vương tầng thứ. Chiến lực lại lên một nấc thang. Ha ha, diệt thế hắc lôi chiến pháp, phá cho ta. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, hắc lôi chiến pháp trong nháy mắt bạo nổ phát. Kinh khủng lôi đình dường như giữ tợn như cự long đánh ra, hướng xa chỗ một đầu cự thú đánh ra cái này cự thú kêu rên một tiếng, ngực bị đánh ra một lỗ thủng khổng lồ. Oanh, cự thú ngã xuống đất, dãy núi rung động. Tần nhai cười cười, cảm thụ được thân trên, lên, dâng trào lực lượng. Trong lòng tràn đầy một trước nay chưa có lòng tin, lập tức hướng thứ 80 tầng đi. 81, 82, 83. Đột phá sau tần nhai, thế như trẻ tre, một lần hành động đột phá đến thứ 89 tầng. Mà lên một tầng nữa, chính là thứ 90 tầng cũng chính là cái này thông thiên tháp bên trong khó khăn nhất một bộ phận, ba nghìn đạo vương. Không biết có bao nhiêu người có thể quá. Tới chỗ này về sau, tần nhai bỗng nhiên cảm nhận được một kinh người năng lượng. Chỉ thấy xa chỗ, hai đạo nhân ảnh ở trong hư không giao thoa, đụng vào nhau gian. Kinh khủng lực lượng chút xuống mà ra, đem bốn phía tất cả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần nhai chán cau lại, tránh thoát một lớp năng lượng trùng kích tốt cường đại lực lượng xem ra có người so với ta trước một bước đi tới nơi này thứ tám mươi chín tầng hơn nữa tần nhai cảm giác bốn phía một cái ngoại trừ cái kia đang giao chiến thân ảnh bên ngoài còn lại khí tức khóe miệng vi kiều nhân số cũng không ít xem ra khóa này đạo vương bảng thật đúng là Ngọa hồ tàng long lập tức hắn nhìn phía đang giao chiến hai bóng người không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc màu sắc cái kia đang giao chiến một người hắn lại cũng nhận thức cái kia người quần áo trường bào màu vàng óng khí phách vênh vào chính là long giật mà đang cùng hắn giao chiến vũ giả là một cái thể cao chín thước giống như như một tòa núi nhỏ người vạm vỡ từng chiêu từng thức cương mãnh không gì sánh được cùng long giật bá đạo vô song ngược lại cũng có vài phần cùng loại hai người này giao chiến hoàn toàn chính là cứng đối cứng quyền trưởng mỗi một lần va chạm đều rung động bát phương liền phương thiên địa này đều giống bị chấn động lay động đến rồi vậy. Bá đạo quy nhất, vô song. Lòng giật quát lạnh một tiếng, quanh thân đạo nguyên gào thét mà ra. Trong sát na, một không gì sánh được cường hãn lực lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn chi. Lên, một trường hướng thiên, hấp dẫn phong vân, hóa thành nhất phương bàn tay to lớn. Ngũ chỉ đè một cái, cái kia bàn tay to lớn, hướng đại hán áp hạ. Cự trưởng như sơn, uy thế kinh thiên động địa cho dù là đại hán thân kinh bách chiến, chiến lực không ai bằng. Khuôn mặt sắc cũng không khỏi ngưng trọng xuống, trầm quát một tiếng, hoành thắt lưng lập tức. Một quyền chợt đánh ra, lay động giang sơn, đấm ra một quyền, tựa như nhấc lên một lớn đại phong bạo, bốn phía dãy núi đều mơ hồ rung động. Bốn phía đạo vận cuồng loạn không gì sánh được, giống bị đánh sơ xác vậy. Cường đại, khủng bố, không thể ngang hàng. Hai cổ tột cùng năng lượng dường như hai tòa đại sơn vậy va chạm, hư không cũng bị lay động. Không ngừng nổ tung, cự đại trùng kích giống như như gợn sóng điên cuồng tiêu tán. Hai người chân hạ đại địa, ầm ầm nổ tung, hình thành cái cự đại hố. Tần Nhai quanh thân không gian chi lực nổi lên, ngăn trở trùng kích. Đối đãi trùng kích quá về sau, khói bụi tán đi. Chỉ thấy ở giữa chiến trường kia chỉ còn tiếp theo trường bào màu vàng ống thân ảnh đứng sừng sững, thân thượng tán phát sinh một khí phách. Thắng người, chính là Long Giật. Người thất bại. Long Giật nhìn nằm trong hố sâu, cả người bị trưởng khí chấn áp mà không ngừng văng tung tóe Máu me đầm đìa đại sơn, ngữ khí đạm mạc, chán bể nghẽ đạo. Mà đại hán kia lại không có bất kỳ xa suốt tinh thần, ngược lại thì cười lên ha hả, nói. Đây chính là vạn giới thần điện đệ nhất đạo vương thực lực sao? vẻn vẹn là nếu như vậy người đối với trên lên ta ra thiếu chủ chắc chắn thất bại thảm hại nghe nói như thế chu vi xem vũ giả đồng tử chợt co rụt lại thiếu chủ đại hán này đã cường hãn như thế hắn lại còn có thiếu chủ như vậy thiếu chủ đến tột cùng lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào hắn cũng tới tham gia khóa này chí cường chiến sao người già thiếu chủ là ai lòng giật mâu quang lóe lên trầm giọng hỏi mà đại hán cũng là cười to nói đối với trên lên hắn ngươi sẽ gặp biết hừ cố làm ra vẻ huyền bí lòng giật hừ nhẹ một tiếng đấm ra một quyền mặc kệ ngươi ra thiếu chủ là ai đối với trên lên ta ta sẽ gặp làm cho hắn biết cái gì gọi là bại trận quyền uy bá đạo đem đại hán đánh tan hoàn toàn rời khỏi thông thiên tháp mà tần nhai đi tới nói đây là chuyện gì Lòng giật thấy tần nhai cũng tới đến cái này 89 tầng, nhãn chung xẹt qua một cái kinh dị. Lập tức lắc đầu, nói, không biết, bản thân đi tới thứ 89 tầng. Đại hán này liền tìm trên, lên ta, bay thẳng đến ta công kích mà tới. Tần nhai nghe vậy, cũng không khỏi nghi hoặc. Thông thiên tháp, chủ yếu nhất là sông cửa, nếu không phải có thâm cừu đại hận gì lời nói. Bình thường cũng sẽ không chủ động công kích mà đại hán lại không cố kỵ chút nào trực tiếp công kích long giật còn có trong miệng hắn. Thiếu chủ, ngoại trừ ngoài ra, ta còn theo trong miệng hắn biết được, Hà Phi Hiên. Thanh tiết mấy người cũng bại ở trong tay của hắn, liền 60 tầng cũng không có sông qua. Lòng giật chán cau lại, tiếp tục nói. Hắn, tựa hồ đang nhằm vào vạn giới thần điện. Lòng giật chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Mà tần nhai liên tưởng đến thần điện điện chủ ban bố cưỡng chế nhiệm vụ, không khỏi lắc đầu cái này chí cường chiến so với quá khứ muốn càng thêm biến hóa kỳ lạ đây hắn mơ hồ có chút suy đoán cái này chí cường chiến bất quá là có chút đại năng giả bày xuống cuộc mà bọn họ chỉ là bàn cờ trên lên hạ một ít quân cờ mà thôi có thể bày ra cái này chờ cuộc cờ đại năng giả sợ rằng không phải chân thần không còn ai khác mà vạn giới thần điện điện chủ chỉ sợ cũng nắm cờ người một trong Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức nhìn phía rừng rậm sâu chỗ. "Trừ vị, ra đi." Ngôn ngữ rơi, lần lượt từng bóng người phi thân lướt đi. Cái này mỗi một người khí tức trên người đều vô cùng cường hãn, thậm chí có thể mang cho Tần Nhai một ít áp lực. Chương 1567, 90 tầng. Những thứ này vũ giả lẫn nhau đối diện đều là chứng kiến với nhau kiêng kỵ lần này trí cường chiến mạnh nhất đạo vương sợ rằng đều tụ tập ở này vài cái nguyên niên không cách nhìn long giật thực lực của ngươi đề cao không thiếu e là cho dù vẫn là đạo vương cảnh giới dương vận sợ cũng không so sánh được trên lên ngươi đi một cái trong đó đạo vương cười ha ha một tiếng đối với long giật chắp tay nói mà trong miệng hắn dương vận tắc thì là ngày xưa đệ nhất trí cường đạo vương nhưng bởi những năm trước đây đã đột phá thiên tôn cảnh giới vì thế hiện tại không ở trí cường bảng lên, đem bên ngoài thay vào đó người chính là nói chuyện Đạo Vương. Cái này Đạo Vương, kỳ danh gọi Cố Việt. Cái này Cố Việt cũng chính là ngày xưa đệ nhị Đạo Vương, bây giờ đệ nhất Đạo Vương. Mà khi hắn nhìn thấy Long giật về sau, nhưng trong lòng sinh ra một uy hiếp. Long giật tiến bộ quá nhanh, bây giờ coi như là hắn cũng không dám nói mình có thể thắng được. Hừ, nếu không phải Dương vận dẫn đầu đột phá thiên tôn, ta nhất định lần nữa cùng hắn ganh đua cao thấp. Lòng giật hừ nhẹ một tiếng, nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng. Lập tức, hắn nhìn phía cố Việt, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ chiến ý, dương vận đi. Cố Việt ngươi nhưng thật ra vẫn còn, ngươi cái này số một ta muốn. Ha ha, vậy xem bản lãnh của ngươi. Tuy là đối với lòng giật cực kỳ kiêng kỵ, nhưng cố Việt nhưng cũng không sợ chiến. Những thứ này yêu nghiệt, người nào không phải ở vô số trong chiến đấu chui luyện ra được vũ. Giả, dạ, dù cho biết lòng giật rất có thể thắng được hắn, cũng sẽ không tránh chiến. Được rồi, bây giờ còn là trước đi qua cái này 89 tầng đi. Một người mở miệng nói, lập tức hướng thứ 90 tầng cửa vào phóng đi. Những người còn lại cũng theo sát mà lên. Tầng này, thập phần bình tĩnh, một đường trên lên, hoàn toàn không có có đụng tới chút nào nguy. Hiểm, mà làm cho người đi đường tần nhai đám người không khỏi cảm thấy một hồi cổ quái. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến thứ 90 tầng cửa vào chỗ. Đối đãi chứng kiến cửa vào, bọn họ mới biết được tầng này khó vị trí ở. Cái kia cửa vào, bị một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu tím bao phủ. Làm như một cái phòng ngự, một cái đạo vương thấy thế, chợt vung ra bàng bạc một trường. Một trường này uy thế rất mạnh, đủ để tiêu diệt tam giai thiên tôn. Thế nhưng đánh vào cái kia quang cháo trên, lên, lại tựa như trâu đất xuống biển vậy chỉ là nổi lên từng vòng nhàn nhạt rung động kỳ quang cháo nhưng như viễn dương không phát hiện chút tổn hao nào thật là mạnh lực phòng ngự mọi người mâu quang đông lại một cái ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng ngay sau đó lại là một cái đạo vương lao ra nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay ngưng tụ ra từng đạo thanh quang hóa thành một đạo bằng bạc kiếm quang chém xuống nhưng oanh một cái quang cháo chỉ là chấn động hai xuống cái gì cái kia đạo vương đồng tử hơi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn một kích toàn lực lại cũng không pháp phá hủy bên ngoài mảy may. Đây tột cùng là cái gì phòng ngự, lại như này cường đại. Sách sợ rằng liền vô lượng kỳ đều chưa chắc có thể phá hư đi. Này lúc cái kia cố việt nhảy tới trước một bước, trầm quát một tiếng. Tay phải giơ lên thật cao, lại tựa như hóa thành một khẩu khủng bố đại đao vậy. Hướng quang cháo hung hăng chém xuống ánh đao rơi xuống, quang cháo chợt kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, cái kia bị ánh đao chém trúng địa phương đột nhiên xuất hiện một vết thương. Chiếc kia tử cực tiểu tối đa cũng chỉ có thể dung nạp một cái người thông quá khứ. Cố Việt từng thấy, thân ảnh khẽ động như như lưu quang lao ra. Siêu, cố Việt tiến nhập về sau, chiếc kia tử liền thần tốc khép lại, còn lại muốn theo sau đạo vương. Căn bản là không làm sao được quen biết cười khổ xem ra cái này phòng ngự cháu chỉ có thể làm cho có đầy đủ thực lực người thông qua. Ta là không thể đây, chỉ có thể dừng bước tại này. Một cái trong đó thử qua đạo vương bất đắc dĩ cười. Nhãn trung xẹt qua một cái không cam lòng thần sắc. Còn có một hai cũng là bình thường dáng dấp. Có nắm chắc đi qua sao? Lòng giật nhìn một cái tần nhai, đạm mạc hỏi. Tận lực thử một lần đi. Tần nhai cười nhạt giữa hai lông mày cũng là lộ ra một cái tự tin. Lòng giật thấy thế, cũng không hỏi nhiều. Cùng Tần Nhai cùng nhau theo thần điện điện chủ tu hành trăm năm. Lòng giật đối với Tần Nhai cũng có vài phần hiểu rõ, cái này bức thần sắc. Rõ ràng chính là định liệu trước. Nhất niệm tới đây, trong lòng không khỏi có vài phần kinh ngạc. Xem ra, người này lại có tiến bộ. Ám tự cảm cảm khái một cái, lòng giật liền chợt xuất thủ. Một trường áp xuống, ở phòng ngự cháo bên trong khai ra một vết thương, thân ảnh lướt đi đi. Tiến nhập không gian vòng xoáy về sau, lỗ hổng kia cũng tan biến tại vô hình. Ai, thật vất vả đi tới nơi này, lại bị cái phòng ngự cháo cách trở tại ngoại. Chẳng lẽ muốn đường cũ trở về không được? Một cái đạo vương lẩm bẩm, phải biết nơi này là 89 tầng a. Muốn đường cũ trở về, không biết muốn đi ngang qua nhiều thiếu uy hiếp. A à hát vậy cũng không cần. Một cái đạo vương khẽ cười một tiếng, lập tức hắn chậm rãi rút ra một khẩu dài ba xích kiếm chợt hướng bên cạnh một cái không phòng bị chút nào đạo vương chợt chém tới. Cái này một kiếm, mặc kệ tốc độ vẫn là lực lượng đều không tầm thường. Cái kia bị công kích đạo vương căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị kiếm quang cho chém tới. Nhục thân bạo liệt, hầu như hóa thành một đoàn bọt máu, đang ở đạo tâm đem diệt thời điểm. Một huyền diệu lực lượng tràn ngập đưa hắn rời khỏi thông thiên tháp. Xem, cái này không phải thập phần bất chuyện cái kia xuất kiếm đạo vương lộ ra một khẩu đại bạch nha cười hắc hắc còn lại đạo vương thấy thế không khỏi có chút ác hàn như vậy thật là có thể nhanh chóng ly khai có thể cái kia loại bị giết chết cảm giác ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố nhưng lại tựa như cũng không còn lại biện pháp vài cái năng lực chưa đủ đạo vương liếc nhau tràn đầy bất đắc dĩ tiếp đó liền lẫn nhau công kích ra cái này thông thiên tháp mà tần nhai ở một bên nhìn hơi cảm thấy thú vị tại hạ kiếm phong gặp qua tần huynh này lúc tần nhai bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh chính là vừa mới cái kia xuất kiếm đạo vương cái này đạo vương là một bộ thanh niên dáng dấp mặc quần áo trường bào màu xanh nhạt cười đến rất là ôn hòa làm cho một loại thập phần cảm giác thân cận nhưng tần nhai lại biết người này tuyệt đối không đơn giản theo hắn dứt khoát xuất kiếm cùng với thân trên lên mơ hồ bộc lộ ra ngoài kiếm ý sắc bén nhìn lên người này thực lực sợ là tuyệt không thấp hơn long giật người biết ta ha ha vừa rồi long giật kêu ngươi ta thì biết rõ thanh niên kiếm phong cười ha ha một tiếng lập tức mở miệng nói mời tần huynh xuất thủ trước đi mà tần nhai cũng không chối từ trường thương nắm chắc nhảy tới trước một bước trong sát na một khí thế cường hãn bạo nổ phát cuốn lên phong vân diệt thế hắc lôi trong nháy mắt bốc lên ở trong hư không tàn sát bừa bãi khuếch tán đến phương viên hơn một nghìn trượng bên trong giống như một mảnh thao thao lôi hải uy thế vô cùng kinh khủng thiên địa lại tựa như vào giờ khác này cũng bị phá hủy vậy hắc lôi chiến pháp phá gầm nhẹ một tiếng chỉ thấy cái này hắc lôi trong nháy mắt ngưng tụ ở tần nhai trong tay hắc vũ thần thương trên, lên, không ngừng tới lui tuần tra. Nguyên bản liền đen như mực trường thương nhiều tầng này nhảy động hắc lôi. Càng phô hiển ra một diệt thế oai. Kiếm phong thấy thế, ám tự đề cử thán. Ông, hư không rung động, đâm ra một thương. Chỉ thấy bảng bạc thương mang kèm theo hắc sắc lôi đình chi lực. Như một long quyển phong hướng quang cháo cắn giết quá khứ. Ấm ẩm ầm chấn động, thiên địa cùng bị chấn động lay động lồng ánh sáng không ngừng phá toáy lộ ra một vết thương tới tần nhai thân ảnh khẽ động phi lướt vào đi a à hát thực sự là lợi hại không hổ là điện chủ nhìn chúng người kiếm phong cười ha ha một tiếng nhãn trung lóe ra không hiểu quang mang tiếp đó chỉ thấy hắn vung ra một kiếm kiếm quang lướt đi đánh vào cái kia quang cháo lên tức thì bị xé mở một vết thương chiếc kia tử phạm vi lại so với tần nhai lòng giật còn muốn đại trên lên một ít vèo một cái kiếm phong cũng vọt vào thứ 90 tầng chung. mươi 1568, nhất sau một tầng. Oanh, một đạo thân ảnh chợt bay vụt mà ra, đập ở một tòa đại sơn lên. Cái kia đại sơn, ầm ầm nổ tung. Trong phế tích tần nhai ám tự kinh hãi, nhìn xa xa nhất tôn mỏm đá thạch cự nhân. Ngữ khí ngưng trọng nói, cái này mỏm đá thạch cự nhân lực lượng tuyệt đối tương đương với vô lượng kỳ cường giả, muốn đem bên ngoài chiến đấu, sợ muốn ra con bài chưa lật mới được. Tần nhai không nghĩ tới, vừa mới đến thứ 90 tầng liền đụng trên, lên, khủng bố như vậy. Quái thú, không biết còn lại đạo vương, cũng là không phải cùng hắn. Nếu thật như đây, có thể thông qua đạo vương sợ không cao hơn ngũ chỉ số. Vừa xảy bước ra, tần nhai ngưng mắt nhìn xa xa mỏm đá thạch cự nhân. Cái chán gian mở ra một cái huyết tuyến. Tà Vương huyết đồng lực lượng bị hắn thôi động đến rồi cực hạn. Trong cơ thể đạo nguyên đột nhiên bạo tăng, diệt thế hắc lôi lập tức chợt bạo nổ phát. Huyết đồng khởi động, Tần Nhai chiến lực lần nữa leo thang. Đối với cái này huyết đồng, Tần Nhai đã nắm giữ được cảnh giới cực cao. Có thể bộc phát ra chiến lực càng phát cường đại, ít nhất, chợt tăng không chỉ gấp mấy lần. Thân ảnh khẽ động, giống như lôi quang vậy nhằm phía mỏm đá thạch cự nhân ở huyết đồng trợ giúp xuống, tần nhai thay đổi phía trước bị áp chế cục diện. Trường thương vũ động, thương kính loạn vũ. Trong lúc nhất thời, vô số phá toái nham thạch điên cuồng văng ra khắp nơi. Chỉ chốc lát, cái này mỏm đá thạch cự nhân bị tần nhai cho một tấc thốn kích toái. Rất nhanh, hắn đi qua thứ 90 tầng, đi tới 91 tầng. Tầng này, cũng mười phần nguy hiểm. Dù cho sử dụng tà vương huyết đồng, cũng suýt nữa bị loại bỏ. Tiếp đó, hắn phục hạ chút đan dược tĩnh dưỡng một phen. Hướng thứ 92 tầng xuất phát, 93, 94, 95 cũng nhất nhất đi qua. Vân Hải cung điện, trong mật thất, mấy cái lão giả nhìn nhất tin tức mới. Đang chăm chú đến tần nhai tiến bộ chi về sau, không khỏi là thất kinh. Cái này tần nhai, tổng cộng đến 96 tầng. Người này, lại có có thể so với vô lượng cảnh chiến lực sao? vài cái lão già có chút ngồi không yên, tự mình đến đến cung điện đại đường chi lên. Ở từng mặt màn sáng chung, tìm được rồi đang ở sông thứ 96 tầng tần nhai. Mà đối phương, chính nhất thương đem nhất tôn giữ tợn chiến khôi cho đánh nát. Thứ 96 tầng, cũng bị thông qua. Tiểu tử này, lại làm tới mức này, người này phía trước cũng không có mạnh mẽ như vậy. Vì sao trong khoảng thời gian ngắn sẽ thành cái dáng dấp? Này lúc một cái ngân bào vũ giả vội vã đi lên trước. Hồi đại nhân, cái này Tần Nhai ban đầu tu vi bất quá là cấp 2 đạo vương kỳ, nhưng không lâu. Hắn đem hủy diệt chi đạo đột phá đến tam giai tầng thứ. Hắn lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, nhưng là hoàn mỹ tầng thứ. Theo tiến bộ của hắn nhìn lên, cái này hủy diệt chi đạo cho dù là ở hoàn mỹ cấp bậc trung cũng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm. Ngân bào vũ giả ngưng trọng nói. Vài cái lão giả nghe vậy, có chút trầm mặc. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng trong tần nhai, nhìn chiến đấu của hắn. Bất luận là không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo, thậm chí cái kia đôi quỷ dị huyết đồng, đều thấy rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời, trong lòng có chút khiếp sợ. Biến số, một cái lão giả hít một hơi thật sâu, trầm thân mở miệng nói. Người này chính là một cái biến số, trọng điểm quan tâm hắn, không thể đổ vào chút nào tỉ mỉ. Đúng, vài cái lão giả trở lại mật thất, tiếp tục thảo luận. Một người trong đó nói, tam thiếu chủ thực lực rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Thế nhưng cái này tần nhai cũng không thể khinh thường, theo hắn bề ngoài hiện nhìn lên. Thân trên, lên, rất có thể có còn hay không để lộ ra con bài chưa lật ở. Người này uy hiếp, so với long giật còn muốn lớn. Hơn nữa hắn chính là vạn giới thần điện người, nếu là đúng trên, lên, thiếu chủ nói. Sợ là sẽ phải có chút phiền phức đây." Lại một cái kim bào lão giả trầm ngâm một cái, có chút ngưng trọng nói. "Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, bên trong thần điện lại vẫn ra một tầng nhai." "Này lúc ngồi ở ở giữa nhất lão giả nói, Tam thiếu chủ thực lực có thể đột phá thông thiên tháp 99 tầng. Mà tầng nhai bây giờ còn đang 97 tầng chung, còn có nhất sau hai tầng không có đột phá." "Nhìn nhìn lại đi, nếu như hắn có thể toàn bộ đột phá, Vậy chúng ta sợ sẽ muốn áp dụng động tác. Không sai, tiếp tục quan tâm đi. Vài cái lão giả trao đổi một phen về sau, quyết định trước yên lặng quan sát biến hóa. Mà này lúc tần nhai cũng đột phá đến 98 tầng chung. Cái này 98 tầng độ khó cực lớn, hắn sở đụng phải chính là một đầu cả người trường mãn gai nhọn. Giống như núi nhỏ lớn nhỏ con nhím, mà ở nhìn thấy tần nhai thân trên lên tuôn ra trận trận hắc vụ đột nhiên hóa thành một cái người vạm vỡ đúng là một đầu thực lực không kém yêu chỉ bất quá đầu này yêu giống bị che mắt tâm trí vậy hai chồng mắt có chút hỗn độn không có hào quang nổi giận gầm lên một tiếng về sau liền hướng tần nhai công kích đi tần nhai không dám khinh thường mở ra huyết đồng liền cùng bên ngoài chiến đấu cái này yêu thực lực rất mạnh hơi mạnh mẽ với tầm thường vô lượng ký dù cho Tần Nhai mở ra huyết đồng cũng đã có có chút cật lực. Trong lúc nhất thời lại rơi vào hạ phong. Huyết kiếm, ngưng, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Nhai ngưng tụ ra một khẩu huyết kiếm bắn ra. Huyết kiếm lại tựa như mang theo vô biên huyết hải vậy lướt đi, giống như lưu quang. Trong chớp mắt liền tới đến cái kia chư yêu trước mặt. Có thể chư yêu quanh thân phun ra nuốt vào ra một hồi hắc vụ, vô số hẹp dài giống như tên một dạng kinh khí đột nhiên bay vụt mà ra. Hắc sắc tên không ngừng đánh vào huyết kiếm lên, dù là huyết kiếm lực lượng lại cường đại. Cũng không khỏi bị tầng tầng suy yếu, cuối cùng tán loạn, hóa thành quang điểm. Mà cái kia vô số tên, vẫn còn ở hướng tần nhai lao đi. Tần nhai cầm thương múa giày không ra phong, đem bên ngoài ngăn cản xuống. Coi như ngẫu nhiên có ngăn cản không xuống tên. Cũng bị hắn lấy cường hãn nhục thân ngạnh sinh sinh kháng trụ. Huyết kiếm cũng không làm gì được hắn. Tần Nhai ngăn cản chiêu thời khắc, nội tâm cũng đang suy tư đối sách. Lập tức hắn lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, trước mắt đột nhiên sáng lên, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, từng đoàn kim sắc thú hỏa tuôn ra, bốn phía giống như hóa thành một mảnh biển lửa vậy, tản mát ra lấy trận trận huyền diệu ý nhị. Chính là thú hỏa tam biến, thú hỏa vừa ra kỳ lạ lực lượng không ngừng đánh thẳng vào chư Yêu mưu đồ tại đây nguyên thần chủng hạ dấu vết nhưng chưa yêu rít gào một tiếng. Nguyên thần chi lực mênh mông cuồn cuộn chút xuống mà ra. Đem cái này thú hỏa lực lượng cho một một loạt mở. Có thể tức thì tựa như đây, tâm thần vẫn là không cầm được chấn động. Lấy tần nhai thực lực hôm nay, muốn lấy thú hỏa tam biến tới thao túng một đầu vô lượng cảnh. Đại yêu là không thể, nhưng cũng có thể ảnh hưởng bên ngoài phát huy. Có thú hỏa trợ trận, tần nhai áp lực chợt giảm nhiều hắc lôi nhảy động, trường thương như là cỗ sao trổi đâm ra. Thừa dịp chư yêu phân thần thời điểm, một thương sỏ xuyên qua ngực. Thương kính hướng kỳ đạo tâm bắt đầu khởi động đi. Nhưng chư yêu rít gào một tiếng, một trường oanh khứ. Tần nhai còn không tới kịp phá hủy kỳ đạo tâm, thì không thể đã lui lại. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, tiếp tục cùng cái này chư yêu chiến đấu đứng lên. Cuối cùng, chư yêu ở thú hỏa quấy dày xuống, chiến lực đại đại giảm thiếu mà trái lại tần nhai không cùng bên ngoài cứng đối cứng không ngừng lấy thú hỏa quấy dày thỉnh thoảng tìm đúng thời cơ công kích cho hắn tạo thành không thiếu thương tổn này lên kia xuống xuống chữ yêu dần dần bị tần nhai áp chế đại nửa canh giờ trôi qua về sau tần nhai cuối cùng cũng đem cái này chữ yêu đánh chết hô tần nhai phun ra một hơi hướng xa xa không gian vòng xoáy lao đi càng đến gần trong lòng hắn càng là chờ mong cái này thông thiên tháp một tầng cuối cùng lại sẽ có như thế nào khiêu chiến đây? Nhất niệm tới đây, hắn liền một đầu vọt vào. Siêu, tần nhai thân ảnh, chợt xuất hiện ở nhất chỗ thao trường lên. Mà trừ hắn ra bên ngoài, cái này thao trường trên, lên, còn có một đạo mặc trường bào màu tím. Nhạt thân ảnh, nhìn thấy cái này người, tần nhai đồng tử chợt trở nên co rụt lại. Cái này 99 tầng, lại sớm có người tới. Chương 1569, Chiến tử y. Cái kia thân ảnh màu tím đứng ở thao trường lên, đứng chắp tay. Cả người tản ra một loại không nói ra được quý khí, chỉ là đứng ở vậy. Lại giống như làm cho thiên địa thần phục vậy, cho Tần Nhai mang đến một áp lực. Tựa hồ nhận thấy được Tần Nhai đến vậy, cái kia thân ảnh màu tím chậm rãi xoay người. Giữa hai lông mày lộ ra một cái kinh dị, lập tức thu liễm ngữ khí mang theo vài phần ngoạn vị đạo không nghĩ tới lại thực sự có người có thể đến tới cái này tần nhai nói tại hạ là vạn giới thần điện tần nhai các hạ hắn còn chưa có nói xong liền cảm giác được một trầm trọng áp lực bước tới cái kia thân ảnh màu tím đang nghe vạn giới thần điện bốn chữ về sau khóe miệng lộ ra vẻ lạnh như băng độ cong nguyên lai like ngươi chính là vạn giới thần điện người tần nhai cả người tóc gáy run lên nắm chặt trong tay hắc vũ thần thương đồng thời cái chán giữa huyết đồng mở ra trận địa sẵn sàng đón quân địch ừm khi nhìn đến tần nhai cái chán huyết đồng về sau tử y nhân mâu quang lóe lên đây là hỗn độn tiên thiên sinh linh đồ đạc phía trên còn ẩn chứa một chân thần khí tức bảo bối tốt thứ này thuộc về ta tử y nhân cười ha ha một tiếng thân ảnh quỷ mị lóe lên lại trong nháy mắt xuất hiện ở tần nhai trước mặt, hai ngón tay hơi uốn lượn. Tản ra khí tức kinh người, hướng tần nhai cái chán giữa huyết đồng đâm tới. Như muốn đem bên ngoài cho khu xuống. Điều này không khỏi làm tần nhai khuôn mặt sắc lạnh lẽo, huyết đồng huyết quang lóe lên. Một khẩu huyết kiếm tức thì ngưng tụ ra, hướng tử y nhân tay chỉ bắn nhanh đi. Hai cổ năng lượng va chạm, kinh khí phụt ra, lập tức song phương mỗi bên tự đẩy lui mấy trượng có thể nắm giữ được mức độ này, ngươi coi như không tệ. Tử y nhân nhìn có chút run dày tay chỉ, khóe miệng vi kiều đạo. Mà tần nhai cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Cái này tử y nhân tu vi mặc dù cùng hắn giống nhau, chỉ là đạo vương. Nhưng chiến lực lại cường hãn được vô lý, cùng bên ngoài đối với lên. Chính mình sợ không chiếm được tốt gì. Nhưng hắn cũng không sợ chiến, lạnh rên một tiếng, nói, ngươi là ai? một lời không hợp liền mạo muội đoạt bảo các hạ hành vi hơi quá đáng đi nghe nói như thế tử y nhân thần sắc không có một chút biến hóa nhàn nhạt nói ra bảo vật vốn là người có đức chiếm lấy cái kia huyết đồng đặt ở ngươi thân trên lên cũng không pháp rực rỡ hào quang không bằng cho ta nhất định có thể trọng hiện bên ngoài huy hoàng hắn ngữ khí mang theo một tự nhiên phẳng phất vốn là nên như này vậy như này tự đại nghe được tần nhai trong lòng một hồi hỏa khí muốn huyết đồng bằng bản lĩnh tới bắt đi tần nhai hừ nhẹ một tiếng trong tay thần thương nắm chặt chiến ý ngang nhiên không biết tốt xấu tử y nhân lắc đầu lập tức đạo nguyên thôi động ngưng tụ ra một khẩu toàn thân tử quang giống như như lưu ly trường kiếm chợt hướng tần nhai công tới hai đại yêu nghiệt chợt va chạm thương kiếm giao kích chấn động bát phương kinh khí điên cuồng phụt ra tại loại này lực lượng xuống thao trường mặt đất không ngừng văng tung tóe vô số cục đá vẩy ra mà ra kình khí tịch quyển hình thành một cơn bão táp ở hư không tàn sát bừa bãi càng là giao thủ tần nhai càng là kinh ngạc cái này từ y nhân thực lực vượt lên trước hắn tưởng tượng sở tìm hiểu đạo là cao nhất hoàn mỹ cấp bậc có đạo nguyên lại cũng cùng hắn bất phân cao thấp có thể tưởng tượng được đối phương tu luyện đạo công không ở huyền ngọc quyết chi xuống hắn kinh ngạc tử y nhân cũng có chút cho phép kinh dị. Phải biết, hắn là thần vương nhập thất đệ tử A. Ở chư thiên vạn giới cùng với thần đình bên trong cao cấp nhất yêu nghiệt. Cực ít có người có thể cùng hắn kề vai. Không nghĩ tới lần này tới tham gia đạo vương chiến, lại gặp trên, lên, cái này chờ kình địch. Có ý tứ, có ý tứ. Cùng nhau đi tới, đụng phải đạo vương đều không ra gì nhưng tiểu tử này chiến lực nhưng khác một dạng, ngược lại có thể để cho ta chăm chú một cái. Nhưng tiếc là, cũng là vạn giới thần điện người. Mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn lần này đến đây chính là vâng theo sư tôn chi mệnh. Tuyệt không thể làm cho vạn giới thần điện vũ giả được đạo vương bảng đệ nhất. Nhất niệm tới đây, hắn trường kiếm run lên, đem tần nhai đánh văng ra. Ngay sau đó, quanh người hắn lưu chuyển quá một hồi tử quang, tử quang trung. Hình như có mây mù lượn quanh, sơn hà nhân gian các loại khí tượng vậy, rộng rãi bất phàm. Tử hà vạn dạm, ngôn ngữ rơi, hào quang màu tím trùng trùng điệp điệp như trường hà vậy quyển ra. Uy thế mạnh, kinh sợ thiên địa, kinh động bát phương. Mà tần nhai đồng tử hơi co lại, trường thương nắm chặt. Trên người hắc lôi chiến pháp thôi động đến rồi cực hạn, lôi đình nhảy động. Điên cuồng khoách tán, so như lôi hải lôi hải, hào quang màu tím va chạm thời khắc, năng lượng phụt ra. Hai cổ trí cường lực lượng ở trong hư không vướng víu va chạm. Bốn phía hư không không ngừng nổ tung, vô số đạo vết rách tràn ngập. Không gian loạn lưu cũng chút xuống mà ra. Thứ 99 tầng lại rơi vào một mảnh trong chấn động. Mà ở thông thiên tháp bên ngoài, vân hải bên trong cung điện. Chính quan tâm tần nhai ngân bào vũ giả nhìn thấy hắn cùng với tử y nhân chính thức giao thủ về sau, sắc mặt đại biến, vội vã đi tới mật thất, bẩm báo vài cái lão giả. Mà mấy cái lão giả nghe vậy, khuôn mặt sắc chợt đại biến. Bọn họ lao ra về sau, nhìn thấy màn sáng ở trên chiến đấu, tâm thần khẽ nhúc nhích. Thứ 99 tầng, người này đến một tầng cuối cùng. Không chỉ có như đây, lại vẫn cùng tam thiếu chủ giao thủ, xem chiến lực của hắn mạnh. Chiến đấu này sợ là nhất thì bán hội gian quyết không ra thắng phụ ai, cái này khiến nên làm thế nào cho phải. Vài cái kim bào lão giả nhìn màn sáng, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Này lúc một cái lão giả hít một hơi thật sâu, nói, cái này tần nhai không thể khinh thường. Tiếp tục đánh tiếp, thiếu chủ có thể thắng cũng sẽ tiêu hao khá lớn. Ngừng hẳn trận này thông thiên tháp đi. Ừ, mệnh lệnh một cái, vài cái ngân bào vũ giả liền vội vã ly khai. Mà ở thông thiên tháp bên trong. Tần nhai cùng cái kia tử y nhân chiến đấu chính hừng hực khí thế, trường thương nắm chắc. Hắc lôi điên cuồng nhảy động, bùm bùm, làm cho hư không không ngừng nổ tung. Mà đối phương hào quang màu tím tuy là cường đại, nhưng trong lúc nhất thời cũng không pháp đột phá hắn toàn lực thúc giục hắc lôi. Chàng diện bỗng nhiên hãm rằng co, tử y nhân thấy thế, trong mắt kinh dị càng thêm nồng nặc. Ta vốn tưởng rằng vạn giới thần điện bên trong chỉ có một long giật có thể làm cho ta để mát thật không nghĩ đến người cũng cụ bị này chờ năng lực một lần này chí cường chiến nhưng thật ra mang cho ta rất nhiều lạc thú tử y nhân nhạt đạo tần nhai nghe vậy nói các ngươi cố ý nhằm vào vạn giới thần điện đến tột cùng là vì cái gì trận này chí cường chiến sau lưng cất dấu bí mật gì ta đây không biết tử y nhân lắc đầu nói cái kia loại tầng thứ đánh cờ đã không phải ngươi ta có thể phỏng đoán ngươi ta chẳng qua là hai quả quân cờ mà thôi nhưng coi như là trọng yếu đi nữa quân cờ, cũng chỉ có thể mặc cho kỳ thủ bài bố. Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn nhất trèo, bằng bạc kiếm quang lướt đi. Ánh kiếm này mang theo khắp nơi thiên tử hà, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Giống như bao hàm thiên địa, lại đem tần nhai quanh thân hắc lôi xé nát. Hướng hắn hung hăng đánh tới. Đụng vào kiếm quang sát na. Tần nhai cảm nhận được một trước nay chưa có cự đại lực lượng ở phá hư chính mình nhục thân, cả người trên, lên, hạ như muốn tản ra vậy. Dù là hắn cường hãn thân thể, cũng có chút không nhịn được. Được rồi, ngoan ngoãn đem cái kia huyết đồng giao ra đây đi. Tử y nhân đạm mạc mở miệng, lập tức vừa xài bước ra. Bước này, trong nhấp nháy đi tới tần nhai trước mặt, hai ngón tay đâm ra. Có thể này lúc, hắn tâm thần hơi rung. Lại tựa như cảm nhận được một cực đại nguy cơ đem chính mình bao phủ vậy, bất chấp huyết đồng thân ảnh hướng sau bạo vút đi. Vật gì vậy? Không xa chỗ tần nhai chỉ ngưng đạo nguyên. Một đạo huyền diệu phù văn nhanh chóng câu thành hình. Một thái dương chi lực vượt qua thế giới, ngưng tụ đến. Chính là thái dương thần vân. Thần văn ra, thiên địa chấn động, tử y nhân không khỏi đồng tử hơi co lại. Trường 1570, Đạo Vương Bảng Sơ Định. Thái Dương Thần Vân ngưng tụ tinh hải thái dương chi lực tụ ở trong thần văn, mơ hồ tản mát ra nóng rực lực lượng. Làm cho bốn phía hư không đều muốn vặn vẹo. Khủng bố đáng sợ đến như muốn đốt cháy hết thảy cường hãn lực lượng tại thiên địa lưu truyền. Chấn nhiếp nhân tâm, cách đó không xa từ y nhân sầm mặt lại, màu quang thiểm thước lấy ngưng trọng màu sắc. Quanh thân tử khí xoay quanh, đạo nguyên điên cuồng dâng lên. Trong tay tử tinh trường kiếm cũng tản mát ra ong ong rung động âm thanh một kiếm khí gần bạo nổ phát. Đối mặt Thái Dương Thần Vân, coi như là cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn vạn lần không ngờ, Tần Nhai vẫn là một cái tu luyện thần văn niệm giả. Đồng thời còn nắm giữ âm dương lưỡng cực loại này cường hãn vô cùng thần văn. Cái này thần văn cho dù là ở thần đình bên trong, cũng coi như nhất lưu. Người này thực sự là không ngờ. Tử y nhân kiếm ý tràn ngập, chuẩn bị thi chiêu đối kháng thần văn nhưng là vào lúc này, một huyền diệu vô cùng lực lượng ở bốn phía trong không gian khoách tán. Ra, hai người ngưng tụ đạo nguyên chợt tán loạn, bất luận là thần văn, vẫn là kiếm khí. Ở nơi này lực lượng trước mặt đều không có lực phản kháng chút nào. Siêu, tiếp đó, hai người thân ảnh liền bị không gian thôn phệ tại chỗ biến mất. Tần nhai chỉ cảm thấy bốn phía một hồi quay cuồng trời đất. Tiếp lấy xuất hiện ở thông thiên tháp bên ngoài thao trường lên rộn ràng đoàn người tức thì đưa hắn vây quanh. Lòng giật thanh tiết đám người phát hiện tung ảnh của hắn đã đi tới. Tần huynh, người đi ra. Ừm, tần nhai nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, gật đầu. Lòng giật hướng hắn hỏi, ngươi đến rồi tầng kia. Một tầng cuối cùng, nghe nói như thế, lòng giật thanh tiết đám người không khỏi đồng tử co rụt lại. Ở ngay trong bọn họ, tần nhai tu vi yếu nhất, gia nhập vào thần điện thời gian ngắn nhất thế nhưng không nghĩ tới, lại có thể đi tới mức này. Phải biết, dù cho Long giật cũng chỉ là dừng bước tại 97. Mà hắn, lại đi tới một tầng cuối cùng. Xem ra một lần này trí cường bảng. Tối cường một người không phải Tần Huynh không còn ai khác. Thanh Tiết cười cười, cùng Tần Nhai lẫn nhau chỗ trăm năm. Nàng tinh tường Tần Nhai cũng sẽ không vì phụ trợ chính mình mà cố ý nói sao. Cho nên lời ấy là thật. Lòng giật khuôn mặt sắc có chút khó coi. Hắn ngược lại không phải là đố kỵ, là lòng háo thắng đang tác quái. Là phẫn hận chính mình còn chưa đủ cường đại, cư nhiên bại bởi tần nhai. Vẻn vẹn dừng bước tại 97. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai. Hắn tính cách như đây, tần huynh đừng để trong lòng lên. Tần nhai gật đầu, đương nhiên sẽ không lưu ý. Tiếp đó, ánh mắt của hắn ở trong đám người quét nhìn rất nhanh liền phát hiện từ y nhân thân ảnh, hai người mắt đối mắt. Một cổ vô hình chiến ý tràn ngập, bốn phía vũ giả lại tựa như phát hiện cái gì vậy, chán khẽ nhíu một chút. Cường đại chiến ý lại làm cho bọn họ cảm nhận được không khí đều bày biện ra một loại ngưng. Trệ cảm giác mọi cử động lại tựa như chịu đến hai tọa núi lớn áp chế vậy. Chỉ là chiến ý để bọn họ như này kiềm nén cái này thực lực của hai người đến tột cùng có bao nhiêu cường đại trong lúc nhất thời trong lòng mọi người có chút chấn động lay động ánh mắt của bọn họ ở từ y nhân tần nhai thân bên trên qua lại quét nhìn tần huynh sợ là so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn thanh tuyết hà phi hiên vài cái vạn giới thần điện vũ giả ám tự giật mình không xa chỗ một cái bên hông treo một khẩu trường kiếm thanh niên khóe miệng cũng là hơi nhếch lên, lộ ra một cái nghiền ngẫm, nếu là ta không có nhìn lầm. Cái kia tử y nhân chắc là Đằng Vân Thần Vương tọa hạ đệ tử đi. Nhất niệm tới đây, hắn không khỏi lẩm bẩm nói, xem ra Sư Tôn thật đúng là có dự kiến trước. Biết Đằng Vân Thần Vương sẽ không dễ dàng như vậy làm cho hắn thắng được đồ ước, a à hát Chỉ bất quá, Tần Nhai, ngươi có thể thắng hay không quá hắn đâu. Kiếm Phong tinh tường, chính mình tuy là Sư Tôn lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng cũng không phải là nhất đáng để mong chờ người. Trước mắt cái này tần nhai mới là nhất đại biến số. Siêu, siêu, này lúc mấy đạo thân ảnh từ xa chỗ lướt đến. Chính là bên ngoài trên, lên, chủ trì trí cường chiến vài cái ngân bào vũ giả. Thông thiên tháp thời hạn đã đến, tiếp đó. Liền tuyên bố trận chiến này hết thầy đạo vương sắp hàng. Nói xong, hắn phất tay, một vệt kim quang lướt đi kim quang kia ở trong hư không huyễn hóa hình thành một đạo kim sắc bảng danh sách bảng danh sách lên mỗi một cái tên huyền phù rực rỡ lóa mắt mọi người hướng bảng danh sách phía trên nhất tên nhìn lại tử minh tên này in vào tầm mắt mọi người không khỏi có chút kinh ngạc cái này người đến tột cùng là người nào mà đón lấy thứ hai tên tần nhai cái này đây cũng là người nào hai cái ở chư thiên vạn giới trung danh không thấy kinh truyền tên chiếm đoạt đạo vương bảng Trên, lên, thứ nhất, thứ hai, thứ tự, không khỏi làm mọi người cảm thấy nghi hoặc. Cố Việt đâu? Hắn không phải thứ nhất sao? Xem, cố Việt xếp hạng. Vị thứ bảy, tấm tắc, long giật xếp ở vị trí thứ bốn. Đệ nhất biến thứ bảy, thứ bảy biến thành thứ tư, a -Hát. Lần này đạo vương bảng, biến động rất đại chứ sao? trước 10 vũ giả ngược lại nhận thức vài cái, chỉ bất quá cái này đệ nhất tử minh. Đệ nhị tần nhai, hai người này là từ đâu xuất hiện? Yên tâm đi, còn không có triệt để định hình đây, cái này chỉ là tạm thời. Dựa theo thường ngày, khoảng cách trí cường chiến còn có một vòng cuối cùng đây. Mọi người nghị luận ẩm ỉ, kinh ngạc với đạo vương bảng biến động. Mà trên bầu trời ngân bào vũ giả lần nữa mở miệng nói, đạo vương bảng lần đầu sắp hàng ở đây hiện tại cho hết thảy lên bảng vũ giả thời gian nghỉ ngơi. Ba năm hậu tiến hành tự do khiêu chiến thi đấu. Đến lúc đó triệt để định ra đạo vương bảng danh sách. Nói xong, vài cái ngân bào vũ giả liền biến mất không thấy. Cái kia tử minh nhìn phía tần nhai, chậm rãi đi tới, thản nhiên nói. Người ta còn có chưa xong chi chiến, ba năm về sau, ta chờ ngươi cùng ta nhất quyết thắng phụ. Hà tất cần đợi ba năm, ta hiện tại là được chấm dứt ngươi theo một đạo trầm quát tiếng vang lên một đạo thân ảnh đi tới khí thế ngút trời như như núi kêu biển gầm bạo nổ phát điên cuồng hướng tử minh nghiền ép lên đi người đến nhưng lại như là nay đạo vương bảng thứ bảy cố việt cố việt mặt sắc có chút khó coi hắn vốn là đệ nhất đạo vương coi như là lần này đạo vương nhân tài liên tục xuất hiện nhưng hắn cũng có tự tin chen vào ba vị trí đầu nhưng hôm nay cũng là trở thành đệ thất danh còn đệ nhất càng là một cái liền nghe đều không nghe qua tên. Hắn đi tới tử minh trước mặt, bàn tay nâng lên, đạo nguyên ngưng tụ. Trong lòng bàn tay mơ hồ có một vòng xoáy đang không ngừng dũng động. Một to lớn hấp lực ầm ầm bạo nổ phát đem bốn phía đạo vận hấp xả qua đây. Hóa thành kinh người một trường. Trưởng ra, phong vân động, không chút lưu tình nghiền hướng tử minh. Để cho ta nhìn, ngươi cái này đệ nhất có bản lãnh gì? hừ bằng ngươi cũng dám cùng ta động thủ tử minh hừ nhẹ một tiếng đứng tại chỗ bất động đang ở trưởng khí sắp sửa đụng tới hắn sát na một đạo cao lớn thân ảnh chợt ngăn cản ở trước mặt của hắn một quyền đập ra cùng cái kia trưởng khí ầm ầm va chạm quyền trưởng đan sen trùng kích như thủy triều khuếch tán ra chu vi xem vũ giả khuôn mặt sắc hơi đổi lập tức rút lui là ngươi Cố Việt nhìn trước mắt đại hán, khuôn mặt sắc hơi đổi. Cái này người, chính là ban đầu ở thứ 89 tầng trung cùng Long giật giao thủ sau bị đánh bại vũ giả, chiến lực chi cường đại, liền hắn cũng không dám khinh thường. "Ha, ta gọi Triệu Cuồng." Triệu Cuồng cười ha ha một tiếng, lập tức nắm tay chấn động. Một cự đại lực lượng chút xuống mà ra, đem Cố Việt đánh bay mấy trượng, lạnh lùng nói: "Chỉ bằng ngươi, xứng sao cùng ta ra thiếu chủ động tay?" hay là trước quá cửa ải của ta đi. Nghe thế, tần nhai trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai tử minh, chính là cái kia thần bí thiếu chủ. Mọi người trong lòng cũng là cả kinh, nhìn phía trên bầu trời kim sắc bảng danh sách. Triệu cuồng, bài danh thứ 8. Mạnh như vậy người, nhưng chỉ là tử minh thuộc hạ. mươi 1571, tái kiến hạ hạo. Triệu cuồng xuất thủ, càng làm cho tử minh có vẻ thần bí khó lường. Mà cách đó không xa Long giật thấy thế, màu quang lóe lên. Bước ra một bước như thần Long rời bến vậy, rất mạnh không gì sánh được. Bỗng nhiên đi tới triệu cuồng trước mặt. Bốn phía đạo vận điên cuồng bắt đầu khởi động, ngưng ở Long giật ngũ chỉ trong lúc đó. Một trưởng vỗ ra, gần giống như một mảnh thiên địa nghiền ép đi ra ngoài vậy, bá đạo vô song. Ở nơi này một trưởng xuống, dù là triệu cuồng cũng không khỏi đồng tử hơi co lại. lay động giang sơn triệu cuồng hét giận giữ một tiếng. Nắm tay trên, lên, ngưng tụ ra một cái nhàn nhạt kim sắc quang đoàn. Uy năng như muốn lay động đất trời vậy, hướng một trưởng này oanh ra ngoài. Nhưng quyền trưởng va chạm, kinh khí điên cuồng quét ngang. Quyền uy lại không địch lại cái này cường hãn trưởng thế, bị từng khúc tan rã. Có thể lay động giang sơn, cũng không pháp chống lại cái này vô song bá đạo, răng rắc một cái triệu cuồng xương ngón tay vỡ vụn một cánh tay không khỏi văng tung tóe tiên huyết văng khắp nơi cả người đặng đặng rút lui ra mười mấy trượng bên ngoài cao thấp tức thì rõ ràng mọi người thấy thế không khỏi trở nên líu lưỡi cái này long giật thực lực thực sự quá mạnh mẽ triệu cuồng tuy là cùng một cùng tên xếp trước mười nhưng thực lực của hai bên lại có một trời một vực khoảng cách người chính là trong miệng hắn thiếu chủ dứt khoát đánh bại triệu cuồng về sau, lòng giật lập tức nhìn phía một bên tử minh. Màu quang thiểm thước, liễm lấy một phong mang, địch ý hết sức rõ ràng. Mà tử minh ngắm nhìn bị đánh bay triệu cuồng, chán cau lại. Lập tức mắt lạnh nhìn phía long giật, đạm mạc nói, làm tổn thương ta thuộc hạ, ngươi, làm phạt. Một tiếng làm phạt, không ai bằng khí thế tức thì bộc lộ ra ngoài. Chỉ thấy hắn phất tay, một khẩu tử tinh trường kiếm xuất hiện nhẹ nhẹ lưu quang đang lưu chuyển lấy, xa hoa. Nhưng trong đó cũng là mang theo một không ai bằng sắc bén ý, vẻn vẹn nhìn. Mọi người liền cảm thấy một hồi đến xương lãnh ý. Một kiếm vẽ ra, sáng lạn lóa mát. Huyền diệu đạo vận tức thì phong tỏa lại long giật. Khiến cho cái này một kiếm tránh cũng không thể tránh, mà long giật cũng không muốn tránh ý tứ. Khuôn mặt sắc ngưng trọng, ánh mắt nhìn trong chọc vào cái này một kiếm một vô song bá đạo đạo nguyên nhập vào cơ thể mà ra đạo nguyên nhập vào cơ thể uy thế chấn động bát phương từng vòng bá đạo không gian ba động không ngừng khoách tán ra tầng tầng lớp lớp lại tựa như vô biên sóng chiều vậy một cái tiếp lấy một cái không ngừng nện ở kiếm quang chi lên nhưng kiếm quang sắc bén đúng là đem bên ngoài cho dễ dàng vỡ ra mười trượng tám trượng ba trượng rất nhanh, kiếm quang khoảng cách long giật đã không đủ một trượng khoảng cách. Cái này lúc long giật chợt động. Bá đạo quy nhất, phá quân. Lạnh lùng nhất quát uống, vô biên bá đạo uy lực chợt ngưng tụ. Ngũ chỉ lưu chuyển khủng bố uy năng, đấm ra một quyền. Giống như có thể phá ra thiên quân vạn mã. Không ai bằng oai, cứng rắn lay động kiếm quang. Quyền kiếm đột nhiên va chạm, bốn phía hư không điên cuồng nổ tung quyền kình lẫn vào mỹ lệ kiếm quang khuếch tán vây xem vũ giả hơi biến sắc mặt nhanh chóng lui lại phanh 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 nhưng quyền uy không địch lại kiếm mang từng khúc dạn phá toái ở nơi này một kiếm xuống lòng giật bị ở giữa bả vai bị phá ra một cái lỗ máu đạp đạp rút lui mấy trượng nắm tay nắm chặt khuôn mặt sắc âm trầm như nước một kiếm phía dưới hắn đúng là rơi vào hạ phong trước mắt người này chiến lực so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại. Làm đối thủ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tử Minh hừ nhẹ một tiếng, lập tức mang theo triệu cuồng xoay người ly khai. Tại hắn đi về sau, còn lại võ giả ánh mắt liền xoát xoạt rơi vào tần nhai thân lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể để cho tử Minh như vậy lưu ý. Thậm chí nói ra ba năm sau lại quyết chiến vũ giả chiến lực định không thua gì với hắn. Tần nhai là à, này lúc một đạo tiếng cười khẽ chợt vang lên chỉ thấy cả người trường sa màu đen thanh niên chậm rãi đi ra cái kia đôi đen kịt một màu không có cái gì nhãn trắng quỷ dị con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tần nhai được tốt ba năm về sau ta bạch thu y tất bại ngươi bạch thu y nghe được cái tên này tần nhai nhìn phía cái kia đạo vương bảng người này chính là sơ định đạo vương trong bảng bài danh thứ ba cao thủ gần với hắn cùng với tử minh phía dưới thậm chí so với long giật cao hơn lên một cái thứ tự người này là thanh vân đạo vực bên trong tử tiêu đạo cung một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu có người nói tu luyện đạo cực kỳ quỷ dị tuyệt đối không thể khinh thường cái này lúc thanh tiết đi lên trước hướng tần nhai nói đạo trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng tử tiêu đạo cung là không kém gì vạn giới thần điện siêu cấp thế lực mà cái bạch thu y có thể xếp hàng thứ ba, cũng là ở tình lý bên trong. Mà nghĩ đến từ tiêu đạo cung, hắn không khỏi nghĩ tới một người bạn. Tần huynh, này lúc một đạo vui mừng tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh phi lướt mà đến, người đến mày kiếm mắt sáng. Quần áo trường bào màu xanh, thân thượng tán phát khí thế trong chúng nhân cũng không tính chói. Mát, nhưng tần nhai nhìn thấy, nhưng không khỏi khuôn mặt sắc vui vẻ. Ha ha, hạ huynh. Tần nhai đi lên, không khỏi cùng đối phương ôm một cái. Người đến, cũng là cái kia viêm vân trong đại lục, hạo phong tông hạ hạo. Hạ hạo, chính là hắn ở viêm vân trong đại lục chân chính kết giao người bạn thứ nhất. Đối phương vì hắn, có thể cùng từ tiêu đạo cung quyết liệt. Tuy là nhất sau ở hạo phong tông tông chủ hoạt động xuống. Vẫn có thể tiến nhập đạo cung bên trong tu luyện. Nhưng phần ân tình này nghi tần nhai lại một mạch để trong lòng lên lúc này thấy mặt tự nhiên đặc biệt hoan hỉ. Chẳng qua mấy năm không cách nhìn, tần huynh tiến bộ đã tinh tiến tới đây. Danh liệt đạo vương bảng thứ hai, thật là làm cho ta thẹn thùng a. À. Hạ hạo vừa cười vừa nói. Hạ huynh tiến bộ cũng rất lớn. Tần nhai mâu quang ở đạo vương trong bảng nhìn lướt qua. Đúng dịp thấy hạ hạo tên xếp hạng đệ 2,336 vị, so với hắn tới mặc dù rất tầm thường. Nhưng phải biết, hai người lần trước lúc chia tay. Hạ hạo chỉ là cái bình thường trí cường đạo vương mà thôi. Bây giờ, có thể chen vào trí cường bảng, đã rất không dễ dàng. Tần huynh, vị này chính là... Thanh Tuyết, Hà Phi Hiên mấy người có chút hiếu kỳ hỏi. Mà Tần Nhai cũng bắt đầu giới thiệu. Song phương một hồi hàn huyên, xem như là chính thức nhận thức, nói chuyện với nhau. Vui vẻ hòa thuận, Thanh Tuyết, Hà Phi Hiên tuy là đứng hàng đạo vương bảng top 100 nhưng không có chút nào xem nhẹ hạ hạo ý tứ thái độ tốt ngôn ngữ tự nhiên có thể ở một bên bạch thu y cũng là khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm phải biết hắn đến đây hướng tần nhai tiên chiến nhưng đối phương từ đầu đến cuối cũng không có lý quá hắn hoàn toàn đem bên ngoài không nhìn ngược lại thì đối với một cái bài danh ở hai nghìn ra ngoài đạo vương thập phần nhiệt tình cái này bảo hắn làm sao có thể chịu được hạ hạo bạch thu y hướng hạ hạo chính là một tiếng nhẹ quát uống mà hạ hạo nghe vậy nghi ngờ xoay người lại nhìn thấy bạch thu y chi về sau hơi biến sắc mặt lập tức tiến lên phía trước nói hạ hạo gặp qua bạch sư huynh hạ hạo ở từ tiêu đạo cung tu luyện mà bạch thu y là nổi tiếng đạo vực thiên kiêu cũng là đạo cung đệ tử xưng hắn một tiếng sư huynh cũng là phải sư đệ nhìn thấy bạn thân nhất thì chậm trễ sư huynh thứ lỗi Hạ Hạo hướng Bạch Thu Y chắp tay nói, vẻ mặt áy náy. Chỉ bất quá, Bạch Thu Y mặt sắc lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Hạ Hạo trong lòng không khỏi nghi hoặc, chính mình chỉ bất quá không có sớm chào hỏi mà thôi. Cái này Bạch sư huynh làm sẽ không keo kiệt như vậy, trách cứ ta mới được. Vì sao là cái này bức khuôn mặt sắc? Trong lòng hắn không giải khai, chỉ là bởi vì hắn không biết Bạch Thu Y vừa mới hướng Tần Nhai tuyên chiến truyện một bên tần nhai thanh tiết đám người cũng là tinh tường đối với bạch huynh năng lực tại hạ sớm thập phần hướng tới ba năm sau nếu có được bạch huynh chỉ giáo tương đương chuyện may mắn tần nhai đi lên cười nói hắn cử động lần này cho bạch thu y mặt mũi cũng thay hạ hạo giải vây chỉ bất quá hắn lại tựa như đánh giá cao cái này bạch thu y khí lượng đối phương lạnh lùng nhìn hắn cùng với hạ hạo liếc mắt hừ nhẹ một tiếng Lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Chương 1572, ta muốn thắng. Nhìn rời đi Bạch Thu Y, hạ Hạo hơi nghi hoặc một chút. Mà Tần Nhai đem sự tình ngọn nguồn từng cái đạo đến, hắn cuối cùng mới sáng tỏ. Bạch sư huynh chính là đạo cung trong Thiên Kiêu, là rất nhiều môn nhân tấm gương. Chút chuyện nhỏ này cần phải sẽ không đặt tại tâm lên, Tần huynh buông lỏng tinh thần. Hạ hạo cười ha ha một tiếng, lập tức hướng tần nhai, thanh tiết đám người cười nói. Ta chỗ này có mấy ấm say long uống, hôm nay nhìn thấy chư vị, hết sức cao hứng. Không bằng tìm một địa phương, uống lên mấy chén, chư vị nghĩ như thế nào? Nghe thế, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Say long uống, đây chính là trong rượu thánh phẩm, sản xuất trình tự thập phần phức tạp. Mà một khi thành công, cho dù là thần long uống xuống đều sẽ say mềm. Loại rượu này, đủ để so được với trên, lên, tạo hóa chân bảo. Hạ hạo trong tay lại có này chờ rượu ngon. Trong lúc nhất thời, Hà Phi Hiên không khỏi có chút nuốt nước miếng một cái. Một bộ khát vọng dáng dấp, hạ, hạ huynh trong tay ở giữa có cái kia say long uống. Tần nhai thấy thế, không khỏi cười ha ha một tiếng. Lẫn nhau chỗ trăm năm, hắn biết cái này Hà Phi Hiên yêu nhất uống rượu. Chọn đời ở giữa nhất khao khát chính là được xưng trong rượu thánh phẩm. Vạn năm khó được say long uống. Xem Hà Huynh cũng là yêu tử chi người. Hạ Hạo cười nói. Nói xong, hắn phất tay một phen, một cái đen nhánh vỏ rượu tức thì xuất hiện ở tay. Trong rượu thánh phẩm, coi như lòng uống cũng muốn ngoạ say nghìn năm. Hà Phi Hiên thấy thế, vội vã đi lên, cầm vỏ rượu. Hắn thận trọng mở ra hàn, tức thì từng đạo say lòng người mùi rượu tiêu tán xuất hiện. Ở trong hư không đan vào, hình thành một cái bốc hơi đằng long hình mở ra thấy long thật là say long uống hà phi hiên khuôn mặt sắc đại hỷ lập tức cảm nhận được bốn phía cái kia từng đạo lửa nóng ánh mắt vậy liền vội vàng đem say long uống ôm vào trong ngực đề phòng không gì sánh được đi đi chúng ta tìm một địa phương chậm rãi thưởng thức thêm ta một cái cách đó không xa long giật lưỡng lự một cái lập tức chậm rãi đi tới được đoàn người tại mọi người trong ánh mắt ghen tị hóa thành lưu quang lao đi hay hay một cái say long uống hà phi hiên ánh mắt mê ly khuôn mặt sắc ửng hồng ẩn có men say mà hắn ôm một cái khoảng không cái bình còn không muốn buông tay tần nhai đám người thấy thế không khỏi buồn cười chỉ bất quá bọn hắn khuôn mặt sắc cũng có chút ửng hồng cái này say long uống tình đạo cho là thật không phải nói cười nhưng cái khó được nhất say tần nhai mấy người cũng lười đi bị xua tan cái này men say quá mấy ngày mọi người mới dần dần thanh tỉnh một hồi hàn huyên về sau mỗi bên tự rời đi tần nhai lòng giật mấy người cũng bắt đầu chuẩn bị ba năm sau khiêu chiến thời gian ba năm chẳng qua nháy mắt đã qua nhưng là đầy đủ mọi người khôi phục thành trạng thái tột cùng muốn đánh bại cái kia tử minh sợ là không dễ dàng a à. nhất viện rơi bên trong tần nhai khoanh chân mà ngồi màu quang lóe lên trong đầu cùng tử minh chiến đấu một đoạn từng cái hiện lên. Khuôn mặt sắc dần dần ngưng trọng xuống. Tử minh chiến lực cực kỳ cường đại, không chút nào kém cỏi hơn hắn. Bất kể là đạo tầng thứ, đạo nguyên đều giống nhau. Đồng thời thân trên, lên còn nắm giữ vài loại siêu cấp cường hãn thiên kỹ năng, điểm ấy. Hắn liền không so sánh được lên. Hắn hiện tại nắm giữ mạnh nhất thiên kỹ năng, vẫn là diệt thế hắc lôi nhưng muốn bằng này đem bên ngoài đánh bại tỷ lệ thập phần nhỏ. Nhưng hôm nay muốn lại nắm giữ một loại càng cao cường thiên kỹ năng. Cũng đã là không còn kịp rồi. Càng nghĩ, tần nhai cảm giác mình nếu muốn đánh bại tử minh. Chỉ có bằng vào thần văn lực lượng, âm dương lưỡng cực thần văn lực lượng. Ta còn chưa phát huy đến cực hạn, nhưng kỳ huyền diệu. Lại kiêu ngạo sắc địa giai thiên kỹ năng. Tần nhai nâng lên hai tròng mắt liền định hạ sách hơi nhưng hắn cũng tinh tường, tự có thần văn làm con bài chưa lật. Tử minh thân trên, lên, cũng tất nhiên có chính mình sở không biết thủ đoạn. Vẫn là không được khinh thường. Như đến vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ đành dùng những thứ đồ này. Tần nhai lật bàn tay một cái, xuất hiện một viên đan dược. Đan dược này, toàn thân như ngọc lại lưu chuyển từng đạo tơ máu. Chính là tần nhai luyện chế thúc dục tâm đan, bên ngoài dược hiệu. Có thể nói là cực kỳ kinh người nhưng nguy hiểm hệ số cũng là cực cao. Phục hạ viên thuốc này, hắn coi như không chết cũng sẽ nhận trọng thương. Đem đan dược thu hồi, hắn không nghĩ nhiều nữa. Có thể bỗng nhiên, tần nhai chán cau lại, nhìn phía tiểu viện ra nào đó chỗ hư không? Thản nhiên nói, các hạ nếu đã tới, liền đừng tại cất. Ngôn ngữ rơi, một đạo thân ảnh chợt theo hư không đi ra. Người đến là một cái dâu dài lão giả, quần áo trường bào màu vàng óng mang trên mặt nụ cười hòa ái, nhìn tần nhai, nhãn trung tràn đầy khen ngợi thần sắc. Cường giả, vô lượng kỳ, hơn nữa ở vô lượng cảnh nội cũng cực kỳ cường đại cường giả. Tần nhai nhìn trước mắt lão giả, màu quang hơi đông lại một cái. Tiền bối tới đây, không biết có gì muốn làm đây. Tới này cho ngươi một cọc tạo hóa. Ồ, tạo hóa, tần nhai cười nhạt lộ ra một cái cảm giác hứng thú thần sắc lão già tiếp tục nói ra không sai chính là tạo hóa nói nghe một chút ta điều tra qua tiểu huynh đệ ngươi gia nhập vào vạn giới thần điện vẫn chưa tới vạn năm thời gian nghĩ đến đối với thần điện lòng trung thành hẳn rất yếu đi tiền bối muốn nói cái gì tần nhai ánh mắt lẫm liệt không có gì chỉ bất quá ngươi nên biết lần này chí cường chiến trung có một lực lượng ở nhằm vào thần điện không muốn bên ngoài đoạt đệ nhất đi là các ngươi Người đầy không cần để ý nhiều. Kim bào lão giả phất phất tay, nhất miếng nhẫn chữ vật tức thì huyền phù tại không trung. Cái này bên trong nhẫn chữ vật có thượng phẩm tạo hóa chân bảo 10 cái. Phù hợp ngươi tu luyện hủy diệt chi đạo. Không gian chi đạo địa giai thiên kỹ năng có 10 loại mà mỗi một chủng cũng đều là. Thượng phẩm, nghe thế, tần nhai đồng tử hơi co lại. Thượng phẩm tạo hóa chân bảo, địa giai thượng phẩm thiên kỹ năng hơn nữa mỗi một dạng đều là 10 loại. Danh tác tuyệt đối danh tác coi như là cao cấp nhất vô lượng kỳ vũ giả gặp được cũng sẽ tâm. Động không ngớt, đừng nói tần nhai cái này đạo vương. Vô công bất thụ lộc, ngươi muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản, bại bởi tử minh. Ồ, tần nhai trong mắt lãnh ý càng thêm nồng nặc, lập tức hắn không có bất kỳ do dự nào. Phất phất tay, đạo nguyên thôi động, đem nhẫn chữ vật đẩy trở về lão giả trước mặt. Đạm Mạc nói ra, xin lỗi, yêu cầu này ta cự tuyệt. Người xác định, Kim Bào lão giả sầm mặt lại, nói ra. Người cũng đã biết ngươi cự tuyệt cái gì tạo hóa sao? Mấy thứ này, coi như ngươi ở đây vạn giới thần điện trung đợi nữa trên, lên, 10 cái nguyên. Niên cũng không nhất định có thể có được. Ta minh bạch nhưng ta vẫn như cũ muốn cự tuyệt. Tần nhai, ngươi gia nhập vào thần điện thời gian không dài. Không cần thiết vì nó mà cự tuyệt như vậy kỳ ngộ đi hơn nữa ta cũng không phải muốn ngươi phản bội thần điện, chỉ cần ngươi thua ở tử minh mà thôi. Thắng bại là chuyện thường, coi như ngươi thua, cũng không có gì. Ngươi vẫn có thể ở lại thần điện, đây là một cọc đối với ngươi mà nói kiếm bộn không lỗ buôn bán. Ngươi tại sao còn muốn cự tuyệt? Không có vì cái gì, ta muốn thắng. Tần nhai ánh mắt lấp lánh nhìn kim bào lão giả, nói, dù cho ngươi lấy thêm ra 10 cái trăm cái chân bảo, thiên kỹ năng thì như thế nào, ta tần nhai chính là muốn thắng. Phải thắng tử minh, càng phải thắng các ngươi phía sau màn cái kia tồn tại. Ngôn ngữ rơi, hắn thân trên, lên, mơ hồ mọc lên một xôi trào chiến ý. Mà kim bào lão giả thần sắc trầm xuống, nói, vì nhất thời đánh nhau vì thể diện. Liền buông tha loại này tạo hóa, tần nhai, ta thật không biết nên ngươi là có khí phách. Võ đạo chi tâm kiên nghị, còn là nói ngươi quá mức ngu xuẩn. Người xem Pháp, không có quan hệ gì với ta, không tiễn. Tần nhai đạm mạc mở miệng, chỉ chỉ không xa chỗ sân xuất khẩu. Trường 1573, Kiếm Phong Lai Lịch. Tần nhai chỉ vào tiểu viện xuất khẩu, kỳ ý nghĩ lại rõ ràng cực kỳ. Mà kim bào lão giả nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi âm trầm xuống. Phóng ở sau lưng bàn tay dũng động một đạo nguyên, trong lòng sát ý đã không thể ngăn chặn. Tần nhai, là một biến số, lần này trí cường chiến biến số. Nếu nói là trong trận chiến này, người nào có khả năng nhất đánh bại tử minh? Liền không phải tần nhai không còn ai khác, cho dù là chỉ có một phần mười khả năng. Kim bào lão giả cũng tuyệt không cho phép cái này sự tình phát sinh. Vì vậy hắn đã động sát tâm. Ừm, chán cau lại, một tiếng nhẹ kêu tần nhai mâu quang dùng mình. Cả người tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên đến, như cảm giác được cự đại nguy hiểm giống như dã thú. Trước mắt cái này lão giả tuyệt đối là đứng đầu nhất vô lượng cường giả. Coi như là trí cường thiên tôn cũng không nhất định có thể đối kháng. Càng chưa nói hắn cái này đạo vương. Song phương nếu như khai chiến, chính mình sợ không phải là đối thủ. U, thần vương thuộc hạ đều vô sỉ như vậy không được. Này lúc một tiếng tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy cả người áo dài trắng thanh niên cõng một khẩu phong cách cổ xưa trường kiếm, chậm rãi đi vào tiểu viện bên trong. Nhìn thấy người này, Tần Nhai có chút kinh ngạc kiếm phong. Người đến chính là cùng Tần Nhai từng có một mặt chi duyên kiếm phong. Kim Bào lão giả tán đi đạo nguyên, trở về thủ nhìn một cái kiếm phong. Khuôn mặt sắc có chút kinh nghi bất định, kiếm phong. Đạo vương bảng ở trên người thứ 12. Vừa rồi, kiếm phong lời nói làm cho hắn thập phần lưu ý hắn sao biết mình là thần vương thuộc hạ hắn đến tột cùng là người nào cái này liền đạo vương bảng trước mười đều không đạt tới đạo vương lần đầu làm cho kim bào lão giả sinh ra một nhìn không thấu cảm giác trong lòng ẩn có kiêng kỵ nhưng mà kiếm phong lại không để ý đến hắn tiếp tục nói ra người như ở này động thủ người tin không tin thần điện điện chủ ngày mai sẽ tìm trên lên ngươi ra chủ tử nghe thế kim bào lão giả hơi biến sắc mặt Ngươi, đến tột cùng là người nào? Người quản không được, ngươi chỉ cần tiếp tục chủ trì trí cường chiến là được. Kim bào lão giả khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lập tức cười lạnh một tiếng. Ta nếu là ở này giết các ngươi, lại có ai biết là ta động thủ. Ngươi có thể thử một lần. Kiếm phong không tiết tháo cười, lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Ngọc giản này, chỉ là một viên thông thường đưa tin ngọc giản nhưng làm cho kim bào lão giả thập phần lưu ý, ngọc giản này một bên khác thì là ai đây? Hội là, thần điện điện chủ sao? Trong lòng hắn hơi trầm xuống, không dám tùy tiện động thủ. Trầm ngâm một hồi về sau, hắn hướng tần nhai nói. Ta mới vừa đề nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, lúc nào thay đổi chủ ý trở lại tìm ta. Nói xong, hắn cướp kiếm phong liếc mắt con đường thẳng ly khai. Kiếm phong, mời ngồi ha ha, chúc mừng tần huynh danh liệt đạo vương bảng đệ nhị. Kiếm phong trực tiếp tọa hạ, hướng tần nhai cười ha ha nói. Mà tần nhai khuôn mặt trên, lên, nhưng không có nửa phần hoan hỉ, nói. Kiếm phong huynh cũng nên biết cái này hay là trí cường chiến. Bất quá là đại năng giả nhóm bầy loại này nhất cục thứ tự cao tới đâu thì như thế nào? Hay là hắn người trong tay quân cờ? Tần huynh nghiêm trọng, người ta là quân cờ không giả, nhưng cũng cũng đừng quên tả hữu cuộc thắng bại then chốt thường thường chính là một viên quân cờ. Kiếm phong cười nhạt ý vị thâm trường nói đạo. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Tần nhai hít một hơi thật sâu, hỏi. Giống như ngươi bạn đường. Vạn giới thần điện, tần nhai trước mắt chợt sáng lên, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy? Như thần điện điện chủ cũng là nắm cờ nhân. Thì sẽ không tùy ý chí cường chiến thoát ly chính mình nắm giữ, ngươi là điện chủ an bài người. Thông minh kiếm phong cười nhạt nói. Ngươi ở đây ẩn giấu thực lực. Tần nhai nhìn ra được cái này kiếm phong thực lực tuyệt đối không chỉ là đạo vương bảng trước. 11 đơn giản như vậy, mình cùng là địch thắng phụ cũng khó liệu. Vì cho ngươi lót đường, ta tự nhiên muốn ẩn giấu thực lực. Lót đường, không sai, kiếm phong gật đầu, tiếp tục nói, tử minh chính là thần vương tọa hạ tam đệ tử. Trên người có rất nhiều con bài chưa lật, chiến lực tuyệt không phải bình thường ta sẽ tại hắn cùng ngươi khi động thủ, trước cùng bên ngoài động thủ. Cha xét ra bên ngoài cụ bị mạnh bao nhiêu chiến lực tới tăng ngươi chiến thắng nắm chặt. Tần nhai nghe vậy, trầm ngâm một hồi. Quả thật, hắn đối với tử minh thân trên, lên, đến tột cùng có dấu nắm chắc bao nhiêu bài cũng. Không tinh tường, tùy tiện cùng bên ngoài giao phong, ắt sẽ có chút chịu thiệt, bất quá. Không cần, ngạch, kiếm phong sửng sốt một cái, có chút kinh ngạc, ngươi không cần. Ừm, tần nhai thần sắc thập phần nghiêm túc nói ra, quả thật. Người cùng bên ngoài trước giao thủ không chỉ có thể nhìn ra hắn có dấu nắm chắc bao nhiêu bài. Cũng có thể suy yếu chiến lực, cứ như vậy, ta chiến thắng xác suất hội gia tăng thật lớn. Nhưng ta không muốn làm như vậy. Ta muốn cùng hắn đường đường tránh tránh công bằng nhất quyết. Người xác định muốn làm như thế. Kiếm phong chán cau lại. Ta xác định, ánh mắt hai người ngưng mắt nhìn đối phương, không nhường chút nào cuối cùng kiếm phong bất đắc dĩ lắc đầu tùy ngươi vậy a à hát ngươi cũng đừng lo coi như đến lúc đó ta thua rồi còn không có ngươi ở đâu tần nhai cười ha ha một tiếng phất tay lấy ra mấy ấm rượu ngon đến hôm nay không nói chuyện hắn sự tình thật tốt uống lên hai chén được một phen đối ẩm hàn huyên chi về sau kiếm phong liền rời đi hắn đi tới nhất chỗ nơi yên tĩnh lấy ngọc giản ra chỉ thấy một bóng sáng tức thì ở trong hư không đan vào nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hoa lệ thân ảnh chính là vạn giới thần điện điện chủ kiếm phong đem tần nhai lời nói từng cái trình bày rơi vào trầm mặc bên trong một lúc lâu hắn nói ra đã như đây liền theo hắn đi ngạch chúng ta không cần áp dụng cái gì các biện pháp sao không cần đạo vương chiến chỉ có thể làm cho đạo vương tham dự mà đằng vân thần vương cùng với ta đã đem yêu tú nhất đạo vương đều đầu nhập trận chiến này bên trong, còn kết quả như thế nào? Cũng chỉ có thể gặp các người có thể ví. Thần điện điện chủ khẽ cười một tiếng, nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, cười nhạt nói. Hơn nữa, ta đối với tần nhai tiểu tử kia coi như có chút lòng tin. Nghe thế, kiếm phong liền càng thêm kinh ngạc. Xem ra, cái này tần nhai đích thật là có không thể tầm thường so sánh chi chỗ đây sư tôn ngươi cho là hắn chiến thắng tỷ lệ lớn đến bao nhiêu? Ừ, phân nửa đi. Là à, kiếm phong cười cười, không hỏi thêm nữa. Mà ngoại trừ kiếm phong nơi đây, tử minh bên kia cũng ra chút tình trạng. Tử minh nhìn trước mắt kim bào lão giả, chán cau lại, nghe nói ngươi vừa rồi đi tìm tần nhai. Chẳng lẽ ngươi cho là ta thất bại không được sao? Thiếu chủ, việc này chuyện liên quan đến trọng đại ta cái này cũng là vì để ngừa vạn nhất lúc này mới tự chủ trương, mời thiếu chủ kiến lượng. Lão giả sợ hãi nói, mà tử minh mâu quang lạnh lẽo, lạnh giọng một tiếng nói, ta nói cho ngươi biết, ta tử minh tuyệt đối sẽ không thua. Đây là còn dùng không được ngươi tới cho ta quan tâm. Nói xong, hắn một trưởng vung ra, đem lão giả đánh ra. Cái kia lão giả ngạnh sinh sinh bị một trưởng này, miệng phun máu. Nhưng cũng không dám phản kháng, nói, thiếu chủ thần uy cái thế, là ta uổng công vô ích kết quả như thế nào tử minh tiếp tục hỏi cái kia tần nhai cũng không có bằng lòng cũng nói hắn hắn muốn thắng muốn thắng sao tử minh khóe miệng vi kiều lộ ra một cái lạnh lùng tiếu dung có ý tứ vốn tưởng rằng lần này trí cường chiến sẽ không thú tột cùng có thể không nghĩ tới lại hội đụng trên lên như thế có ý tên hay hay muốn thắng đúng không ta đây sẽ gặp cho ngươi thua được thất bại thảm hại tử minh cười ha ha một tiếng, thân trên, lên, bộc phát ra nhất cỗ khí thế kinh khủng. Bốn phía vài cái kim bào lão giả thấy thế, ám tự kinh hãi. mươi 1574, đao không thước một đao. Cái gì? Ba năm chi chiến, gần đến lúc tới. Tần nhai lại nghe được một cái làm cho hắn thập phần chấn nộ tin tức. Hạ hạo bản thân bị trọng thương, suýt nữa bỏ mình. Mà làm ra chuyện này người, lại từ tiêu đạo cung người tại sao có thể như vậy hạ huynh cũng là từ tiêu đạo cung vũ giả đạo cung người trong sao lại làm khó dễ cho hắn các loại chẳng lẽ là ba năm trước đây lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy tần nhai đồng tử hơi co lại khuôn mặt sắc lạnh dần hắn đột nhiên nghĩ tới ba năm trước đây bạch thu y hướng hắn khiêu chiến mà hạ hạo đột nhiên xuất hiện phật kỳ diện tử sự tình thanh tiết ngươi nói cho ta việc này tình nhưng là cái kia đạo vương bảng thứ ba, Bạch Thu Y gây nên đấy. Thanh Tuyết lắc đầu, nói, cái này sự tình cũng không có chứng cớ xác thật. Hạ huynh ba năm này cũng không có cùng hắn phát sinh qua cái gì xung đột. Thế nhưng còn lại đạo cung người trong, lại đối với hắn thập phần xa lánh. Thậm chí xuất thủ hãm hại hắn, nếu không phải trước đó vài ngày ta vừa may trải qua. Hắn chỉ khó bảo toàn tánh mạng. Nói đến đây, dù là Thanh Tuyết cũng không khỏi có chút phẫn nộ rồi. Đều là đạo cung đệ tử, lại không niệm ân tình. Hắn hiện tại thế nào? Đang ở tĩnh dưỡng, đã khôi phục không sai biệt lắm. Tần Nhai gật đầu, lập tức liền đứng dậy đi trước, đi tới một tòa đại sơn bên trong. Sơn bên trong có một gian nhã trí biệt viện, chính là Thanh Tuyết sở ở ở địa phương. Nơi đây bên trong, Hà Phi Hiên lòng giật nhóm mấy người này cũng tụ tập ở đây đạo cung người lại như này đối với ngươi, ghê tởm. Mới vừa vào tiểu viện, một tiếng phẫn nộ quát liền truyền ra. Cũng là Hà Phi Hiên. Tần nhai đi vào, khi thấy vẻ mặt tức giận Hà Phi Hiên cùng với chuyến ở một hồi huyền băng. Dường ngọc lên, sắc mặt biến thành bạch đang ở tĩnh dưỡng hạ hạo. Hắn đi ra phía trước, lấy ra một viên chữa thương đạo đan. Phục hạ viên thuốc này, có thể giúp ngươi khôi phục. Tần huynh, ta thương thế đã không còn đáng ngại, không cần hãy bớt xàm ngôn đi, phục xuống. Hạ hạo còn chưa có nói xong, liền bị tần nhai cho lạnh lùng cắt đớt. Hắn sửng sốt một cái, lập tức bất đắc dĩ lấy ra đan dược, đem bên ngoài phục xuống. Có đan dược tương trợ, thêm trên, lên, huyền băng giường ngọc. Hắn khôi phục tốc độ nhanh rất nhiều, vẻn vẹn hai ba cái canh giờ. Liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tốt đan, hạ hạo không khỏi tán thán một tiếng. Hạ huynh, là ai thương ngươi? sự tình đã qua, không cần tại truy cứu. Ừ, Bạch Thu Y, việc này, cùng Bạch Sư Huynh không quan hệ. Hạ hạo lắc đầu, hừ, lời này sợ là liền chính ngươi cũng không tin đi. Tần nhai hừ nhẹ một tiếng, nói, hắn làm lần này từ tiêu đạo cung người dẫn đầu. Nếu là không có hắn ngầm đồng ý, còn lại đạo cung đệ tử lại dám khi dễ ngươi. Hạ hạo nghe vậy, không khỏi có chút trầm mặc. Mà tần nhai thấy thế, than nhẹ một tiếng, nói cho cùng, việc này đều là bởi vì ta. Nếu không phải ngươi cùng ta giao hảo, cũng sẽ không rơi nơi đầy bước. Tần huynh nghiêm trọng, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Trách chỉ có thể trách tự ta tài nghệ không bằng người. Hạ hạo nhãn trung xẹt qua một cái nồng nặc không cam. Nếu như hắn thực lực có mạnh hơn nữa một điểm, những thứ kia đạo cung đệ tử lại dám khi dễ hắn hắn ở viêm vân đại lục là duy nhất trí cường đạo vương. Là hàng tỷ sinh linh chú mục chính là thiên kiêu, có ở đạo cung bên trong. Chỉ là một cái thiên tư coi như không tệ đệ tử mà thôi, so với những yêu nghiệt kia. Kém đến không chỉ nhỏ tí tẹo. Tần huynh, cái này sự tình cũng không thể cứ như vậy được rồi. Ở một bên hà phi hiên nhãn trung xẹt qua một cái ánh sáng lạnh. Cùng hạ hạo giao nhau không lâu sau, nhưng có vài người cũng không cần cần thời gian bao lâu là được thành lập thâm hậu hữu nghị hà phi hiên hạ hạo thậm chí tần nhai liền đều là người như vậy lúc này thấy hạ hạo chịu nhục bọn họ sao lại từ bỏ ý đồ việc này đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi tần huynh đây hạ huynh người tốt nhất dưỡng thương cũng được một hồi hàn huyên về sau tần nhai liền cùng hà phi hiên đám người ly khai mà ba năm chi chiến cũng tránh thức triển khai Tần Nhai, Hà Phi Hiên đám người đi tới một tòa cự đại thao trường. Mà tại giáo trường phía trên, từng ngọn bao phủ lồng ánh sáng màu tím lôi đài lơ lửng. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo ngân bào thân ảnh chợt đi tới, quét nhìn quá ở đây rất nhiều vũ giả. Một người trong đó nói, ba nghìn đạo vương, thứ tự đã sơ định. Nhưng nếu các ngươi lòng có không cam, có thể khiêu chiến ngươi nhóm mong muốn thứ tự. Chỉ cần đem đối phương đánh bại, là được giành lấy, hiện tại tự do khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Lời vừa dứt lần lượt từng bóng người lướt lên lôi đài lên. Tần nhai ánh mắt ở trước mắt rất nhiều vũ giả thân trên, lên, quét nhìn qua. Tức thì khóa được không xa chỗ bạch thu y thân ảnh, nhãn trung tuôn ra một hồi ánh sáng lạnh. Siêu, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới lôi đài chi lên. Đang ở hắn muốn hô chiến bạch thu y thời điểm. Một đạo thân ảnh lại tựa như chuẩn bị đã lâu vậy, chợt đi tới trước mặt của hắn một tràn trề đao ý tràn ngập. Tần nhai, ta chờ ngươi đã lâu. Người đến cũng là tần nhai ở vòng thứ nhất đấu trường bên trong gặp phải đao thiên xích. Người này chiến lực không tầm thường, danh liệt đạo vương bảng thứ 21. Càng là linh hải đạo vực chiến thần cung một cái thiên kiêu. Từng cùng tần nhai đấu qua một hồi, có thể về sau bởi vì thời gian hạn chế. Song phương vẫn chưa phân ra thắng phụ, không nghĩ tới đối phương lại đối với hắn nhớ mãi không quên chủ động đánh ra ta đối với cái gì thứ tự cũng không có hứng thú gì chỉ là muốn cùng ngươi phân ra một cái thắng phụ một trận chiến này ta chỉ ra một đao ngươi nếu như có thể tiếp nổi nói ta liền chịu thua đao thiên xích ánh mắt lấp lánh nói đạo được tần nhai cũng không già mồm trực tiếp đáp ứng ông trong thời gian ngắn chỉ thấy đao thiên xích bên hông hẹp dài hắc đao chợt ra khỏi vỏ bôi đen quang xẹt qua, bàng bạc đao ý trong nháy mắt như như núi kêu biển gầm bộc phát ra. Như muốn phá hủy bốn phía tất cả, làm cho thiên địa rơi vào bạo loạn. Cực hạn đao ý, kinh khủng đao chiêu. Trường đao nâng cao, bốn phía phong khởi vân dũng. Sáng chói hắc quang hóa thành to lớn quang trụ sông lên thiên không. Cái kia bao phủ lôi đài lồng ánh sáng màu tím cũng nguyên nhân một chiêu này cũng mơ hồ chấn. Động như muốn phá toái, mọi người tâm kinh sợ không ngớt. Một đao này, thật mạnh, đủ để chém giết vô lượng cảnh. Một cái ngân bào vũ giả đồng tử hơi co rụt lại, bởi vì... Này cỗ bao phủ ở trong thiên địa không ai bằng đao ý mà cảm thấy ra thịt đâm đau. Tâm thần cũng sợ kinh sợ. Vô lượng vũ giả còn như đây, những người còn lại liền càng không cần phải nói. Đạo vương bảng thứ 21 tấm tác. Một đao này sợ là liền trước 10 đều vũ giả đều khó ngăn cản xuống đi. Thứ hạng này có chút không theo sách a. À. Đó là tự nhiên, không phải vì sao còn phải cử hành khiêu chiến này thi đấu. Tần Nhai, phải như thế nào tiếp hạ một đao này đây? Mọi người tâm thần khẽ chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài lên. Quần áo bạch y bay phất phới, nhưng thần sắc vẫn không có so với bình tĩnh Tần Nhai âm thầm. Nghĩ tới, chiến thần quyết tích thiên tràm. Một đao rơi xuống, vô cùng vô tận hủy diệt đạo vận tức thì bạo nổ phát trong sát na, thiên địa nhất tịch, sơn hà mất xác Trăm trượng đao ảnh, như thái sơn áp đỉnh vậy, hung hăng hướng tần nhai chém rụng. Răng rắc, răng rắc, đao ảnh chưa rơi xuống, tần nhai dưới chân địa mặt từng khúc dạn. Tại hắn thân sau lại bị cái kia cổ kinh khủng đao ý cho xé mở một đạo sâu tới mấy trượng vết. Rách, phải biết cái này lôi đài chất liệu bất phàm. Coi như là thiên tôn vũ giả ra tay toàn lực cũng không pháp tổn thương bên ngoài mảy may có ở một đao này hạ lại sẽ vỡ ra. Mà một đao còn chưa triệt để rơi hạ đây. Đến tốt lắm, tần nhai hai tròng mắt vừa nhấc bước ra một bước. Vừa xảy bước ra, vô tận hắc lôi tức thì cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hóa thành mấy chục cái to lớn lôi đình cự mãng, không ngừng dây dưa, hướng ánh đao oanh khứ. Hai cổ tột cùng năng lượng va chạm, thiên địa tuôn ra một tiếng kinh bạo. Trường 1575, Chiến Bạch Thu Y vô cùng vô tận hủy diệt đạo vận ở bốn phía tứ ngược. Khủng bố uy thế, làm cho thiên địa không ngừng bạo liệt. Hư không cũng xuất hiện từng đạo vết nứt không gian lan ra kéo dài, vô tận loạn lưu. Như như hồng thủy chút xuống mà ra. Tê liệt kinh bạo, chấn động lay động. Tần nhai, đao thiên xích chỗ ở mảnh này lôi đài, dường như ngày tận thế. Lồng ánh sáng màu tím dường như bị ném vào một khối cự thạch mặt hồ vậy không ngừng chấn động nhất lăn tăn rung động khuếch tán lại tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sông phá vậy nhưng may mắn cái này lồng ánh sáng màu tím cũng không bình thường vẫn chưa bị phá có ánh sáng cái lồng bảo hộ kinh khủng kia năng lượng cũng không có hướng bốn phía khuếch tán ra nếu không cái này bốn phương tám hướng sợ là phải tao ương nhưng tức thì tựa như đây mọi người cũng có thể cảm nhận được quang cháo bên trong ẩn chứa lấy kinh thiên năng lượng cái kia loại khủng bố đủ để đưa hắn nhóm cho tê liệt trăm nghìn lần hai người này thực sự là khủng bố đích xác không xa chỗ bạch thu y mâu quang lóe lên trong lòng có chút kinh ngạc cái này tần nhai cường đại so với hắn tưởng tượng muốn cường đại chút còn phải đa tạ đao thiên xích xuất thủ trước nếu không thì ta chờ chút thật đúng là ăn thiệt thòi hắn nhìn chằm chằm lôi đài muốn nhìn được tần nhai đến tột cùng còn có nhiều thiếu thực lực có thể này lúc một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh vào quang cháo chi lên. Lập tức liền rơi xuống đất lên, cầm đao nửa quỷ, khóe miệng tràn máu. Thật mạnh a, à, đao thiên xích cười ha ha một tiếng. Đối đãi cái kia cuồng bạo năng lượng dần dần tán đi. Mọi người cũng thấy rõ trên đài quang cảnh, chỉ thấy tần nhai ngạo nghễ đứng ở lôi đài lên. Cái kia quần áo bạch y vẫn là không dính một hạt bụi, ở đao thiên xích cường chiêu xuống đúng là không phát hiện chút tổn hao nào một màn này không khỏi làm mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí cho dù là ngân bào vũ giả vẫn là bạch thu y cũng là đồng tử hơi co lại hắn cường đại so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn bạch thu y mặt sắc dần dần ngưng trọng xuống đao thiên xích cái kia kinh người một đao coi như là hắn cũng không nhất định có thể không phát hiện chút tổn hao nào đem bên ngoài tiếp xuống nhưng tần nhai lại dễ dàng làm xong rồi chỉ là chiêu thức ấy liền đủ để cho hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch ta thua rồi đao thiên xích đứng lên nói đa tạ lập tức đao thiên xích thân ảnh khẽ động ly khai lôi đài mà ngân bào vũ giả cũng theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại hướng tần nhai nói ra người là có hay không cần nghỉ ngơi như cần là được không cần tái chiến tần nhai lắc đầu biểu thị không cần hắn lập tức hai tròng mắt như đau, nhìn phía Bạch Thu Y, trong trẻo nhưng lạnh lùng quát lên. Ba năm trước đây, người hướng ta tuyên chiến, làm sao nhưng bây giờ không dám lên đây sao? Mọi người thấy thế, cũng dồn dập nhìn phía Bạch Thu Y. Bạch Thu Y, thanh vân đạo vực tử tiêu đạo cung tối cường đạo vương. Cái này người cùng tần nhai va chạm, đến tột cùng hội ai thắng ai phụ đây? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi tràn đầy chờ mong. Còn lại đang chuẩn bị đối chiến vũ giả cũng trước phóng hạ tâm tư, nhìn phía Bạch Thu Y. Tần nhai hai người, hiển nhiên cũng là muốn xem trước hết cuộc chiến đấu này. Đạo Vương bảng đệ nhị cùng thứ ba chi chiến, vạn chúng chúc mục. Hừ, ta sẽ bại ngươi. Vạn chúng nhìn Trừng Trừng phía dưới, Bạch Thu Y đương nhiên sẽ không nhận thua. Bằng không liền mất hết thể diện, chỉ thấy hắn hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh phi lướt mà ra. Trong thời gian ngắn, liền đạp lên lôi đài cái kia đôi không có bất kỳ nhãn trắng con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm tần nhai. Lạnh lùng nói, này thiên, ngươi tất bại tay ta. Ngươi thật đúng là tự tin. Tần nhai khẽ cười một tiếng, lập tức khuôn mặt sắc chợt chuyển lạnh. Ngữ khí mang theo xâm lạnh lẹo ý nói, uổng ngươi thân là đạo cung tối cường đạo vương. Lòng dạ cũng là nhường chơi chẽn, chỉ bất quá bởi vì ném chút bộ mặt. Liền đối với đồng môn sư đệ chèn ép, thậm chí muốn đem bên ngoài trí chi tử địa người tốt cực kỳ rất khỏe mạnh nghe thế bạch thu y thần sắc hơi động lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy khóe miệng hơi nhếch lên nói người là nói hạ hạo đúng không ai đối với hắn tao ngộ ta cũng rất là đồng tình nhưng hắn chính mình không pháp xử lý tốt cùng đồng môn đệ tử quan hệ lọt vào chèn ép đây cũng cùng ta có quan hệ gì đâu đây có thể nào trách ta lời tuy là nói như vậy nhưng hắn khuôn mặt trên lên lại tràn đầy hài hước tiếu dung phảng phất lại nói, không sai, chính là ta thụ ý thì như thế nào? Được rồi, không nói nhiều thừa thải. Tần nhai lắc đầu, lập tức cái chán trong lúc đó chậm rãi mở ra một cái huyết tuyến. Một con yêu dị huyết đồng di chuyển hiện, kinh người sát ý sông thẳng tâm thần. Hắc lôi lực cũng nhập vào cơ thể mà ra, tại hắn quanh thân xoay quanh lưu truyền. Thanh thế kinh người, mà nhận thấy được tần nhai cái chán giữa huyết đồng, bạch thu y khuôn mặt sắc hơi đổi này cổ trong sát ý ẩn chứa lực lượng là thần niệm lấy thần niệm dung nhập sát ý bên trong trực kích tâm thần đây là thần niệm công kích chi pháp nhất niệm tới đây hắn nhìn phía huyết đồng ánh mắt tràn đầy hừng hực phải biết hắn ngoại trừ là một cái đạo vương bên ngoài vẫn là một cái tu vi không tầm thường niệm giả đối với cái này có thể sử dụng thần niệm lực huyết đồng có dũng khí gần như điên cuồng hưng hực hắn cảm giác có dũng khí được cái này huyết đồng chính mình thần niệm công kích chi pháp sẽ tăng cường thật nhiều đến lúc đó đừng nói đánh bại tần nhai coi như là đoạt đắc đạo vương bảng số một lại có khó khăn gì cái này huyết đồng hẳn là thuộc về ta hắn cười ha ha một tiếng lập tức thân ảnh khẽ động hướng tần nhai công tới hai ngón tay khép lại phẳng phất hóa thành một khẩu trường kiếm vậy lưu chuyển sắc bén ý tần nhai thấy thế trong tay hắc quang lóe lên hắc vũ đã nắm chắc Đâm ra một thương ở giữa kiếm chỉ, leng keng một tiếng, kinh khí phụt ra, hướng lôi đài chợt tàn sát bừa bãi đi. Răng rắc răng rắc, vừa đụng chạm, mấy đạo vết rách liền xuất hiện ở hai người chu vi. Ngay sau đó, Bạch Thu Y dùng chỉ thay kiếm, tinh diệu kiếm quyết không ngừng thi triển ra. Kiếm khí quét ngang bát phương, tung hoành mỹ lệ, mà tần nhai trường thương ở tay. Hắc lôi lưu chuyển, trường thương như nước chảy mây trôi bên ngoài uy lực cũng không chút nào khiêm tốn sắc, hai cổ năng lượng không ngừng va chạm. Kinh khí điên cuồng ở trong hư không tàn sát bừa bãi, như là dã thú xé rách bốn phía. Thấy mọi người ám tự líu lưỡi không ngớt. Kiếm quyết tử dạ liêu quang. Bạch thu y kiếm chỉ đông lại một cái, một kiếm vẽ ra. Chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu tím chuyển hiện hình bán nguyệt hình, dài đến trên trăm trượng. Trùng trùng điệp điệp giống như là biển gầm tuôn ra, dâng lên kinh khí càng làm cho mặt đất toái thạch không ngừng nổ tung. Hắc lôi, phá cho ta. Tần nhai gầm nhẹ một tiếng, bàng bạc đạo nguyên thôi động. Phối hợp trong cơ thể khủng bố khí huyết, một thương kích ra. Rực rỡ thương mang như là cỗ sao trổi xẹt qua, hung hăng đánh vào kiếm quang chi lên. Kiếm quang ầm ầm nhất bạo, lại bị ngạnh sinh sinh đánh bại. Siêu, một đạo thân ảnh phi lướt mà ra, như kinh hồng vậy xông qua năng lượng một đạo kiếm chỉ kích ra thẳng đến tần nhai đạo tâm nhưng tần nhai cũng là không lùi không tránh kim cương thần văn gia trí cứng rắn lay động kiếm chỉ cái này chỉ một cái trực tiếp xé mở bên ngoài kim cương thần văn lực lượng nửa cái đốt ngón tay trực tiếp đâm vào bên ngoài nhục thân nhưng bị cái kia cường hãn khí huyết chặn lại ở cái này chỉ một cái vẫn chưa trực tiếp bắn chúng chỗ yếu cái gì cái này nhục thân như thế cường đại Bạch Thu Y nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị. Nhưng này nhất chớp mắt sững sở thần, tần nhai cũng là nhếch miệng cười. Nắm tay đã như như đạn pháo đánh ra, Bạch Thu Y hơi biến sắc mặt, đạo nguyên thôi động. Hình thành một cái vòng bảo hộ, nhưng vòng bảo vệ này hình thành được vội vàng. Lực phòng ngự cũng không coi là bao nhiêu cường đại, bị một quyền này ngạnh sinh sinh đánh nát. Ngay sau đó, một không ai bằng cự lực tức thì tịch quyển Bạch Thu Y cả người trên, lên, xuống đưa hắn cấp hiên phi đi ra ngoài. Phanh, phanh, từng đạo huyết vụ nổ lên, bạch thu y xương cốt. Huyết nhục bị một quyền này cho đánh nát hơn phân nửa, tại hắn tâm thần rung động thời khác. Tần nhai thừa thắng sông lên, giờ thương lao ra, hủy diệt hắc lôi cuộn trào mãnh liệt mà ra. Dường như tàn bạo nhất mãnh thú vậy, hướng hắn nhào cắn đi, như muốn đưa hắn hoàn toàn xé nát. mươi 1576, phải chết hắc lôi bắt đầu khởi động hung hăng đánh vào bạch thu y thân lên chỉ nghe được hét thảm một tiếng âm thanh lập tức bạch thu y thân ảnh lại bị đánh bay ra ngoài đánh vào quang cháo lên cả người trên lên xuống đã mất hoàn hảo nơi ngoài lôi đài vây xem vũ giả không khỏi dùng mình một cái cái này bạch thu y lại như này không ăn thua gì không là tần nhai quá mạnh mẽ hỗn đàn Bạch Thu Y nổi giận gầm lên một tiếng, đạo nguyên thôi động, khôi phục nhục thân thương thế. Lập tức cái kia đôi quỷ dị hai chồng mắt đột nhiên toát ra hắc quang. Từng đợt tĩnh mịch ý theo hắn thân trên, lên, tràn ngập ra, giống như theo địa ngục mà tới. Ừm, tần nhai chán khẽ nhíu một chút, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị. Lập tức, hắn thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên. Tốc độ đúng là so với trước kia phải nhanh trên, lên, không chỉ gấp mấy lần xuất hiện ở tần nhai trước mặt kiếm chỉ đâm ra. Trường thương vừa tiếp xúc với, song phương mỗi bên tự đẩy lui. Ngay sau đó, Bạch Thu Y thân ảnh không ngừng lóe lên. Từng đạo hắc khí theo hắn thân trên lên, tiêu tán xuất hiện, đúng là nhường không đoán được. Vô cùng quỷ dị, xa chỗ xem cuộc chiến tử tiêu đạo cung đệ tử đều là vẻ mặt kích thích. Đây là Bạch sư huynh ảnh đồng a? ha ha có người nói bạch sư huynh ảnh đồng không gì sánh được cường đại thuộc về một loại thần niệm chi pháp một khi thi triển chiến lực sẽ gặp tăng vài lần cho dù là đối với trên lên vô lượng kỳ vũ giả cũng có thể thủ thắng cái này tần nhai tất bại không sai có thể để cho sư huynh sử dụng ảnh đồng hắn cũng không uổng tử tiêu đạo cung không xa chỗ hà phi hiên thanh tiết đám người nghe vậy không khỏi chán khẽ nhíu một chút nhìn trên lôi đài tần nhai có chút gánh yêu hắn có thể đối phó loại trạng thái này xuống bạch thu y sao một bên long giật lại là khinh thị cười hờ hững nói ra cái gì ảnh đồng chẳng qua một ít bất nhập lưu thủ đoạn đối với hắn không có ích lợi gì hắn nhìn tần nhai đúng là rất có lòng tin trong mấy người cũng chỉ có long giật có chút tinh tường tần nhai thực lực đang cùng theo thần điện điện chủ tu luyện trăm năm trong thời gian hắn từng không chỉ một lần cùng tần nhai đấu qua đối với đối phương một ít năng lực có hiểu biết như cái này ảnh đồng đúng như những thứ kia đạo cung đệ tử nói chính là một loại thần niệm công kích chi pháp như vậy đối với tần nhai mà nói liền không coi vào đâu thần niệm chi pháp sao tần nhai lại tựa như cảm nhận được cái gì khóe miệng hơi nhếch lên nhìn cái kia nhìn như tốc độ tăng nhiều không ngừng đang hoán đổi thân hình bạch thu y lắc đầu không phải của hắn tốc độ tăng nhiều mà là cái kia đôi quỷ dị con ngươi ảnh hưởng ta phán đoán trì hoãn phản ứng của ta tốc độ cho nên thoạt nhìn tốc độ của hắn mới hội dường như biến nhanh vậy có ý tứ hắn thần niệm thôi động tức thì che giấu cái kia con ngươi ảnh hưởng phải biết thần niệm chi pháp nhưng là chính mình nhất đại thủ đoạn đây đang ở bạch thu y tiếp tục công lúc tới tần nhai đã che giấu cái kia ảnh đồng ảnh hưởng chính xác bắt hắn lại chỗ trường thương nhắc tới giống như thần long rời bến vậy đánh ra thương mang quét ngang mà bạch thu y thấy thế không khỏi thất kinh thân ảnh đình trệ xuống đạo nguyên thôi động hóa thành chỉ một cái chỉ thương va chạm kinh khí tiêu tán bạch thu y rút lui mười mấy trượng làm sao có thể ngươi có thể che đậy ta ảnh đồng ảnh hưởng Bạch Thu y khuôn mặt sắc hơi đổi, có chút kinh hãi. Phải biết cái này ảnh đồng chính là hắn tu luyện nhiều năm mới thành tựu thần niệm công kích. Chi pháp coi như là vô lượng kỳ cường giả cũng không nhất định có thể che đậy. Nhưng Tần Nhai lại làm xong rồi. Ở liên tưởng đến Tần Nhai vừa rồi thi triển ra kim cương thần văn, tức thì minh bạch chút gì. Người cũng là một cái niệm giả, vẫn là thần văn sư. Nhưng là coi như là thần văn sư, Tần Nhai cũng bất quá là đạo vương có thể nào dễ dàng như vậy để Mikage đồng ảnh hưởng, cái này, kết quả này chuyện gì xảy ra? Bạch Thu Y khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lập tức chợt ngẩng đầu lên. Nhìn phía tần nhai trên trán huyết đồng, là cái này chỉ huyết đồng tác dụng. Không sai, nhất định là vậy huyết đồng, người mới có thể che đậy ảnh đồng ảnh hưởng. Tự cho là tìm được câu trả lời Bạch Thu Y đối với cái này huyết đồng không khỏi càng thêm khát vọng, mà Tần Nhai lộ ra một cái kinh ngạc, lập tức cũng không nghĩ giải thích. Kỳ thực, chân chính ngăn cản ảnh đồng ảnh hưởng cũng không phải là huyết đồng, mà là hắn, bản thân, bản thân hắn linh hồn thiên phú liền bất khả tư nghị. Đồng thời đối với các loại thần niệm chi pháp, hình như có chủng thiên nhiên sức chống cự vậy. Cái này ảnh đồng mặc dù là quỷ dị, có ở hắn linh hồn trước mặt, lại không phát huy ra mấy thành hiệu quả thêm trên, lên, tần nhai bản thân chính là niệm giả, tự nhiên càng thêm dễ dàng ngăn cản. Ảnh đồng vô dụng, nhưng ta không tin còn lại thần niệm chi pháp cũng vô dụng, hừ. Thần niệm bão táp, bạch thu y lạnh rên một tiếng, thần niệm điên cuồng dâng lên. Từng cổ một kinh người thần niệm lực lượng chợt chút xuống mà ra. Những thứ này thần niệm ở tần nhai quanh thân quanh quẩn như một cơn bão táp vậy. Cái này phong bạo, vô hình vô chất nhưng vô cùng kinh khủng như muốn đem tần nhai linh hồn cho như tê liệt nhưng tần nhai linh hồn bực nào sự cường hãn thêm trên lên hắn bố trí tiếp theo đạo thần niệm bình chướng cái này phong bạo tuy là cường đại nhưng đối với hắn cũng không nhiều đại tác dụng đùa bỡn thần niệm chi pháp sao a à hát đáng tiếc ngươi đụng trên lên ta tần nhai nhẹ giọng cười đạo nguyên ngưng ở chỉ nhọn chỉ thấy hắn ở trong hư không câu một đạo huyền diệu phù văn tức thì liền hiện ra thần văn xuất hiện sát na bốn phía như rơi vào lạnh thấu xương trời đông giá rét vậy từng đạo thái âm tinh thần lực theo tinh hải chung mà đến hư không lôi đài hàn khí điên cuồng tiêu tán qua chỗ đều là ngưng kết ra vô số lớp băng mọi người thấy thế không khỏi dùng mình một cái cho dù là ở lôi đài bên ngoài bọn họ vẫn có thể cảm nhận được hàn khí trong cường liệt tựa như muốn đông lại thiên địa vạn vật hóa thành băng tiết thế giới vậy tại này cổ lực lượng xuống bạch thu y thi triển ra thần niệm bão táp đúng là bị đóng kết. tan dã bạch thu y không khỏi tâm thần rung động không gì sánh được hoảng sợ liền thần niệm công kích đều đông lại tan dã hàn khí này lại như vậy cường đại đây là thần văn thật là mạnh thần văn ngươi ngươi lại có cái này chờ tiệt chiêu bạch thu y sợ hãi không thôi đúng là lảo đảo rút lui mấy trượng mà vây xem các võ giả cũng đầy là chấn động lay động thần văn, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại thần văn. Thái âm chi lực hội tụ thần văn cuối cùng hình thành. Hóa thành một đạo phô thiên cái địa hàn lưu, chút xuống mà ra. Lại tựa như đem thiên địa hết thảy đều đóng băng vậy. Không, không, nổi giận gầm lên một tiếng, bạch thu y thôi động đạo nguyên, ngừng ở kiếm chỉ. Chỉ một cái rơi xuống, hóa thành tràn trề kiếm khí, hướng cái kia trường hạ ầm ầm chém ra kiếm khí chém về phía hàn lưu nhưng bị từng khúc ngưng kết cuối cùng phá toái bạch thu y cuối cùng bị cái này hàn lưu hoàn toàn bao trùm toàn bộ lôi đài vẻn vẹn trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh băng tinh nơi liền cái kia vô kiên bất tồi lồng ánh sáng màu tím cũng bị một tầng băng xương thật mỏng bao trùm mà ở trong võ đài gian một cái nhân hình tượng băng xúc lập cái này tượng băng trông rất sống động khuôn mặt sắc còn tràn đầy hoảng sợ thần sắc Tần nhai chậm rãi đi lên, đấm ra một quyền. Phanh một cái tượng băng nổ tung, hóa thành vô số băng tinh tản mát. Mà một viên đạo tâm cũng bị đánh văng ra ngoài, lăn dưới đất lên. Lập tức một hồi đạo nguyên thôi động, bạch thu y thân ảnh cư nhiên lần nữa ngưng tụ ra. Chỉ bất quá bây giờ chính hắn run lẩy bẩy, khí tức quẻ oải, nhãn trung tràn đầy sợ hãi màu sắc. Ừm, không chết, tần nhai chán cau lại, có chút kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến, Thái Âm Thần Văn mặc dù không có toàn lực thôi động, nhưng là đủ để giết chết Bạch Thu Y, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên không chết. Là cái này kết giới lực lượng sao? Tần Nhai nhìn bốn phía này lồng ánh sáng màu tím, lộ ra một cái hiểu rõ. Nhưng trên người sát ý chợt bạo nổ phát, kết giới thì như thế nào, Bạch Thu Y phải chết. Chương 1577, nhưng có quy định, phải chết tần nhai mâu quang trung nổ bắn ra sâm lãnh sát ý làm cho bạch thu y không khỏi dùng mình một cái hắn này thì thậm chí cảm giác mình lại tựa như đã tử vong vậy hắn muốn giết ta hắn đánh bại ta còn chưa đủ còn muốn giết ta bạch thu y trong lòng kinh sợ giống giận khắp khuôn mặt là khủng hoảng thần sắc nhưng hắn vừa rồi chịu đến thái âm thần văn công kích mặc dù ở kết giới lực lượng bảo hộ xuống không có chết đi nhưng một thân đạo nguyên cũng còn dư lại không có mấy thêm trên lên hắn cái này bức nhục thân thụ hàn khí ăn mòn nhất thì khó có thể nhúc nhích này lúc lại như thịt cá trên thớt gỗ đảm nhiệm tần nhai xâm lược hạ hạo thù ta thay hắn báo tần nhai đạm mạc mở miệng lại là vì bằng hữu thù bạch thu y nghe vậy trong lòng hối hận không thôi nếu không phải hắn trước đây vì một điểm bộ mặt mà dắt tội hạ hạo chính mình này thời gian cũng không gặp mặt lâm tử vong uy hiếp. Nhưng này hết thảy đều đã không kịp. Làm, liền phải trả giá thật lớn. Không nên, ta có thể hướng hạ hạo bồi tội. Ta cũng có thể hướng ngươi làm ra bồi thường, ngươi muốn cái gì? Tạo hóa chân bảo vẫn là thiên kỹ năng, bằng vào ta ở đạo cung thân phận, cũng có thể lấy được. Hơn nữa ta là đạo cung nhị trưởng lão đệ tử, ngươi nếu như nếu như giết ta sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không bỏ qua hạ hạo. Nghe nói như thế, tần nhai không khỏi cước bộ một trận. Bạch Thu Y lấy vị uy hiếp của mình có hiệu quả, không khỏi hai mắt tả sáng. Trong lòng cũng có chút sức mạnh, nói, hạ hạo làm ta đạo cung đệ tử, lại là ngươi bằng hữu Ngươi giết ta, hắn cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng ta không giết ngươi, hắn hội càng không dễ quá. Tần nhai tinh tường, Bạch Thu Y lòng dạ quá mức hẹp chỉ là trước đây ném một ít bộ mặt liền suýt nữa làm cho hạ hạo mất đi tính mệnh bây giờ bị hắn trước mặt mọi người đánh bại coi như hắn không giết hắn khi hắn trở lại đạo cung về sau cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua hạ hạo chẳng bằng ở này đưa hắn ngay tại chỗ giết chết nhất niệm tới đây sát ý trong lòng càng là không chút kiêng kỵ nào một trưởng đánh ra hủy diệt trưởng khí như hồng thủy vậy đem bạch thu y nhục thân cho chớt đánh tan, nhưng lập tức theo trong kết giới tràn ra một tia tử sắc năng lượng. Vướng víu ở bạch thu y đạo tâm chi lên, hình thành một cái phòng ngự. Đem thừa ra trưởng khí cho cản lại, ngân bào vũ giả thấy thế, không khỏi cả kinh. Tần nhai, ngươi muốn làm gì? Ngân bào vũ giả hướng tần nhai phẫn nộ quát, ngươi muốn giết hắn sao? Phải thì như thế nào? Nghe nói như thế, rất nhiều võ giả sắc mặt đại biến không nghĩ tới tần nhai lại như này cả gan làm loạn. Tại nhiều như vậy vô lượng kỳ cường giả trước mặt, dám hành hung. Giết chết đạo vương bảng thứ ba bạch thu y. Ghê tởm, dừng tay. Một cái ngân bào vũ giả quát lạnh một tiếng, hướng tần nhai đánh tới. Nhưng tần nhai lại ngay cả đầu cũng không chuyển, tay trái tay phải đều xuất hiện. Nhanh chóng câu thần văn, tức thịt thái dương. Thái âm lưỡng đạo thần văn ở trong hư không di chuyển hiện phát hiện thần văn oai, ngân bào vũ giả sắc mặt đại biến. Trong cơ thể hắn đạo nguyên chợt thôi động, thậm chí lấy ra một cái xanh đồng thiết khiên để che ở trước mặt. Khi hắn làm xong đây hết thảy về sau, thái âm thần văn toát ra một hồi hào quang óng ánh. Khắp nơi trời giá rét lưu, phô thiên cái địa tịch quyển mà ra. Hàn lưu quyển ra, băng phong thiên địa tất cả. Ngân bào vũ giả trên tay thiết thuẫn cũng chợt chấn động một quang cháo nhanh chóng hình thành, ngăn cản cái này hàn lưu, có thể tức thì tựa như đây. Ở nơi này khủng bố hàn lưu xuống, vẫn là không ngừng ngưng kết xuất ra đạo đạo băng xương. Trốn thiết thuẫn sau lưng ngân bào vũ giả càng là khổ không thể tả. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng, đau khổ trống. Vừa rồi nhìn thấy cái này hàn lưu thì liền đã cảm thấy bên ngoài thập phần kinh khủng. Bây giờ tự thân thể nghiệm mới biết được vẫn là đánh giá thấp kỳ lực lượng dùng thái âm thần văn ngăn trở ngân bào vũ giả về sau. Tần nhai tay phải câu thái dương thần vân cũng nhanh chóng thành hình. Một trí dương trí cương cường hãn chùm tia sáng bạo nổ phát. Thẳng bắn về phía cái kia lôi đài lên, bạch thu y đạo tâm. Đạo tâm ở trên kết giới lực bạo nổ phát. Đem thái dương thần vân lực lượng cho ngăn cách tại ngoại. Có thể tần nhai đạo nguyên thôi động thần văn lực lượng lần nữa tăng cường dù là kết giới lực không ai bằng cường hãn, cũng cuối cùng khó ngăn cản thần văn lực. Răng rắc, răng rắc, kết giới lực từng khúc dạn, hóa thành khắp nơi thiên quang điểm tiêu tán. Mà Thái Dương thần vân, đem bạch thu y đạo tâm hoàn toàn bao trùm. Chỉ nghe thấy một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ truyền ra, bạch thu y. Triệt đề vẫn lạc, hết thảy vũ giả đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người đạo vương bảng cử hành đã bao lâu nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy tình. Một cái xếp hàng thứ hai đạo vương lại bị ngạnh sinh sinh oanh sát. Không chỉ có như đây, trí cường chiến người chủ trì nhưng lại không có pháp ngăn cản. Cái này tần nhai, quá biến thái. Bạch Thu y cũng quá xui xẻo, không tìm đường chết thì không phải chết đi khiêu chiến tên biến. Thái này, một lời không hợp đã bị đánh giết, đây tột cùng là chuyện gì? mọi người nghị luận ầm ỉ đều có chút kinh nghi dưới cái nhìn của bọn họ tần nhai danh liệt đạo vương bảng thứ hai đánh bại bạch thu y là được không cần phải tiêu diệt đi dẫn tới mọi người phản cảm mới được cái này phải là bao nhiêu thù hận a à? rất nhanh bạch thu y bởi vì một điểm bộ mặt mà ức hiếp tần nhai bản thân hạ hạo chuyện tình liền truyền ra rất nhiều vũ giả cũng vì vậy mà bừng tỉnh đại ngộ Trách không được Tần Nhai muốn giết hắn, nguyên lai là có cái này nguyên nhân đây. Tấm tắc thân là Tử Tiêu Đạo Cung tối cường đạo vương, nhưng lòng dạ lại như này hẹp. Cũng không tính là bị chết oan uổng, chỉ có thể nói gieo gió gặt bão. Nhưng thật ra cái này Tần Nhai thật can đảm sắc a, à, vì một cái hạ hạo. Dám giết chết Bạch Thu Y, xem như là cùng Tử Tiêu Đạo Cung triệt để kết hạ lương tử. Bản thân hắn cũng là vạn giới thần điện người, đạo cung cường thịnh trở lại cũng phải cố kỵ lực lượng thần điện chỉ cần tần nhai vẫn là người của thần điện cái kia đạo cung liền không dám hành động thiếu suy nghĩ a à. cái này bạch thu y xem như là chết vô ích mọi người nghị luận ầm ỉ, một ít cái từ tiêu đạo cung đệ tử tắc thì khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm tần nhai hận không thể đem bên ngoài thiên đao vạn quả trong đám người hạ hạo cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại cũng cảm động tần nhai người lớn mật còn lại ngân bào vũ giả thấy bạch thu y vẫn lạc về sau, thân ảnh khẽ động. Đem tần nhai cho bao vây lại, vô lượng cảnh giới khí thế, chợt bạo phát. Mà ở này cổ khí thế kinh khủng trước mặt. Tần nhai liền như nhất diệp đang cuộn trào mãnh liệt chảy xiết chung không ngừng bồng bềnh. Thuyền nhỏ vậy, lúc nào cũng có thể chìm nghìm. Chí cường chiến, nhưng có quy định không thể giết người. Tần nhai cầm thương mà đứng, đạm mạc mở miệng một câu nói liền hỏi được những thứ này ngân bào vũ giả á khẩu không trả lời được những năm gần đây trí cường chiến đều do bọn họ chủ trì có trọng trọng bảo hộ tống xuống cơ bản trên lên không có xuất hiện thương vong nhưng cũng không có quy định nói không thể giết người cho nên nói tần nhai hành động này cũng không có trái với trí cường chiến quy củ chỉ có thể nói bọn họ làm ra phòng hộ còn chưa đủ cường đại đã không có quy định vậy các ngươi hành động này lại là có ý gì tần nhai một tiếng quát lạnh mâu quang đảo qua chư vị ngân bào vũ giả cho dù là đối mặt cái này vô lượng kỳ cường giả vẫn là không sợ hãi tần nhai ngươi hạ thủ không khỏi quá mức độc ác một cái trong đó ngân bào vũ giả trầm mặc hồi lâu nhất rồi nói ra nhưng tần nhai cũng là cười nhạt nói độc ác Người nào võ giả trong tay không có dính chút máu tinh, hắn chết ở trong tay ta. Chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người, làm sao có thể nói ta độc ác. Uổng các ngươi còn tu luyện tới phần này lên. Ngươi, cuồng vọng, một cái ngân bào vũ giả quát lạnh một tiếng, trong cơn giận dữ. Nhưng này lúc một đạo thân ảnh kèm theo khí thế kinh khủng đạp khoảng không mà tới. Hắn nói không sai. Chương 1578, kỳ phùng địch thủ hắn nói không sai một đạo thân ảnh màu tím nhanh như lưu tinh trong nháy mắt liền tới đến chiến trường một tràn trề khí thế tịch quyển mà ra mấy vị ngân bào vũ giả nhìn thấy người đến không khỏi đồng tử hơi co lại đúng đúng tam thiếu chủ tam thiếu tới vài cái ngân bào vũ giả trong lòng khiếp sợ nhưng khuôn mặt trên lên lại bất động tiếng sắc mà tử minh tiếp tục nói đã cái này chí cường chiến không có nói rõ không cho phép sát nhân Vậy hắn làm tất cả liền chưa từng có sai, các ngươi có ý thấy sao?" Tử Minh mâu quang quét về phía vài cái ngân bào vũ giả, đạm mạc mở miệng. Mấy người bị hắn như thế vừa nhìn, tâm thần dùng mình. Không có ý kiến, ngươi đều lên tiếng, chúng ta sao dám có thành kiến?" Một cái trong đó ngân bào vũ giả nói, đích xác. Chí cường chiến trung đích xác không có quy định nói rõ không thể lấy tánh mạng người ta. Như vậy, chí cường chiến tiếp tục Nói xong, vài cái ngân bào vũ giả liền lui trí cao trống rỗng. Mà bốn phía vũ giả thấy thế, ám tự kinh ngạc. Xem ra cái này Tử Minh Lai Lịch thân phận không đơn giản a. À? Lại có thể bằng vào nói ba xạo để những thứ này chí cường chiến chủ chỉ người nhượng bộ. Mọi người ám tự suy đoán, lại nghĩ không ra kỳ lai lịch dồn dập thôi. Mà những thứ kia từ Tiêu Đạo cung các đệ tử tức giận đến xanh mặt được rồi lần trước chưa xong chi chiến cũng nên tiếp tục tử minh nhìn phía tần nhai đạm mạc mở miệng nói người mới vừa trải qua một trận đại chiến người trước nghỉ chỉnh một phen miễn cho bị người khác nói ta thắng không anh hùng được tần nhai gật đầu cũng không cự tuyệt hắn biết tử minh tuyệt không phải là bạch thu y có thể so cùng cái này chờ yêu nghiệt giao thủ nhất định phải bảo trì toàn thịnh tư thế nếu không thì gặp nhiều thua thiệt Tần nhai khoanh chân mà ngồi, lấy ra đan dược phục xuống, bắt đầu tĩnh dưỡng. Mà còn lại đạo vương, cũng bắt đầu tự do của bọn hắn khiêu chiến thi đấu. Khắp nơi xuất thủ, các hiển thần uy. Hà Phi Hiên càng là trực tiếp tìm lên một cái tử tiêu đạo cung đệ tử, mở miệng khiêu chiến. Mà cái kia người, chính là ngày xưa một mạch ức hiếp hạ hạo vũ giả. Hạ huynh, xem ta vì ngươi hết giận. Cười ha ha một tiếng, Hà Phi Hiên lướt lên lôi đài song phương một phen kịch chiến mà sau Hà Phi Hiên lấy trọng thương đại giới thủ thắng. Mà kiếm phong thân là trí cường bảng thứ 12, cũng đụng phải không thiếu võ giả khiêu chiến nhưng từ đầu đến cuối. Hắn đều chỉ điểm một kiếm là xong kết chiến đấu. Chiến lực mạnh làm cho lòng giật cũng không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ bất quá, lòng giật thân là đạo vương bảng thứ tư mà kiếm phong xếp hạng 12 tên. Gặp phải khiêu chiến của hắn thời điểm cũng là có quyền cự tuyệt bất luận long giật như thế nào lấy ngôn ngữ tương kích đều không làm nên chuyện gì không có gì ngoài mấy cái này nổi bật nhất tồn tại bên ngoài còn lại đạo vương cũng có không thiếu xem chút nhất là ra từ cái này chút đạo vực nhất cường thế lực đạo vương nhóm chiến lực cũng không có quá đại khác biệt tranh đấu được cực kỳ kịch liệt có thể vô luận như thế nào tranh đoạt không ít người ánh mắt ngẫu nhiên vẫn sẽ hướng tần nhai tử minh hai người nhìn lại rất sợ hội bỏ qua hai người này quyết chiến bọn họ minh bạch hai người này mới là lần này chí cường chiến lớn nhất xem chút hai cái này vũ giả đều là ở chư thiên vạn giới trung danh không thấy kinh truyền tồn tại nhưng tại lần này chí cường chiến trung thu được đệ nhất đệ nhị thứ tự chiến lực đến tột cùng cao thâm đến bực nào chỗ còn không người nào biết hai người này đến tột cùng ai mới là số một vô số vũ giả mong mỏi cùng trông mong trong lòng vô cùng chờ mong theo thời gian đưa đẩy tần nhai trạng thái cũng dần dần khôi phục được đỉnh phong tiêu chuẩn hắn chậm rãi đứng dậy ngừng mắt nhìn cách đó không xa tử minh trường thương chỉ xéo trước nay chưa có chiến ý ở trong người dân tới đánh đi trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền vang vọng hư không trong lúc nhất thời hết thảy vũ giả đều là nhìn phía hắn trí cường chi quyết rốt cục bắt đầu rồi sao? Mà tử minh nghe vậy, khóe miệng vi kiều, từng luồng tử quang tại hắn chỉ nhọn ngưng tụ. Lan ra kéo dài, một khẩu tử tinh trường kiếm huyền phù, lạnh thấu xương kiếm ý tràn ngập. Đến đây đi, ngôn ngữ rơi, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới lôi đài lên. Lần này trí cường chiến trung cường hãn nhất hai người, chính diện đối quyết. Còn chưa giao thủ, vô hình kia trung va chạm khí thế liền đã cuốn lên bốn phương tám hướng vô số vũ giả, đều là tâm thần khẽ chấn động. Trước tiếp ta đây một kiếm đi. Khẽ quát một tiếng, tử minh nhảy tới trước một bước, vô biên kiếm ý đột nhiên chút xuống mà ra. Kiếm khí đầy trời dường như sóng chiều vậy, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng tần nhai vọt tới. Mà tần nhai cũng không yếu thế chút nào, không gian chi lực toàn lực bạo nổ phát. Kiếm khí, không gian chi lực. Hai cổ năng lượng va chạm làm cho bốn phía hư không cũng vì đó vặn vẹo uy thế kinh người, không ngừng đánh thẳng vào toàn bộ lôi đài. Từng đạo vết rách nhanh chóng lan ra kéo dài đi ra ngoài, liền còn như mạng nhện, rậm rạp. Răng khắp nơi, vô số phá toái khối đá, càng là như như đạn pháo tản ra đi ra ngoài. Lồng ánh sáng không ngừng nổi lên rung động, một vòng tiếp lấy một vòng. Chỉ là do xét tính va chạm liền đã làm cho vô số đạo vương trở nên kinh hãi vậy có thể lượng xé rách coi như là đứng đầu nhất thiên tôn cũng khó mà tới gần a hai cái này đạo vương chiến lực lại hội cường hãn tới mức này khó có thể tin đây mới thật sự là yêu nghiệt a cao khoảng không lên mấy vị ngân bào vũ giả thì thào nói nhỏ vẻ mặt thán phục xa chỗ đồng dạng có mấy cái kim bào lão giả mật thiết chú ý cuộc chiến đấu này bọn họ trong lòng biết chiến đấu này liên lụy không chỉ có riêng là đạo vương bảng đệ nhất đơn giản như vậy cái này sau lưng nhưng là hai vị vô thượng tồn tại so đấu tam thiếu chủ có thể thắng sao không biết một cái trong đó lão giả lắc đầu giống như chúng ta không biết cái này tần nhai đến tột cùng ẩn tàng rồi nắm chắc bao nhiêu bài vậy chúng ta đồng dạng không tinh tường thiếu chủ năng lực mạnh bao nhiêu loại này yêu nghiệt chiến đấu đã không phải chúng ta có thể phỏng đoán tất cả chỉ có thể xem bọn hắn đúng vậy a à vài cái kim bào lão giả nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, rất sợ bỏ qua cái gì tỉ mỉ. Phanh, phanh, không gian chi lực cùng kiếm khí không ngừng va chạm, nổ tung hư không? Ngay sau đó, hai người động, tần nhai thân như lưu tinh, trường thương ở tay. Trực tiếp đột phá cái này cuồng bạo năng lượng loạn lưu, đi tới tử minh trước mặt. Đâm ra một thương như dao long ra biển. Mà tử minh tử tinh trường kiếm ở tay, hướng trên, lên, nhất trèo, trực kích trường thương leng keng. Binh khí giao tiếp như sấm sét nổ vang vậy, từng vòng như như thực chất âm ba khoách tán. Cuồng bạo kinh khí càng giống như nhất hung tàn như dã thú lôi xé không khí bốn phía. Trong hư không, từng đạo vết nứt không gian lan ra kéo dài. Một kích không được tần nhai trường thương nhất chuyển, lần nữa công ra. Tử Minh cũng không tỏ ra yếu kém, tinh diệu kiếm pháp thi triển. Leng keng, leng keng, leng keng lưỡi mát tiếng như mưa rơi chuối tây vậy liên miên bất tuyệt hai người chỉ là trong một cái hít thở binh khí liền đã va chạm không trên dưới ngàn lần kiếm thương phẳng phất thành thân thể hai người kéo dài vậy rơi trong lúc đó nước chảy mây trôi hàng vạn hàng nghìn kinh khí ở hai người chu vi điên cuồng vũ động hoàn toàn mới binh khí vũ đấu thấy mọi người thán phục liên tục thật mạnh hai người này chiến đấu căn bản cũng không xem như là đạo vương coi như là vô lượng kỳ cường giả cũng bất quá cũng như vậy thôi tấm tác đây mới là yêu nghiệt a à. hai cái ở chư thiên vạn giới trung danh không thấy kinh truyền nhân vật có thể ở nơi này thiên kiêu hội tụ trí cường chiến trung rút ra thứ nhất a hát lợi hại khẩn trương kích thích một hồi binh khí chiến về sau tần nhai tử minh hai người mỗi bên tự đẩy lui song phương khí thế lần nữa leo thang giống như như gió bão va chạm Ngươi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. À, tử Minh Nhãn trung tràn đầy kích thích. Đó là một loại kỳ phùng địch thủ kích thích. Chương 1579, yêu nghiệt chi chiến. Tần Nhai, Tử Minh. Hai người kỳ phùng địch thủ, tình hình chiến đấu nhất thì vô cùng lo lắng. Khí thế điên cuồng leo thăng thời khắc, chuẩn bị càng vòng trước giao phong. Tần Nhai cái chán giữa huyết đồng đã hoàn toàn mở ra. Bốn phía hắc sắc lôi đình điên cuồng bắt đầu khởi động ở áp xúc tại hắn phương viên trong vòng 10 trượng, vô cùng kinh người. Tử hà vạn dạm, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, khắp nơi thiên tử sắc thần quang lưu truyền. Từng đạo màu tím kinh khí tiêu tán, ở tử minh quanh thân đan vào, xa hoa. Mỹ lệ không gì sánh được, giống như miên kéo dài vạn dặm vậy, kinh sợ tâm hồn. Lập tức tử minh một kiếm kích ra. Mênh mông cuồn cuộn một kiếm, rực rỡ vạn phần tần nhai hắc lôi giường như chịu đến nào đó đáng sợ uy hiếp vậy, điên cuồng nhảy động đứng lên. Không ngừng kích ra, hắc lôi như mãng xà cường hãn tuyệt luân. Phanh, phanh, cùng kiếm quang va chạm, không ngừng nổ tung, có thể kia kiếm quang thật sự là vô cùng lợi hại. Trải qua vô số hắc lôi oanh tạc nhưng chỉ là suy yếu 5 phần 10. Còn dư lại 5 phần 10 sức mạnh to lớn, hướng hắn cuốn tới. Một kiếm, chợt chém ở hắc lôi chi lên tần nhai phương viên mười trượng hắc lôi hình thành một đạo bình chướng vậy. Không ngừng chống cự lại kia kiếm quang xâm nhập mười trượng, chín trượng, sáu trượng, ba trượng, rốt cục ở xâm nhập hắc lôi nhất sau một trượng về sau, bị triệt để tan rã. Hả, đỡ được, tử minh lộ ra một cái kinh dị. Người kiếm còn chưa đủ mạnh đây. Tần nhai nhếch miệng cười, hắc lôi hướng tử minh vọt tới trong sát na, liền phong tòa tử minh tất cả ngõ ngách ở vào hắc lôi vây quanh tử minh. Giống như nhất diệp không giúp thuyền con vậy, lúc nào cũng có thể sẽ lật. Là... Như vậy một kiếm đây. Đang ở này lúc đạm mạc ngôn ngữ chợt vang lên. Không ai bằng kiếm ý, mênh mông cuồn cuộn sông lên thiên không, chấn động lay động bát phương. Mà tần nhai tản mát ra hắc lôi còn không có tiếp xúc được tử minh liền giống như va chạm vào nắng gắt tàn tuyết vậy, từng tấc từng tấc tan dã tan dã, vẻn vẹn trong thời gian ngắn liền hoàn toàn tán loạn. cái gì? tần nhai đồng tử hơi co lại, có chút kinh ngạc. này lúc tử minh một tay giơ lên thật cao, tử quang lưu truyền, theo tay hắn hướng trên lên khoảng không đan vào hội tụ, hình thành một khẩu trên trăm trượng kiếm ảnh, kiếm ảnh giống như như thực chất tản mát ra kinh khủng kiếm ý kiếm ý kia không gì sánh được mênh mông cuồn cuộn càng tản ra một giống như đế vương một dạng uy thế quan sát thiên địa ở nơi này một kiếm xuống tần nhai lại tựa như nhỏ bé như con kiến hôi thật là mạnh một kiếm bốn phía vũ giả thấy thế không khỏi kinh hô thành tiếng theo lấy tử minh cấp dưới triệu cuồng thấy thế không khỏi cười ha ha một tiếng nói đây là tử hoàng kiếm kiếm này vừa ra liền giống như hoàng giả đích thân tới tử hoàng kiếm địa giai thiên kỹ năng có thể tìm hiểu người lác đác không có mấy càng chưa nói lấy đạo vương chi tu vi thi triển ra tử minh thiên phú thật là không giống bình thường xa xa xem cuộc chiến kim bào vũ giả cũng không khỏi ngược lại rút ra khẩu lãnh khí thái dương thần vân trong lòng biết kiếm này uy lực cường đại tần nhai không dám khinh thường đạo nguyên ngưng ở chỉ nhọn câu thần văn mênh mông tinh hải trong thái dương tinh thần lực vượt qua thế giới vọt tới, không ngừng ngưng tụ ở thần văn lên, nở rộ sáng trói ánh sáng huy. Nóng rực thái dương chi lực thậm chí vặn vẹo hư không? Để cho ta nhìn, ngươi thần văn cường hãn đến trình độ nào đi. Tử minh cao giọng nhất quát uống, cái kia trăm trượng kiếm ảnh chợt chém xuống. Kiếm ảnh rơi, như hoàng giả đích thân tới, chấn thiên hám địa. Mà thái dương thần vân lực cũng tích xúc đến rồi cực hạn hóa thành một đạo nóng rực vô cùng chùm tia sáng, hướng kiếm ảnh oanh khứ. Hai cổ vô cùng mênh mông lực lượng ầm ầm đụng vào nhau, khủng bố trùng kích. Trùng trùng điệp điệp quyển đi ra ngoài. Ở nơi này trùng kích xuống, lôi đài lồng ánh sáng màu tím trong nháy mắt kịch liệt chấn động. Đứng lên, rất nhanh, từng đạo vết sách dần dần nổi lên, rậm rạp chẳng chịt. Theo vết sách trung tiêu tán ra kinh khí, hướng trong đám người quét ra đi. Một ít né tránh không kịp không may vũ giả, trong thời gian ngắn liền nổ lên. Lui, mau lui lại. Hai tên khốn kiếp này giao chiến lực lượng lại có thể đột phá lôi đài kết giới phòng ngự. Biến thái, thực sự quá biến thái, nhanh lên một chút né tránh. Tê, mọi người nhìn cái kia dần dần cầm cự không nổi kết giới, chấn động lay động không ngớt. Đây vẫn chỉ là một ít giật tản ra ngoài năng lượng mà thôi. Nếu như ở vào trung tâm năng lượng trùng kích xuống, vô lượng vũ giả cũng không nhất định có thể sống a à. hai người này thật sự là thật là đáng sợ không được nhanh ngăn cản xuống vài cái ngân bào vũ giả sắc mặt đại biến tức thì lựa chọn hành động chỉ thấy bọn họ mỗi bên tự rước ra một khẩu tiểu kiếm đạo nguyên thôi động những thứ này tiểu kiếm tức thì ở bốn phía lơ lửng một huyền diệu lực lượng đem bên ngoài liên tiếp một cái cùng lôi đài kết giới tương tự nhưng mạnh hơn kết giới hình thành ở nơi này tiểu kiếm kết giới hình thành sát na cái kia lôi đài kết giới cũng rốt cục không nhịn được hóa thành khắp nơi thiên quang điểm phá toái kinh khủng năng lượng trùng kích tiếp tục lan ra kéo dài đi ra ngoài hung hăng đụng vào tiểu kiếm ngưng tụ kết giới lên năng lượng đụng vào kết giới sát na vài cái ngân bài võ giả thân thể hơi chấn động một chút tựa như chịu đến lớn lao trùng kích vậy khuôn mặt sắc đều có chút hiện lên bạch hai cái này yêu nghiệt thật là đáng sợ. Cái này chiến lực không thua kém gì một ít đứng đầu vô lượng cảnh. Wow, cái này từ kiếm kết giới chẳng lẽ cũng nhịn không được đi. Cái này từ kiếm kết giới bị này cổ năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào. Trong lúc mơ hồ lại có chút vặn vẹo thấy vài cái ngân bào vũ giả có chút kinh hồn táng đảm. Này lúc cách đó không xa vài cái ngân bào vũ giả đạo nguyên thôi động. Đem bốn phía lôi đài hấp dẫn qua đây, hình thành một vòng tròn, đem kết giới vây quanh. Kể từ đó, hai trọng phòng ngự cuối cùng cũng làm cho bọn họ có chút an tâm. Phanh, phanh, Thái Dương chi lực cùng tử hoàng kiếm khí cái này hai cổ năng lượng không ngừng nổ tung. Nhất sau dần dần tiêu tán, mọi người ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy hai bóng người đứng sừng sững. Chỉ bất quá, hai người này bây giờ tình trạng cũng không quá tốt tử minh cả người trên, lên, xuống, máu me đầm điệp, cơ hồ không có nhất chỗ hết tốt địa phương. Vết thương kia, còn tản ra trận trận hắc khí, giống như là bị đốt trọi vậy. Thoạt nhìn không gì sánh được kinh người, mà tần nhai cũng không tốt gì. Thân trên, lên, đầy từng đường vết kiếm, có lớn có nhỏ, rậm rạp chằng chịt. Hai người này, ở tiệt chiêu va chạm xuống, ai cũng không chiếm được tốt gì. Tần nhai, tử minh trong cơ thể hai người đạo nguyên điên cuồng thôi động không ngừng khôi phục thương thế, khôi phục thương thế đồng thời. Tử Minh càng là trường kiếm nắm chắc, từng đạo kiếm khí không ngừng bắn nhanh mà ra. Tần Nhai cũng giống như vậy, hắc lôi dũng động, gầm thét tê liệt hư không đi. Đúng là lập tức lại giao phong. Loại cường độ này giao chiến, thấy mọi người nuốt nước miếng một cái. Hai người này, bên ngoài yêu nghiệt trình độ hoàn toàn với hắn nhóm không phải đồng đẳng cấp cùng hai người này so với, bọn họ liền cùng người thường không có lưỡng dạng. Hai gia hỏa này, từ đâu xuất hiện? Quái vật A, à, ở như vậy năng lượng trùng kích xuống, lại còn có thể còn sống. Hơn nữa thi triển như vậy công kích về sau. Bên trong cơ thể của bọn họ đạo nguyên lại như trước tràn đầy không gì sánh được. Thoạt nhìn giống như không có tiêu hao nhiều thiếu vậy. Tấm tắc, hai người này tu luyện đạo công không phải bình thường A. À? hai đại chí cường yêu nghiệt vẫn còn ở điên cuồng giao chiến phảng phất mới vừa khủng bố năng lượng va chạm càng thêm kích khởi chiến ý trong lòng bọn họ vậy giao thủ mãnh liệt trình độ lại còn hơn hồi nãy nữa mạnh mẽ trên lên mấy phần thấy mọi người tại đây sợ hết hồn hết vía thiếu chủ tu luyện đạo công chính là thần vương thân truyền lại đã tu luyện đến đại viên mãn tình trạng cái này tần nhai tu luyện đạo công có thể cùng bên ngoài bất phân cao thấp, người này trên người con bài chưa lật. Quả nhiên không thiếu, xa chỗ xem cuộc chiến kim bào vũ giả thấy thế, ám tự kinh ngạc. Đối với trận chiến này có chút gánh yêu. Thiếu chủ thật có thể thủ thắng sao? mươi 1580, tử minh ra tay toàn lực. Chiến, chiến, chiến. Vang dội nóng rực chiến hỏa còn đang thiêu đốt lấy. Tần nhai cùng tử minh chiến đấu cũng dần dần tiến nhập giai đoạn ác liệt mà lúc này đây bọn họ chỗ ở lôi đài sớm đã hóa thành một đống toái thạch tán lạc tại kết giới phía trên phải biết cái này lôi đài sử dụng chất liệu hết sức đặc thù coi như là thiên tôn cũng chưa chắc có thể tổn thương bên ngoài mảy may có thể lúc này lại là hóa thành một đống mảnh nhỏ tần nhai hai người tạo thành lực phá hoại chi lớn có thể tưởng tượng được khủng bố đáng sợ tột cùng tử hoàng kiếm tử minh kiếm ý bạo nổ phát lần nữa thi triển địa giai thiên kỹ năng tử hoàng kiếm mà tần nhai thần văn câu thái âm thần văn bạo nổ phát khắp nơi trời giá rét lưu đón cái kia kiếm ảnh oanh khứ chỉ thấy cái kia kiếm ảnh từng khúc bị ngưng kết thành băng theo sau nổ tung vô số khối băng dường như như đạn pháo không ngừng bay vụt mà ra tần nhai tử minh đều là bị lan đến gần bị chút tổn thương nhưng tần nhai nhục thân cường hãn, rất nhanh liền khôi phục lại. Này lúc ngay sau đó thái âm thần văn chi về sau. Tần nhai tay kia vẽ ra tới thái dương thần vân cũng đã thành hình, tốc độ cực nhanh. Làm cho tử minh không khỏi đồng tử hơi co lại. Muốn tái ngưng tụ tử hoàng kiếm cũng là chậm một bước. Thái dương chi lực hình thành chùm tia sáng, chợt đánh ra. Siêu, sáng chói ánh sáng trụ tản ra không gì sánh được nhiệt độ nóng bỏng như muốn phá hủy thế gian tất cả vậy, hướng tử minh thân thể oanh khứ. Tử minh tới không kịp trốn tránh, vô số tử khí tiêu tán đến. Tại hắn phía trước hình thành từng đạo phòng ngự vòng bảo hộ. Thế nhưng cái này trong lúc vội vàng ngưng tụ ra vòng bảo hộ. Há có thể ngăn cản cái này thái dương thần vân uy lực vừa đối mặt công phu. Phía trước 10 đạo quang cháo cơ hồ là đồng thời nổ tung ra. Dường như giấy mỏng vậy bị buông lỏng sỏ xuyên qua. Phía sau mấy đạo quang cháo cũng không đỡ được. Ở nơi này tia sáng mặt trời tới người sát na, Tử Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Tử Tinh Trường kiếm chợt bổ ngang đi ra ngoài. Hung hăng chém ở tia sáng mặt trời lên ông một cái. Vô cùng kinh khủng sóng chấn động vân nhanh chóng khuếch tán. Ở nơi này một kích xuống, Tử Minh như như đạn pháo bị đánh đi ra ngoài. Phanh thân ảnh của hắn hung hăng đập ở kết giới phía trên, ngược lại phun ra một ngụm máu lớn. Toàn thân càng ở cái kia cỗ cự đại lực lượng trước mặt trực tiếp bị đánh rách tà tơi. Tử Minh, thất bại sao? Trận chiến đấu này là tần nhai chiến thắng sao? Xem ra tựa như là tần nhai chiếm cứ thượng phong đây. Hết thầy vũ giả thấy như vậy một màn, không khỏi nghị luận lên tiếng. Trong đám người, kiếm phong khóe miệng hơi vảnh lên, thì thào nói không hổ là sư tôn coi trọng tên loại chiến lược này thật đúng là cường đại đâu nhưng lập tức hắn nhìn phía bị đánh phi tử minh chán cau lại tử minh sẽ như vậy liền thất bại sao xa chỗ vài cái kim bào lão giả trong lòng cũng có mang đồng dạng nghi hoặc thiếu chủ chẳng lẽ cứ như vậy thất bại không không thể a à. mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định một hồi tiếng cười to truyền ra ha ha tiếng cười điên cuồng mang theo một hồi khoái ý vang vọng toàn trường mọi người nhìn lại chính là tử minh hắn lúc này có vẻ thập phần chật vật áo chẳng tán phát số lẻ thân trên lên tản mát ra chiến ý cũng là trước nay chưa có nồng nặc vang dội người này tần nhai mâu quang đông lại một cái dần dần ngưng trọng xuống hắn cảm giác có dũng khí bây giờ tử minh mười phần nguy hiểm xa xa so với bất cứ lúc nào đều muốn nguy hiểm Người rất tốt, phi thường tốt. Tử Minh nâng lên hai tròng mắt, ánh mắt sắc bén như đao nhìn phía tần nhai, thật rất tốt. Ta không nghĩ tới ở nơi này trí cường chiến lên. Còn có thể đụng trên, lên, giống như ngươi vậy đạo vương, cho dù là ở thần đình bên trong. Ta cũng chưa từng thấy qua vài cái, cho nên ngươi đáng giá ta toàn lực đối đãi. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh hãi mất sắc. Thần đình, cái kia là cái gì địa phương? Toàn lực đối đãi chẳng lẽ từ đầu đến cuối tử minh đều không xuất toàn lực không được nhất niệm tới đây mọi người biến sắc lại biến chỉ có tần nhai khiếp sợ đồng thời còn có thể bảo lưu lãnh tĩnh chiến ý trong lòng cũng không có một chút giảm thiếu ta rất chờ mong toàn lực của ngươi ngươi sẽ không thất vọng nhưng hy vọng ngươi có thể đủ chịu được tử diệu vân mở cho ta gầm nhẹ một tiếng tử minh bên ngoài thân trên lên dần dần hiện ra từng đạo huyền diệu quỷ dị văn lộ, thân trên, lên, giật tản ra ngoài tử khí hầu như đều ngưng là thật tính chất vậy. Tại hắn thân trên, lên, không ngừng chập chờn như nhiều đóa tử hòa. Khí thế của hắn, cũng trong nháy mắt trở nên tăng vọt. Chỉ là khí tức liền cơ hồ khiến bốn phía hư không trở nên vặn vẹo. Cảm thụ được sự mạnh mẽ của khí thế ấy, mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Ở lúc này tử minh trước mặt, bọn họ như có loại thân là con kiến hôi cảm giác ra tay toàn lực đây chính là hắn toàn lực sao cái này như thế khả năng sao có thể hội có loại này đạo vương chí cường đạo vương bảng tồn tại nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe qua có như vậy đạo vương tồn tại qua à cho dù là ta đã biết tối cường đạo vương cũng xa xa không so sánh được trên lên bây giờ tử minh người này đến tột cùng theo cái gì địa phương nhô ra thần đình cái kia đến tột cùng là cái gì địa phương mọi người kinh hô không ngớt nhãn trung tràn đầy kinh hãi ý lòng giật hà phi hiên hạ hạo đám người đồng tử chợt co rụt lại người này lại mạnh tới mức này tần huynh thật có thể đánh bại hắn sao thanh tiết hít một hơi thật sâu khuôn mặt sắc mang theo gánh yêu màu sắc dù cho vạn giới thần điện thu nạp vạn giới thiên kiêu nhưng như vậy đạo vương cũng là chưa bao giờ nghe thấy thấy những điều chưa hề thấy tần nhai thật có thể thắng lợi sao mấy người còn lại cũng đều là khuôn mặt gánh yêu màu sắc. Tần nhai thiên phú là yêu nghiệt không giả. Nhưng tử minh bây giờ lộ ra thực lực cũng là càng thêm cường đại. Trong đám người kiếm phong màu quang hơi lóe lên. Cái này tử minh lại vẫn cất giấu thực lực bực này. Trách không được đằng vân thần vương phái hắn xuất hiện tham gia lần này trí cường chiến. Coi như là ta cùng với hắn hiện tại giao thủ, bên ngoài thắng phụ cũng bất quá là 5 năm số tần nhai ngươi thật sự có biện pháp thủ thắng sao đối với người sư tôn này ôm cực đại mong đợi tên kiếm phong cũng hết sức tò mò đối mặt trạng huống này hắn đến tột cùng còn có thể hay không thể ngăn cơn sóng dữ ha ha ngươi sợ sao nhìn vẻ mặt ngưng trọng tần nhai tử minh cười ha ha một tiếng trong cơ thể dâng trào lực lượng mang cho hắn vô cùng vô tận lòng tin nói ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chịu quá nhiều thống khổ dù sao ngươi là ta xem trọng đối thủ, nhất định cho ngươi thể diện chết pháp, tỉ như. Toái thi vạn đoạn, ngôn ngữ rơi, hắn thân ảnh khẽ động, tốc độ nhanh gần như làm cho tần nhai đều khó phát hiện. Trong nhấp nháy liền tới đến bên người của hắn, hai ngón tay khép lại. Phía trên ngưng tụ tử sắc hỏa quang, hướng tần nhai điểm ra. Ánh lửa kia nhìn như không có bất kỳ nhiệt độ, cũng không nóng rực. Nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là không gì sánh được kinh người nếu là bị bên ngoài bắn trúng, vô lượng vũ giả cũng sẽ bị trọng thương. Không dám khinh thường, tần nhai không gian chi đạo điên cuồng thôi động. Nhất lăn tăn rung động khuếch tán ra, mưu đồ ngăn cản cái này chỉ một cái. Nhưng cái này chỉ một cái uy lực thật sự là cường hãn không ai bằng. Đúng là trực tiếp xé mở trọng trọng không gian trở ngại, tần nhai khuôn mặt sắc hơi đổi. Trường thương nâng lên, lấy thân thương ngăn cản hạ cái này chỉ một cái tinh thần. Phanh, chỉ thương va chạm, kịch liệt chấn động trực tiếp đem tần nhai hất bay đi ra ngoài. Tần nhai hung hăng bay ra mấy trăm trượng về sau, trực tiếp đụng vào kết giới phía trên. Ầm ầm nhất bạo, dù là hắn nhục thân cường hãn, cả người xương cốt huyết nhục cũng trong nháy mắt nổ thành một đoàn tương hồ. Xen lẫn trong cùng nhau, đau nhức không ngớt, hắn vội vã thôi động trong cơ thể đạo nguyên. Ở trong thời gian nhanh nhất đem bên ngoài khôi phục lại.